Đô thị mạnh nhất Hoàn Khố, Diệp Thần Phong. Chương 1481, kẻ thù đến. Địa huyền giới, Lạc Nhật đảo, Ngô phủ bên trong một chỗ trong nhà. Từ khi Diệp Thần Phong thông qua tinh thần đấu chuyển trận đi hướng thế tục giới sau, Bạch Tiểu Nhu là ngày đêm canh giữ ở chỗ này trong sân. Đột nhiên, chỗ này trong sân trận pháp lóe lên một trận ánh sáng, ồ một tiếng. Trận pháp này phía trên không gian vỡ ra một đạo cự đại vết xước, này lỗ lớn được một vệt ánh sáng màu trắng cho bao phủ lại rồi, rất nhanh, một vệt bóng đen liền từ ánh sáng màu trắng bên trong vọt ra. Tại bóng đen này từ ánh sáng màu trắng bên trong lao ra sau, trên trận pháp phương lỗ hổng kia trong nháy mắt lại khép lại lên. Cũng còn tốt lần này không phải từ giữa không trung lao ra. Đạo này lao ra bóng đen chính là Diệp Thần Phong rồi. Hắn tại tinh thần con đường bên trong trọn vẹn chạy hết tốc lực khoảng 8 tiếng, hắn lúc này mới lại từ thế tục giới về tới địa huyền giới. Giờ khắc này, địa huyền giới sắc trời cũng đã sáng rồi, Diệp Thần Phong hai chân vững vàng rơi xuống trong trận pháp sau, trong mắt trận máu huyết lập tức có phản ứng, từng giọt máu huyết bay đến Diệp Thần Phong mờ u bàn tay trên da, thông qua da thịt, những này tinh huyết rất nhanh thẩm thấu tiến vào Diệp Thần Phong bên trong thân thể. Tại tinh huyết trở về trong cơ thể sau, Diệp Thần Phong cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, trong đầu hắn lại vang lên bóng trắng người Ngô Phong dỗi rảnh thanh âm, tiểu gia hỏa, người đem 4 cái tinh văn trụ thu cẩn thận, về sau khẳng định còn sẽ có tác dụng. Nghe vậy, Diệp Thần Phong chữ vật giới chỉ lóe lên, 4 cái tinh văn trụ trong nháy mắt bị hắn thu nhập trong chữ vật giới chỉ. Sau đó, Diệp Thần Phong cười đối trong nhà Bạch Tiểu Nhu, nói ra Tiểu Nhu, ta sớm trở về rồi. Bạch Tiểu Nhu trên mặt cũng lộ ra thiên chân vô tà nụ cười, người đi lên trước khoác lên Diệp Thần Phong cánh tay. Nói ra, Diệp đại ca, Tiểu Nhu mấy ngày nay thập phần nhớ người đây. Từ khi Bạch Tiểu Nhu cùng Diệp Thần Phong gặp lại sau đó người cũng thích cùng Diệp Thần Phong sống chung một chỗ. Bất quá, người chỉ có cùng với Diệp Thần Phong thời điểm, người mới sẽ biểu hiện ra chính mình thiên chân vô tà một mặt, mặt đối với những người khác Bạch Tiểu Nhu đều là lạnh như băng. Diệp Thần Phong nhìn xem Bạch Tiểu Nhu thiên chân vô tà dáng dấp, hắn thật cũng không tốt tránh thoát khỏi Bạch Tiểu Nhu cánh tay rồi, hắn biết Lạc Nhật đảo lão tổ Ngô Thanh Sơn mấy ngày nay khẳng định cũng các loại sốt ruột rồi, hắn cũng là thời điểm giúp Ngô Thanh Sơn hóa giải trong cơ thể độc tố rồi. Hắn nói ra, Tiểu Nhu, chúng ta ra ngoài đi một chút đi. Mà ở Diệp Thần Phong cùng Bạch Tiểu Nhu đi ra trong nhà thời điểm. Ngô phủ bên trong đại sảnh. Lạc Nhật đảo lão tổ tông Ngô Thanh Sơn ngồi ở trên một cái ghế, đảo chủ Ngô cũng đông cùng con trai của hắn Ngô Lực Phàm. Hai người bọn họ đứng ở Ngô Thanh Sơn hai bên. Hiện tại Ngô cũng đông cùng Ngô Lực Phàm đã biết Diệp Thần Phong có thể hóa giải bọn hắn lão tổ tông trong cơ thể độc tố rồi, cho nên liền đối Diệp Thần Phong một mực khó chịu Ngô Lực Phàm, hắn hiện tại cũng ngóng nhìn Diệp Thần Phong nhanh lên một chút từ trong lúc bế quan đi ra. Vân Tiên Tông lão tổ tông Tả Đức Nguyên. Hắn ngồi ở Ngô Thanh Sơn bên cạnh trên một cái ghế. Đồ đệ của hắn Hà Mãn Dương Hòa Vân Tiên Tông thiếu chủ Tả Phi Bạch đứng ở bên cạnh hắn. Về phần Vân Tiên Tông những người khác cùng với Lương Tả Ý cùng Tô Băng Xoáy. Bọn hắn cũng không hề ở bên trong đại sảnh, bọn hắn đều tại trong phòng của mình nghỉ ngơi. Dù sao Ngô Thanh Sơn cùng Tả Đức Nguyên chính là Niết Bàn Cảnh Cường Giả. Lương Tả Ý bọn hắn tại Niết Bàn Cảnh Cường Giả trước mặt, bọn hắn luôn cảm giác thở không thông, cho nên. Bọn hắn dứt khoát tại trong phòng của mình nghỉ ngơi. Tả Phi Bạch, cái kia gọi Diệp Thần Phong tiểu tử. Hắn có phải không thật sự có thể hóa giải ta lão tổ tông trong cơ thể độc tố? Ngô Lực Phàm đi tới Tả Phi Bạch bên cạnh thấp giọng hỏi, hắn và Tả Phi Bạch đã sớm biết rồi. Tả Phi Bạch nhưng là thanh Diệp Thần Phong thật sự cho rằng của mình lão tổ tông đối đãi. Hắn nghe được Ngô Lực Phàm lại dám đối Diệp Thần Phong bất kính như thế, hắn lập tức trừng mắt lên đến. Quát lên, Ngô Lực Phàm, người chú ý mình nói chuyện thái độ, người có tư cách gì trực tiếp xưng hô ta tên lão tổ tông. Ngô Lực Phàm cùng Tả Phi Bạch đối thoại, tại truyền vào Tả Đức Nguyên cùng Ngô Thanh Sơn trong tai sau, Tả Đức Nguyên trên mặt cũng lộ ra vẻ không vui, Diệp Thần Phong là hắn Tả Đức Nguyên lão đệ, Ngô Lực Phàm như thế không tôn kính Diệp Thần Phong, này không sẽ trở thế là không tôn kính hắn ma. Ngô Thanh Sơn cũng nhìn thấy Tả Đức Nguyên trên mặt không thích. Hắn lập tức khiển trách, Lực Phàm, nếu như ngươi còn dám đối Diệp huynh đệ bất kính lời nói, như vậy ngươi lập tức cút cho ta xuất Lạc Nhật đảo, nhớ kỹ về sau nhìn thấy Diệp huynh đệ,
ngươi cũng nhất định muốn cho ta cung kính gọi hắn một tiếng lão tổ tông, ngươi đã nghe chưa? Lạc Nhật Đảo đảo chủ Ngô Cũng Đông, hắn nhìn thấy Ngô Thanh Sơn thật sự tức giận, sau đó hắn cũng trừng mắt Ngô Lực Phàm, quát lên, ngươi chả không đáp ứng lão tổ tông yêu cầu. Nếu như hắn thật sự có thể hóa giải lão tổ tông trong cơ thể độc tố, như vậy hắn sau này sẽ là chúng ta Lạc Nhật Đảo ân nhân rồi. Ngô Lực Phàm trong lòng tuy rằng không thoải mái, nhưng hắn vẫn là chỉ có thể đối với Ngô Thanh Sơn, nói ra, lão tổ tông, ta biết rồi. Tại Ngô Lực Phàm tiếng nói vừa vặn hạ xuống xong, Ngô Phủ một tên hạ nhân vội vội vàng vàng đi vào, hắn một mực cung kính đối với Ngô Thanh Sơn, nói ra, lão tổ tông, Hải Thần Điện Thái Thượng Trưởng lão ở bên ngoài. Ngô Thanh Sơn nghe vậy, hắn mở miệng nói, gọi bọn hắn vô đi. Rất nhanh, một tên tiên phong đạo cốt lão đầu liền bước chân vào Ngô Phủ đại sảnh. Lão đầu này mặc trên người một bộ trường sam màu trắng, đi khởi đường tới là thần hái sáng láng, trên người tỏa ra một loại vinh váo hung hăng khí tức. Hắn chính là Hải Thần Điện Thái Thượng Trưởng lão Tống Hải Vân rồi, một thân thực lực tại Niết Bàn cảnh tứ trọng thiên sơ kỳ tầng thứ, đồng dạng này Hải Thần Điện chính là thứ thiệt nhị phẩm tông môn. Tại đây Tống Hải Vân phía sau trả đi theo một tên hắc y bà lão cùng một tên thanh niên, này hắc y bà lão thực lực tại tạo hóa cảnh tam trọng thiên đỉnh phong. Mà một người khác thanh niên thực lực tại thần niệm cảnh tam trọng thiên hậu kỳ. Nếu như Diệp Thần Phong tại nơi này, như vậy hắn một mắt là có thể nhận ra, này hắc y bà lão không phải là Âm Minh Tông Tống Xuân Mi Ma. Mà thanh niên này không phải là Tống Xuân Mi đồ đệ Giang Mạc Thiên Ma. Tống Xuân Mi cùng Giang Mạc Thiên vì sao lại cùng nhị phẩm tông môn Hải Thần Điện Thái Thượng Trưởng lão cùng nhau? Này Hải Thần Điện Thái Thượng Trưởng lão Tống Hải Vân. Bởi vì hắn công pháp tu luyện phi thường đặc thù, hắn mỗi một quãng thời gian liền tất cần phải tìm một ít nữ nhân thích phóng nhất hạ, bất quá, trong tình huống bình thường những nữ nhân kia là tuyệt đối sẽ không mang thai. Mà năm đó Tống Hải Vân đi ngang qua Âm Minh Tông thời điểm, trong cơ thể hắn công pháp lại yêu cầu phóng ra, cho nên, hắn tìm một tên Âm Minh Tông nữ đệ tử, sau đó, bất ngờ lại xảy ra, tên kia Âm Minh Tông nữ đệ tử dĩ nhiên mang thai. Bất quá. Tống Hải Vân vẫn không có thanh mang thai hắn hài tử Âm Minh Tông nữ đệ tử mang về Hải Thần Điện, mà tên kia Âm Minh Tông nữ đệ tử biết tên Tống Hải Vân, cho nên nàng tại Âm Minh Tông đem hài tử sinh xuống, đồng thời cho hài tử của nàng đặt tên là Tống Xuân Mi. Cho nên nói, này Tống Xuân Mi chính là Hải Thần Điện Thái Thượng Trưởng lão con gái rơi. Nguyên bản Tống Hải Vân sắp quên chính mình có cái này con gái rơi rồi, thế nhưng tại Hải Thần Điện tổng cộng có hai cái Thái Thượng Trưởng lão đây. Một cái khác Thái Thượng Trưởng lão chính là Hải Thần Điện Tông Chủ Nhất Mạch Lão Tổ, mà Tống Hải Vân nhưng là Hải Thần Điện Đại Trưởng Lão Nhất Mạch Lão Tổ. Hải Thần Điện có quy định mỗi một làm Tông Chủ chỉ có thể làm 200 năm, mắt thấy một cái làm Tông Chủ liền muốn thoái vị rồi, Tống Hải Vân đương nhiên là hy vọng của mình hậu bối ngồi trên Hải Thần Điện vị trí Tông Chủ được rồi. Cho nên, hiện tại Tống Hải Vân yêu cầu rất giúp đỡ nhiều lực, hắn trong lúc vô tình biết được hắn năm đó con gái rơi. Bây giờ chính là Âm Minh Tông trưởng lão rồi, hơn nữa hắn con gái rơi đồ đệ, rất có thể sẽ trở thành Âm Minh Tông thánh tử, nếu như làm tới thánh tử, như vậy liền vô cùng có khả năng trở thành Âm Minh Tông tông chủ. Âm Minh Tông mặc dù nói chỉ là ngũ phẩm tông môn, nhưng đối với Tống Hải Vân tới nói cũng là nhất cổ không nhỏ trợ lực rồi. Sau đó, Tống Hải Vân cũng làm người ta tìm tới Tống Xuân Mi cùng Giang Mạc Thiên, Tống Xuân Mi căn bản không nghĩ tới mình còn có một đoạn như vậy thân thế. Người không chút do dự rồi cùng Tống Hải Vân quen biết nhau rồi. Bất quá, Tống Hải Vân nói với Tống Xuân Mi quá rồi, hai người bọn họ quan hệ trong đó không thể khiến người khác biết, mà hắn Tống Hải Vân cũng sẽ giúp đỡ Giang Mạc Thiên tăng cao thực lực, để Giang Mạc Thiên tương lai thuận lợi ngồi trên Âm Minh Tông Tông chủ vị trí. Lúc trước Giang Mạc Thiên từ viễn cổ thần ma trong mộ địa lúc đi ra, thực lực của hắn chỉ là tăng lên tới thần niệm cảnh tam trọng thiên sơ kỳ. Mà bây giờ thực lực của hắn cũng tại thần niệm cảnh tam trọng thiên hậu kỳ, đây đều là Tống Hải Vân dùng đan dược giúp Giang Mạc Thiên tăng lên. Này Hải Thần Điện đồng dạng là tại biển rộng mênh mông bên trên, lần này Tống Hải Vân là vừa vặn trải qua Lạc Nhật Đảo, hắn mới đến Lạc Nhật Đảo tới đi một chút, Tống Hải Vân cùng Lạc Nhật Đảo lão tổ tông Ngô Thanh Sơn ngược lại cũng đúng là biết, cho nên, hắn mới vừa đến Lạc Nhật Đảo, hắn liền đến Ngô Phủ đến đi một chuyến rồi. Chương 1482, ra sức bảo vệ. Ngô lão đầu, đã lâu không gặp. Hải Thần Điện Thái Thượng Trưởng lão Tống Hải Vân,
hắn vừa đi vào đại sảnh dựa vào Ngô Thanh Sơn hô. Ngược lại, Tống Hải Vân lại thấy được Tả Đức Nguyên, hắn nghi vấn đạo, Tả lão đầu, người cũng ở nơi đây. Vân Tiên Tông lão tổ tông Tả Đức Nguyên, hắn trong lỗ mũi hừ lạnh một tiếng, hắn đối Tống Hải Vân vô cùng không có hảo cảm, tại 100 năm trước. Tả Đức Nguyên cùng Tống Hải Vân còn thiếu chút nữa ra tay đánh nhau, Tả Đức Nguyên rất là không ưa Tống Hải Vân trên người cái cỗ này hơn người một bậc khí tức. Ngô Thanh Sơn liền vội mở miệng hòa hoãn không khí rồi, hắn nói ra, Tống lão đầu, ngươi không ở ngươi Hải Thần Điện hảo hảo ở lại, ngươi tới của ta Lạc Nhật Đảo làm gì? Ta có biết các ngươi Hải Thần Điện một cái làm tông chủ tại vị kỳ hạn lại đã tới rồi, ta xem ngươi lão đầu này hẳn là sẽ không an phận rồi. Tống Hải Vân cười khoát tay áo một cái, nói ra, Ngô lão đầu, chúng ta cũng nhận thức rất nhiều năm đi nha. Ngươi có hứng thú hay không giúp ta một tay, đợi được sau khi chuyện thành công, ta nhất định sẽ cho ngươi một cái hài lòng thù lao. Tống Hải Vân lần này tới Lạc Nhật Đảo mục đích thật sự, hắn nhưng thật ra là muốn tới thử vận khí một chút, nếu như Lạc Nhật Đảo chịu xuất lực giúp hắn, như vậy hắn hậu bối ngồi trên kế tiếp nhiệm Hải Thần Điện tông chủ vị trí tỷ lệ thì càng thêm cao. Tiếp lấy, Tống Hải Vân hắn vừa nhìn về phía Tả Đức Nguyên, hắn nói ra, Tả lão đầu, chuyện năm đó đều qua rồi, ngươi sẽ không phải chả nhớ ở trong lòng chứ. Tả lão đầu ngươi có nguyện ý hay không giúp ta một tay? Đương nhiên ta cũng sẽ cho ngươi nhóm Vân Tiên Tông một phần hài lòng thù lao. Ngô Thanh Sơn cùng Tả Đức Nguyên liếc nhau một cái, thiên hạ không có kẻ địch vĩnh viễn, nếu như Tống Hải Vân thật sự có thể lấy ra một phần để cho bọn họ động tâm thù lao đến. Như vậy để cho bọn họ trợ một chút sức lực cũng không phải là không có khả năng. Ngô Thanh Sơn cười nói, Tống lão đầu, ngươi có thể lấy ra cái gì thù lao đến? Tả Đức Nguyên cũng nói, Tống lão đầu, nếu như ngươi thù lao thích hợp. Như vậy chúng ta Vân Tiên Tông ngược lại cũng không ngại giúp ngươi một tay. Tống Hải Vân nhìn thấy Ngô Thanh Sơn cùng Tả Đức Nguyên tỏ thái độ sau, trong lòng của hắn là thoải mái bắt đầu cười lớn. Này Lạc Nhật Đảo cùng Vân Tiên Tông đều là tam phẩm tông môn, nếu có Lạc Nhật Đảo cùng Vân Tiên Tông giúp đỡ, như vậy hắn hậu bối ngồi trên Hải Thần Điện tông chủ tỷ lệ liền cao tới 90% trở lên. Một mực cung kính đứng sau lưng Tống Hải Vân Tống Xuân Mi cùng Giang Mạc Thiên, bọn hắn cũng là biết Tống Hải Vân mục đích, bọn hắn nhìn thấy Lạc Nhật Đảo cùng Vân Tiên Tông thái độ sau. Trong lòng bọn họ cũng là một trận vui mừng. Hiện tại Tống Xuân Mi cùng Giang Mạc Thiên đã đem Tống Hải Vân xem là chỗ dựa rồi, nếu như Tống Hải Vân hậu bối có thể ngồi trên Hải Thần Điện vị trí tông chủ, như vậy đến lúc đó toàn bộ Hải Thần Điện sắp trở thành hai người bọn họ chỗ dựa rồi. Đến lúc đó các loại Giang Mạc Thiên ngồi trên Âm Minh Tông vị trí tông chủ sau, có Hải Thần Điện trợ giúp, Âm Minh Tông nhất định sẽ phát triển càng tăng nhanh hơn. Mà chính lúc thời điểm này, Bạch Tiểu Nhu kéo Diệp Thần Phong cánh tay đi vào bên trong đại sảnh. Diệp Thần Phong vừa vặn tại Ngô phủ bên trong gặp Lương Tả Ý cùng Tô Băng Soái. Từ trong miệng bọn họ biết được Tả Đức Nguyên bọn người ở tại đại sảnh bên này. Cho nên Diệp Thần Phong cùng Bạch Tiểu Nhu liền lập tức đến đại sảnh bên trong. Tại Diệp Thần Phong cùng Bạch Tiểu Nhu bước vào đại sảnh trong nháy mắt, ở đây ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Diệp Thần Phong cùng Bạch Tiểu Nhu trên người, đặc biệt là Tống Xuân Mi cùng Giang Mạc Thiên. Giang Mạc Thiên đối Diệp Thần Phong nhưng là ký ức chưa phai. Mà Tống Xuân Mi lần này là đúng nghĩa lần thứ nhất thấy đến Diệp Thần Phong, bất quá, Tống Xuân Mi trong đầu vẫn là tinh tường nhớ rõ Diệp Thần Phong bộ dáng. Ngươi làm sao có khả năng không chết? Ngươi làm sao có khả năng từ trong di tích sống sót mà đi ra ngoài? Không thể, di tích cửa ra vào đã sớm phong bế. Ngươi không thể còn sống. Giang Mạc Thiên hơi thay đổi sắc mặt, ngón tay hắn chỉ vào Diệp Thần Phong chất vấn. Diệp Thần Phong cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải Tống Xuân Mi cùng Giang Mạc Thiên. Lần này tới Lạc Nhật Đảo thật đúng là kẻ thù đại tập kết, lúc trước mới vừa tới đến Lạc Nhật Đảo thời điểm, Diệp Thần Phong liền gặp Nam Nguyên Vương triều người, hiện tại hắn dĩ nhiên lại gặp Tống Xuân Mi cùng Giang Mạc Thiên, có thể nói đối với Diệp Thần Phong tới nói, Tống Xuân Mi cùng Giang Mạc Thiên mới là trong lòng hắn lớn nhất kẻ thù. Tống Xuân Mi thấy Tống Hải Vân nghi hoặc nhìn người, thế là... Người lập tức đem liên quan với Diệp Thần Phong sự tình nói một lần, Tống Hải Vân tại sau khi nghe xong, hỏi hắn, nói cách khác tiểu tử này cũng không phải Lạc Nhật Đảo người. Hắn trả từ Bắc vực hoang mạc chỗ kia phong bế trong di tích sống sót đi ra. Xem ra tiểu tử này trên người có quái lạ a hát. Khi biết cả sự tình sau đó Tống Hải Vân sẽ không có thanh Diệp Thần Phong để ở trong mắt,
hắn hiện tại chỉ là hiếu kỳ Diệp Thần Phong trên người bí mật, nếu Diệp Thần Phong không phải Lạc Nhật Đảo người, như vậy Tống Hải Vân mở miệng hướng về Ngô Thanh Sơn yếu một người như vậy, hắn biết Ngô Thanh Sơn hẳn là sẽ không cự tuyệt, chẳng qua hắn lại cho xuất một cái đầy đủ lợi ích. Tống Hải Vân liếc nhìn Diệp Thần Phong, hắn đối với Ngô Thanh Sơn, nói ra, Ngô lão đầu, tiểu tử này hẳn không phải là ngươi Lạc Nhật Đảo người chứ. Hắn và vãn bối của ta có một ít xung đột, thanh tiểu tử này giao cho ta xử lý đi. Ta có thể cho ngươi đầy đủ lợi ích, đủ để đổi lấy tiểu tử này mệnh. Giang Mạc Thiên khi nghe đến Tống Hải Vân lời nói sau, hắn khẽ biến sắc mặt khôi phục lại, hắn cảm giác được xuất Diệp Thần Phong thực lực hôm nay đã tại thần niệm cảnh nhị trọng thiên trung kỳ rồi, hắn không nghĩ tới Diệp Thần Phong thực lực cũng tăng lên nhanh như vậy. Bất quá, Giang Mạc Thiên trên mặt lại là hiện lên nụ cười đắc ý, hắn biết lấy Tống Hải Vân mặt mũi, Diệp Thần Phong rất nhanh có thể đủ tùy ý hắn đến xử trí rồi. Tiểu tử, không nghĩ tới chúng ta còn có cơ hội gặp mặt. Ta đã sớm nói ngươi tại ta Giang Mạc Thiên trong mắt chính là một con run dế rồi, sau đó xem ta như thế nào bóp chết ngươi. Giang Mạc Thiên cười lạnh nói. Tống Xuân Mi trên mặt biểu lộ âm tình bất định, lúc trước người dùng một tia thần niệm là có thể ép chết Diệp Thần Phong rồi, ở trong mắt nàng Diệp Thần Phong cả đời cũng không khả năng đi tới địa huyền giới, cho dù đi tới địa huyền giới, Diệp Thần Phong vẫn cứ chỉ có làm run dế vận mệnh. Nhưng kết quả đây, Diệp Thần Phong không những đi tới địa huyền giới, bây giờ thực lực trả tăng lên tới thần niệm cảnh nhị trọng thiên trung kỳ, này tại Tống Xuân Mi trong mắt quả thực là một cái không thể nào kỳ tích. Thế nhưng, Tống Xuân Mi trên mặt âm trầm rất nhanh sẽ tản đi rồi, có phụ thân của nàng Tống Hải Vân ở nơi này, người biết từ hôm nay trở đi Diệp Thần Phong là không thể nào lại có bất kỳ kỳ tích biểu hiện, bởi vì hôm nay chính là Diệp Thần Phong tử kỳ rồi. Mạc Thiên, chỉ là một mực run dế mà thôi, quên ta nói qua với ngươi lời nói sao? Ngươi căn bản không cần thanh con kiến cỏ này để ở trong lòng. Tống Xuân Mi lạnh nhạt nói. Tống Hải Vân, Giang Mạc Thiên cùng Tống Xuân Mi đám người lời nói, một câu truyền vào ở đây tất cả mọi người trong tai. Đứng ở Tả Đức Nguyên bên cạnh Vân Tiên Tông thiếu chủ Tả Phi Bạch, hắn mặt trên cái thứ nhất lộ ra thần sắc tức giận đến, hắn mới mặc kệ trước mặt là không phải là cái gì nhị phẩm tông môn biển người của thần điện đây. Hắn công tử bột tính khí hoàn toàn bị kích phát ra, hắn quát lên, ba người các ngươi chó má vương bát đản, các ngươi muốn ta lão tổ tông mệnh. Các ngươi là cái thá gì? Lạc Nhật Đảo thiếu chủ Ngô Lực Phàm, hắn vừa vặn vừa lúc bị mắng không sảng khoái đây. Lần sau Diệp Thần Phong là hóa giải hắn lão tổ tông thể nội độc tố duy nhất hy vọng, nếu như Diệp Thần Phong chết rồi, như vậy hắn lão tổ tông cũng phải xong đời, thế là hắn cũng lập tức quát lên, nơi này là Lạc Nhật Đảo, còn chưa tới phiên các ngươi những này cứt chó đến cua tay múa chân. Vân Tiên Tông lão tổ tông Tả Đức Nguyên, hắn đột nhiên từ trên ghế đứng lên, hắn đối với Tống Hải Vân quát lên, Tống lão đầu, ngươi thật đúng là chó không đổi được ăn cứt, lẽ nào ngươi cho rằng trên thế giới này chuyện gì đều là ngươi định đoạt sao? Ngươi cho lão đầu tử ta có bao xa lăn bao xa? Tiếp lấy, Tả Đức Nguyên chỉ vào Diệp Thần Phong, nói ra, hắn là ta Tả Đức Nguyên lão đệ, đồng dạng hắn giống như ta cũng là Vân Tiên Tông lão tổ. Tại Tả Đức Nguyên tiếng nói vừa vặn hạ xuống xong, Ngô Thanh Sơn cũng lập tức đứng lên, hắn cũng chỉ vào Diệp Thần Phong. Nói ra, Tống lão đầu, hắn cũng là của ta lão đệ, người muốn ta Ngô Thanh Sơn lão đệ mệnh, người đây là muốn đến đánh mặt của ta sao? Tống Hải Vân nghe được Tả Đức Nguyên đám người lời nói sau, trên mặt hắn phong đạm vân khinh vẻ mặt biến mất rồi, hắn vốn tưởng rằng Ngô Thanh Sơn hội thuận miệng đáp ứng, hắn không nghĩ tới không riêng Ngô Thanh Sơn sẽ có phản ứng lớn như vậy, dĩ nhiên cũng làm liền Tả Đức Nguyên bọn người phản ứng lớn như vậy. Mà nguyên bản dương dương đắc ý Giang Mạc Thiên, hắn đang nhìn đến Lạc Nhật Đảo cùng Vân Tiên Tông người dồn dập trở mặt sau đó trên mặt hắn đắc ý vẻ mặt trong nháy mắt cứng ngắc ở. Hắn có biết ở đây Lạc Nhật Đảo cùng Vân Tiên Tông lão tổ tông cũng đều là niết bàn cảnh cao thủ. Cái này hai tên niết bàn cảnh cao thủ dĩ nhiên hội ra sức bảo vệ Diệp Thần Phong, vẫn cùng Diệp Thần Phong lấy huynh đệ đối với thành. Tống Xuân Mi bà lão này trên mặt của nàng lần thứ hai nhiễm lên một tầng âm trầm, người không nghĩ tới có Tống Hải Vân ở đây. Trước mặt tình thế vẫn phải tới 180 độ đại xoay ngược lại. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1483, làm lộn tung lên. Diệp Thần Phong cùng Bạch Tiểu Nhu đi tới Tả Đức Nguyên bên cạnh. Diệp Thần Phong lông mày chăm chú nhíu lại,
từ trên người Tống Hải Vân mơ hồ tản ra nhất cổ khí thế, luồng khí thế này cho Diệp Thần Phong một loại nặng nề cảm giác một ngạt, bởi vậy Diệp Thần Phong biết rõ trước mặt Tống Hải Vân thực lực tại Niết Bàn cảnh tứ trọng thiên sơ kỳ. Nhưng Âm Minh Tông chỉ là khu khu ngũ phẩm tông môn mà thôi, tại ngũ phẩm trong tông môn không khả năng sẽ có Niết Bàn cảnh cao thủ, điểm này là Diệp Thần Phong không nghĩ ra. Hải Thần Điện Thái Thượng Trưởng Lão Tống Hải Vân, hắn được Tả Phi Bạch cùng Ngô Lực Phàm hai cái này tiểu bối một trận cố sức chửi, này làm cho trên mặt hắn mặt mũi là hoàn toàn nhìn không được rồi, hắn trong con ngươi vẻ mặt âm trầm cực kỳ, hắn mở miệng nói, Ngô Lão Đầu, Tả Lão Đầu, các ngươi quản tốt chính mình vãn bối miệng, hôm nay xem tại hai người các ngươi trên mặt mũi, ta có thể không cùng bọn hắn tính toán. Sát theo đó, Tống Hải Vân ngón tay chỉ vào Diệp Thần Phong, trong miệng hắn chuyển đề tài, hắn tiếp tục nói, Ngô Lão Đầu, Tả Lão Đầu, ta không biết tiểu tử này cùng các ngươi là quan hệ như thế nào. Bất quá, tiểu tử này mới chỉ là thần niệm cảnh nhị trọng thiên trung kỳ thực lực, như vậy một tên tiểu tử giá trị được các ngươi như thế giữ gìn sao? Các ngươi lại vẫn cùng hắn lấy gọi nhau huynh đệ. Ta tin tưởng thế giới này là lấy lợi ích làm chủ, huống hồ chúng ta sau còn muốn hợp tác lẫn nhau, hai người các ngươi liền ra giá đi. Chỉ cần đem tiểu tử này giao cho ta xử trí. Chỉ muốn các ngươi mở giá không quá phận, ta cũng có thể đáp ứng các ngươi. Theo Tống Hải Vân, hắn những lời này của mình thành ý 10 phần, hơn nữa đã phi thường cho Ngô Thanh Sơn cùng Tả Đức Nguyên mặt mũi, huống hồ Diệp Thần Phong chỉ là một cái thần niệm cảnh tiểu tử. Tại Tống Hải Vân trong mắt loại này tiểu nhân vật là có cũng được mà không có cũng được, hắn đã vừa mới đã nói phải xử lý Diệp Thần Phong rồi, đối với Tống Hải Vân cường giả như vậy. Hắn lời đã nói, hắn liền nhất định phải làm được. Bằng không truyền ra ngoài, chẳng phải là muốn được những người khác khinh bỉ rồi. Nếu như là đổi lại còn lại một cái thần niệm cảnh tiểu tử, xem tại đầy đủ lợi ích phân thượng. Như vậy Ngô Thanh Sơn cùng Tả Đức Nguyên có lẽ sẽ cho Tống Hải Vân một ít mặt mũi, dù sao chính như Tống Hải Vân từng nói, thế giới này chính là lợi ích trên hết. Nhưng, Diệp Thần Phong chính là Tả Đức Nguyên ân nhân cứu mạng, Tả Đức Nguyên thật tâm thật ý coi Diệp Thần Phong là làm lão đệ đối xử. Hắn thì lại làm sao sẽ cho Tống Hải Vân cái gì chó má mặt mũi. Mà Tà Dương Đảo lão tổ Ngô Thanh Sơn, độc tố trong cơ thể của hắn vẫn chờ Diệp Thần Phong hóa giải đây. Nếu là hắn cho Tống Hải Vân mặt mũi, đây không phải tự tay đem tính mạng của mình bị mất ma. Cho nên, e sợ hôm nay coi như là Thiên Vương lão tử đến rồi, Tả Đức Nguyên cùng Ngô Thanh Sơn vẫn là hội ra sức bảo vệ Diệp Thần Phong. Tại Tống Hải Vân dứt tiếng sau đó Âm Minh Tông Tống Xuân Mi cùng Giang Mạc Thiên. Hai người bọn họ mục quang nhìn chăm chú vào Diệp Thần Phong, Tống Xuân Mi cùng Giang Mạc Thiên đã tại Diệp Thần Phong trên người cảm giác được nguy cơ rồi, trong lòng bọn họ bức thiết muốn lập tức giết Diệp Thần Phong chấm dứt hậu hoạn. Tả Đức Nguyên khí thế trên người trở nên ác liệt mấy phần, hắn trợn mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Tống Hải Vân, quát lên, Tống lão đầu, lẽ nào lỗ tai của ngươi điếc sao? Hắn là ta Tả Đức Nguyên lão đệ. Người đem ta Tả Đức Nguyên xem là người nào? Ta Tả Đức Nguyên không phải là một cái máu lạnh vô tình người, ta xem hẳn là ngươi đem phía sau ngươi hai người lưu lại. Đem bọn họ cho ta lão đệ xử trí. Ngô Thanh Sơn đương nhiên cũng là không có lựa chọn nào khác đứng ở Diệp Thần Phong bên này, hắn đón ý nói hùa nói, Tống lão đầu, hoặc là đem phía sau ngươi hai người lưu lại cho ta lão đệ xử trí. Như vậy chúng ta hay là vẫn có thể ngồi xuống nói chuyện. Hoặc là ngươi hiện tại cho ta lập tức rời đi Ngô phủ. Tống Xuân Mi cùng Giang Mạc Thiên đôi thầy trò này, bọn hắn hiện tại xem như là đã minh bạch, Diệp Thần Phong cùng Ngô Thanh Sơn, Tả Đức Nguyên giao tình không bình thường, nhưng bọn họ dù như thế nào cũng nghĩ không thông, chỉ là một cái tử dưới các loại vị diện tới tiểu tử. Hắn vì cái gì có thể để Tả Đức Nguyên cùng Ngô Thanh Sơn như vậy niết bàn cảnh cao thủ coi trọng như thế? Không khí của hiện trường trong nháy mắt lâm vào giằng co. Tống Xuân Mi cùng Giang Mạc Thiên dư quang nghiêng mắt nhìn Tống Hải Vân, tuy rằng Tống Xuân Mi chính là Tống Hải Vân con gái rơi. Thế nhưng Tống Xuân Mi biết người tại Tống Hải Vân trong lòng nhiều lắm chỉ là một con cờ mà thôi, cho nên Tống Xuân Mi cùng Giang Mạc Thiên vẫn đúng là sợ Tống Hải Vân sẽ trực tiếp vứt bỏ bọn hắn. Bất quá, sự thực chứng minh, Tống Xuân Mi cùng Giang Mạc Thiên hoàn toàn là nghĩ nhiều, Tống Hải Vân tốt xấu cũng là đường đường Hải Thần Điện Thái Thượng Trưởng Lão. Nếu như hắn ngay cả mình mang theo mọi người không bảo vệ được lời nói, như vậy hắn còn gì là mặt mũi. Tống Hải Vân bên trong thân thể thật khí thế trong nháy mắt tuôn ra chuyển động, trong miệng hắn âm thanh cũng biến thành âm lãnh, Ngô lão đầu, Tống lão đầu,
xem ra các ngươi thật sự không nể mặt ta. Tả Đức Nguyên không nhượng bộ chút nào quát lên, Tống lão đầu, muốn đánh cứ đánh, ta Tả Đức Nguyên cũng không sợ ngươi. Ngô Thanh Sơn khí thế trên người cũng tuôn ra chuyển động, quát lên, Tống lão đầu, nếu quả như thật động thủ, hai chúng ta cũng không nhất định sẽ thua bởi ngươi. Tống Hải Vân khóe mắt che lấp cực kỳ, thực lực của hắn tại Niết Bàn cảnh tứ trọng thiên sơ kỳ, mà Ngô Thanh Sơn thực lực tại Niết Bàn cảnh tam trọng thiên đỉnh phong, Tả Đức Nguyên thực lực tại Niết Bàn cảnh tam trọng thiên trung kỳ. Nếu như Ngô Thanh Sơn liên thủ với Tả Đức Nguyên, Tống Hải Vân thắng tỷ lệ trả thật không phải rất lớn. Nhưng Tống Hải Vân được Tả Đức Nguyên cùng Ngô Thanh Sơn như thế bức bách, trong lòng của hắn cũng nín một bụng hỏa khí. Kéo Diệp Thần Phong cánh tay Bạch Tiểu Nhu, người nghiêng thân thể, người muốn đem Diệp Thần Phong chặn sau lưng tự mình. Diệp Thần Phong nhìn xem phía trước mặt này ngàn cân treo sợi tóc cảnh tượng, hắn biết nếu như song phương động thủ, như vậy cuối cùng có thể sẽ lưỡng bại câu thương. Kết quả xấu nhất chính là Tả Đức Nguyên cùng Ngô Thanh Sơn toàn bộ chết ở Tống Hải Vân trên tay. Dù sao chiến đấu kết quả là không cách nào chuẩn xác dự đoán. Tống Xuân Mi cùng Giang Mạc Thiên đôi thầy trò này, hai người bọn họ không dám thở mạnh một cái, bọn hắn không có dự liệu được thế cuộc hội hướng về phương diện này phát triển. Giờ khắc này, Ngô Phủ bên trong đại sảnh là cây kim rơi cũng nghe tiếng. Tống Hải Vân, Ngô Thanh Sơn cùng Tả Đức Nguyên ba người này, bọn hắn khí thế trên người liên tục tăng lên. Như thủy triều điên cuồng khí thế, nhanh chóng tại toàn bộ trong đại sảnh tràn ngập ra. Này chính là ba vị niết bàn cảnh cường giả ngập trời khí thế. Không khí phảng phất trong nháy mắt này được đọng lại, thời gian phảng phất vào đúng lúc này đình chỉ. Ba cỗ ngập trời khí thế không ngừng ở bên trong đại sảnh lan tràn ra. Ầm, ầm, ầm. Bên trong đại sảnh ba cái ghế trong nháy mắt nổ tung thành bột phấn. Oanh! Oanh, oanh, đại sảnh nóc nhà cũng trong nháy mắt được ba cỗ khí thế cho xung kích nổ tung. Theo, ba cỗ khí thế không ngừng xung kích, toàn bộ bên trong đại sảnh khí lưu bắt đầu rối loạn lên. Ầm, 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 ầm. Trên mặt đất trầm trọng gạch đá không ngừng nổ tung, gạch đá tại từng khối biến thành bột phấn, vô số bột phấn toàn bộ tung bay tại trong không khí, làm cho toàn bộ bên trong đại sảnh tầm mắt trở nên mông lung lên. Ở đây những người còn lại, bao quát Diệp Thần Phong ở bên trong, bọn hắn đều có một loại cực kỳ cảm giác bị đè nén, ngực khó chịu cực kỳ, bên trong thân thể là một trận huyết khí dâng lên. Mà chính lúc bên trong đại sảnh ba cỗ khí thế càng diễn ra càng mãng liệt thời điểm, mà chính lúc bên trong đại sảnh không khí đều dường như muốn nổ tung ra thời điểm. Ba cỗ tràn ngập ở bên trong đại sảnh thật khí thế, chúng nó lại lặng yên giữa lui đi, phảng phất vừa vặn bất cứ chuyện gì đều không có phát sinh. Đợi đến trong không khí bột phấn hoàn toàn tản đi một chút sau. Hải Thần Điện Thái Thượng Trưởng Lão Tống Hải Vân, hắn mũi đột nhiên hừ lạnh một tiếng, tay áo bảo vung lên, hắn miệng quát, chúng ta đi. Tại Tống Hải Vân hướng về đại sảnh bên ngoài sau khi đi ra ngoài, Tống Xuân Mi cùng Giang Mạc Thiên cũng liền bận bịu đi theo. Tại Tống Hải Vân thân ảnh biến mất ở bên trong đại sảnh thời điểm. Phốc, phốc, hai tiếng. Ngô Thanh Sơn cùng Tả Đức Nguyên trong miệng đột nhiên phun xuất một ngụm máu tươi đến, hai người bọn họ mũi cùng trong miệng khí tức cũng biến thành rối loạn lên. Mà bước ra Ngô Phủ Tống Hải Vân, trên mặt hắn vẻ mặt cũng biến thành có mấy phần tái nhợt, từ khóe miệng của hắn tràn ra từng tia tiên huyết. Vừa nãy Ngô Thanh Sơn, Tả Đức Nguyên đã cùng Tống Hải Vân tại khí thế thượng triển khai một phen đấu, cuối cùng Tống Hải Vân không có ý định mạo hiểm tiếp tục đấu nữa rồi. Hắn biết cho dù cuối cùng hắn có thể đủ chiến thắng Ngô Thanh Sơn cùng Tả Đức Nguyên, hắn chỉ sợ cũng phải được phi thường thương thế nghiêm trọng, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến hắn tu luyện về sau. Cho nên, này Tống Hải Vân đương nhiên không muốn đi mạo hiểm như vậy rồi. Tống Xuân Mi cùng Giang Mạc Thiên nhìn thấy Tống Hải Vân khóe miệng chảy ra tiên huyết dáng dấp, hai người bọn họ sắc mặt khẽ thay đổi, Giang Mạc Thiên thận trọng hỏi, lão tiền bối, chúng ta bây giờ là rời đi Lạc Nhật đảo sao? Tống Hải Vân tay áo bảo vung lên, mặt trong nháy mắt được lửa giận cho lấp đầy, hắn nói ra, chúng ta tại sao phải gấp như vậy rời đi? Chẳng lẽ nói ta còn biết sợ Ngô Thanh Sơn cùng Tả Đức Nguyên không được sao? Chúng ta không những không cần phải gấp gáp rời đi Lạc Nhật đảo, chúng ta trái lại còn muốn tại Lạc Nhật đảo thượng thật tốt đi một chút, các ngươi là lần đầu tiên đến Lạc Nhật đảo, ta mang bọn ngươi đi Lạc Nhật đảo tinh khiết nhục thân võ đài thi đấu nhìn xem. Nếu như có cơ hội, như vậy ta sẽ đích thân giải quyết xong tiểu tử kia, Ngô Thanh Sơn cùng Tả Đức Nguyên không phải là muốn bảo vệ tiểu tử kia sao?
Ta liền một mực muốn cho tiểu tử kia chết. Chương 1484, để hắn chết tại trên võ đài. Lạc Nhật Đảo, Ngô phủ bên trong đại sảnh. Trải qua vừa vặn ba tên niết bàn cảnh cường giả khí thế quyết đấu sau, toàn bộ đại sảnh là vô cùng hỗn độn, trên mặt đất còn có hai quán rõ ràng vết máu, này chính là vừa mới từ Ngô Thanh Sơn cùng Tả Đức Nguyên miệng bên trong phun đi ra ngoài. Ngô Thanh Sơn cùng Tả Đức Nguyên là vì Diệp Thần Phong mà bị thương, chỗ Diệp Thần Phong lập tức hỏi, Tả Lão Ca, Ngô Lão Ca, hai người các ngươi không có sao chứ? Tả Đức Nguyên liền vội khoát khoát tay, nói ra, Lão Đệ, người yên tâm, ta bộ xương già này chả chơi đùa lên, chúng ta bị thương, cái kia Tống Hải Vân cũng bị thương, chỉ là Lão Đệ ngươi làm sao sẽ cùng Hải Thần Điện có mâu thuẫn? Hải Thần Điện, Diệp Thần Phong trong miệng lầm bầm một câu sau, hắn nói ra, vừa vặn hai người khác chính là Âm Minh Tông bên trong, ta chỉ là cùng hai người bọn họ có cửu oán mà thôi, về phần Hải Thần Điện ta lúc trước căn bản không có gặp. Ngô Thanh Sơn nghi ngờ nói ra, vậy thì kỳ quái, Tống Hải Vân làm sao sẽ cùng ngũ phẩm tông môn Âm Minh Tông dính líu quan hệ. Ngược lại, Ngô Thanh Sơn lại một mặt áy náy nói ra, Lão Đệ, chúng ta không thể đem hai người kia lưu lại, kính xin Lão Đệ người thứ lỗi rồi, thật sự là Tống Hải Vân thực lực sâu không lường được. Chỉ dựa vào ta cùng Tả Lão Đầu rất khó là đối thủ của hắn. Diệp Thần Phong liền vội vàng nói, Ngô Lão Ca, Tả Lão Ca, có một số việc nhất định muốn ta tự tay đi giải quyết, xuất thủ của các ngươi giúp đỡ, ta Diệp Thần Phong hội ghi ở trong lòng. Bây giờ Diệp Thần Phong mục tiêu nhưng không riêng gì cứu ra Lâm Hân Di, tìm tới Hạ Tử Ninh rồi, mục tiêu cuối cùng của hắn là muốn để người ở bên cạnh đều đến sống mãi, con đường này nhất định là chật vật. Nếu như Diệp Thần Phong liền Âm Minh Tông cái này cản trở đều không thể tự kiềm chế giải quyết, như vậy hắn còn nói gì tới đến để cho mình đến sống mãi? Còn nói gì tới đến để người bên cạnh hắn đều đến sống mãi? Tiếp lấy, Diệp Thần Phong lại nói, Ngô Lão Ca, ta hiện tại liền giúp ngươi đem thể nội độc tố hóa giải đi. Diệp Thần Phong nhìn ra được Ngô Thanh Sơn cũng là một cái đáng giá kết giao người. Ngô Thanh Sơn lúc này không do dự nữa rồi. Hắn nói ra, được, vậy thì phiền phức Lão Đệ ngươi rồi. Sau đó, Diệp Thần Phong để Ngô Thanh Sơn ngồi xếp bằng ở trên mặt đất, đồng thời thoát khỏi Ngô Thanh Sơn áo trên. Diệp Thần Phong từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra một bộ ngân châm. Như lần trước ẩn núp lợi dụng thần huyết trị liệu Tả Đức Nguyên như thế, lần này hắn đồng dạng thông qua ngân châm đem thần huyết rót vào Ngô Thanh Sơn trong cơ thể. Tại thông qua được thần huyết thanh tẩy sau đó Ngô Thanh Sơn trong cơ thể độc tố đang nhanh chóng bị thanh trừ, phốc. Một tiếng, từ Ngô Thanh Sơn trong miệng đột nhiên hộc ra một cái dòng máu màu đen. Tại đây khẩu máu tươi màu đen nôn sau khi đi ra, Ngô Thanh Sơn nhất thời cảm giác cả người một trận ung dung, hắn sảng khoái từ trên mặt đất đứng lên, mang trên mặt cực kỳ thần sắc hưng phấn. Hắn đối với Diệp Thần Phong cảm kích nói ra, Lão Đệ, ân cứu mạng của ngươi. Ta Ngô Thanh Sơn ghi ở trong lòng rồi, về sau chỉ cần dùng đạt được ta Ngô Thanh Sơn địa phương, Lão Đệ ngươi liền cứ mở miệng. Lạc Nhật Đảo đảo chủ Ngô cũng đông cùng con trai của hắn Ngô Lực Phàm, hai người bọn họ khi nghe đến Ngô Thanh Sơn lời nói sau, trong đó Ngô Lực Phàm hỏi, Lão Tổ Tông, ngươi trong cơ thể độc tố thật sự toàn bộ hóa giải. Ngô Thanh Sơn tức giận quát lên, ngươi này tên gì lời nói? Lẽ nào ta chả không biết tình huống thân thể của mình sao? Về sau cho ta thành thành thật thật xưng hô Diệp huynh đệ một tiếng Lão Tổ Tông, bằng không ta đánh gãy chân của ngươi. Một bên Tả Đức Nguyên cười nói, Ngô Lão Đầu, vẫn tính ngươi không phải là kẻ vô ơn bạc nghĩa, ta Lão Đệ giúp ngươi thanh trừ trong cơ thể độc tố, hắn nhưng là dùng một loại bí thuật, đây đối với ta Lão Đệ tới nói sẽ ảnh hưởng tuổi thọ của hắn. Lần trước Diệp Thần Phong nói rồi mình là sử dụng bí thuật sau. Tả Đức Nguyên liền tự chủ trương cho rằng Diệp Thần Phong thi triển loại này trị liệu bí thuật sẽ ảnh hưởng thọ nguyên, đương nhiên Diệp Thần Phong cũng không có cái gì tốt giải thích rồi. Ngô Thanh Sơn nghe vậy, trên mặt hắn vẻ mặt trở nên càng thêm trịnh trọng mấy phần, hắn đối với Ngô Cũng Đông, nói ra Cũng Đông. Ngươi cũng tới đây cho ta, về sau ta đây vị lão đệ chính là chúng ta Lạc Nhật Đảo lão tổ rồi, tại Lạc Nhật Đảo cùng ta đứng ngang hàng, ngươi bình thường làm sao đối xử của ta. Về sau liền làm sao đối xử ta đây vị lão đệ. Lạc Nhật Đảo đảo chủ Ngô Cũng Đông, hắn đối với Ngô Thanh Sơn lời nói là nói gì nghe nấy, hắn lập tức đi tới Diệp Thần Phong trước mặt, cung kính gọi một câu, lão tổ.
Ngô Lực Phàm thấy cha của mình đều gọi hô Diệp Thần Phong vì lão tổ rồi, hắn cũng chỉ có thể đủ hô lão tổ tông. Thấy Ngô Cúng Đông cùng Ngô Lực Phàm thái độ, Tả Đức Nguyên lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Hắn từ trong lồng ngực lấy ra một tờ bản đồ, đối với Diệp Thần Phong. Nói ra, lão đệ, tấm bản đồ này thượng đánh dấu lánh đời tông môn Xích Viêm Tông vị trí cụ thể. Này Lạc Nhật đảo mạng lưới tin tức trên đất huyền giới chính là số 1 số 2, nguyên bản yếu tại tinh khiết nhục thân võ đài thi đấu bên trong liên tục thắng được 30 trận thi đấu, lúc này mới có thể hướng về Lạc Nhật đảo đưa ra một vấn đề, mà Ngô lão đầu từ trước đến giờ là một cái giảng nguyên tắc người, coi như là ta mở miệng, hắn cũng sẽ không vì ta phá hoại quy củ. Bất quá, hắn lần này là vì ngươi đem quy củ phá hủy cái triệt để, hắn không chỉ tự tay tại Lạc Nhật đảo thượng giết người, khi biết ngươi muốn biết Xích Viêm Tông vị trí cụ thể sau, hắn liền đem tấm bản đồ này giao cho ta. Diệp Thần Phong tại tiếp nhận bản đồ sau, hắn liền đem bản đồ thu nhập trong nhẫn chứa đồ, mà Tả Đức Nguyên thì là tiếp tục nói, lão đệ, Lạc Nhật đảo mỗi 10 năm mở ra một lần di tích, lại qua 5 ngày liền lại muốn mở ra, ngươi tại Lạc Nhật đảo thượng trước tiên lưu lại mấy ngày. Các loại di tích mở ra sau đó ta cùng đi với ngươi một chuyến Xích Viêm Tông, ngươi xem coi thế nào. Nếu Tả Đức Nguyên đều nói như vậy Diệp Thần Phong cũng không tiện cự tuyệt nữa rồi, hắn gật đầu nói, được, ta tại Lạc Nhật đảo thượng lại dừng lại mấy ngày đi. Vân Tiên Tông thiếu chủ Tả Phi Bạch, hắn đối với Tả Đức Nguyên, nói ra, lão Tổ Tông, Diệp Tổ Tông lần đầu tiên tới Lạc Nhật đảo, ta hiện tại mang Diệp Tổ Tông tại Lạc Nhật đảo thượng đi một chút đi. Tả Đức Nguyên gật gật đầu, nói ra, như vậy cũng tốt. Ngô Thanh Sơn cũng lập tức nói ra, Lực Phàm, người cũng bồi tiếp ta lão đệ dạo chơi Lạc Nhật đảo. Thế là, Tả Phi Bạch cùng Ngô Lực Phàm hai người này, bọn hắn mang theo Diệp Thần Phong cùng Bạch Tiểu Nhu rời khỏi Ngô Phủ. Này nói đến Lạc Nhật đảo nổi danh nhất không gì bằng tinh khiết nhục thân võ đài so tài, hiện tại Diệp Thần Phong tuy rằng không cần tham gia võ đài so tài. Thế nhưng Tả Phi Bạch cùng Ngô Lực Phàm chả là mang theo Diệp Thần Phong cùng Bạch Tiểu Nhu tới xem một chút Lạc Nhật đảo loại này đặc sắc so tài. Tinh khiết nhục thân võ đài thi đấu địa điểm ở vào Lạc Nhật đảo mặt đông. Rất nhanh, Diệp Thần Phong đám người liền đã tới to lớn sân luận võ bên ngoài, này sân luận võ chu vi dùng tường cao cho vây quanh rồi. Tại sân luận võ lối vào nơi còn đứng 4 tên người tu luyện, bọn họ là phụ trách giữ gìn sân luận võ cửa vào trật tự. Bốn người bọn họ thực lực cùng một màu đều tại tạo hóa cảnh tầng thứ. Căn cứ Ngô Lực Phàm từng nói, muốn đi vào sân luận võ xem tranh tài, yêu cầu giao 50 khối linh thạch trung phẩm, này chi phí có thể không thấp. Đương nhiên giao 50 khối linh thạch trung phẩm chỉ có thể ngồi ở lộ thiên ghế xem tranh tài, nếu như người muốn ngồi ở trong phòng khách quan sát, nhưng là phải trả 200 khối linh thạch trung phẩm. Còn có cũng không phải tiến vào sân luận võ. Ngươi là có thể thượng cuộc tranh tài rồi, muốn lên sàn so tài người còn cần giao 100 khối linh thạch trung phẩm thủ tục phí. Đương nhiên thắng được cuộc so tài thứ nhất, người chiến thắng đem thu được 1.000 khối linh thạch trung phẩm, thắng được trận thứ 2 thi đấu, người chiến thắng đem thu được 1.500 khối linh thạch trung phẩm, thắng được cuộc tranh tài thứ 3, người chiến thắng đem thu được 2.000 khối linh thạch trung phẩm, dùng này không ngừng loại suy. Cho nên, trước tới tham gia Lạc Nhật đảo tinh khiết nhục thân võ đài thi đấu tán tu là nối liền không dứt, dù sao thắng thi đấu đem thu được kết xù linh thạch. Còn có tại trong luận võ trường trả thiết chí tiền đặt cược, mỗi một cuộc tranh tài đều có thể trước đó lấy linh thạch đến làm thẻ đánh bạc đặt cược, cái này cũng là tại sao đến đây xem tranh tài người có nhiều như vậy nguyên nhân. Nguyên bản Ngô Lực Phàm muốn giúp Diệp Thần Phong cùng Bạch Tiểu Nhu sắp xếp một cái ghế lô, bất quá. Tả Phi Bạch nói tại lộ thiên ghế xem tranh tài tức giận phân, cho nên, bốn người bọn họ liền lựa chọn tại lộ thiên ghế quan sát. Làm Diệp Thần Phong cùng Bạch Tiểu Nhu đám người mới vừa tới đến sân luận võ bên trong thời điểm. Sân luận võ một cái nào đó bên trong bao xương, Hải Thần Điện Thái Thượng trưởng Lão Tống Hải Vân liền chú ý tới. Này Lạc Nhật đảo là cấm chém giết, nếu như Tống Hải Vân trước mặt mọi người ra tay với Diệp Thần Phong lời nói. Như vậy chỉ sợ bọn họ Hải Thần Điện đều sẽ rơi vào một cái phi thường kém danh tiếng, cho nên, Tống Hải Vân không thể trước mặt mọi người đối Diệp Thần Phong động thủ, nhưng trong lòng của hắn lại nuối không trôi khẩu khí này. Tống Hải Vân chữ vật giới chỉ lóe lên, trong tay hắn lập tức xuất hiện một cái nhuyễn giáp, hắn đối với đứng một bên Giang Mạc Thiên, nói ra cái này nhuyễn giáp tên là chân linh nhuyễn giáp, này chính là ta từ một nơi trong di tích lấy được,
mặc vào cái này nhuyễn giáp sau đó có thể làm cho thần niệm cảnh nhất trọng thiên đến ngũ trọng thiên ở giữa người tu luyện, cơ thể bọn họ cường độ trong nháy mắt tăng lên tới tạo hóa cảnh nhất trọng thiên cường giả đỉnh cao tầng thứ. Bất quá, trạng thái như thế này một lần chỉ có thể duy trì 2 canh giờ, thế nhưng điều này cũng đầy đủ ngươi đem tiểu tử kia đánh chết tại trên võ đài rồi. Tống Hải Vân ngón tay chỉ hướng Diệp Thần Phong phương hướng, tiếp tục nói, chết ở trên võ đài liền không liên quan rồi, ngươi nhất định phải khiến hắn đi lên lôi đài cùng ngươi đối chiến, ngươi nhất định phải để hắn chết tại trên võ đài. Tống Hải Vân tiện tay đem trong tay chân linh nhuyễn giáp ném cho Giang Mạc Thiên. Chương 1485, khiêu lương tiểu sử mà thôi. Lạc Nhật Đảo tinh khiết nhục thân võ đài thi đấu. Chỉ có luân hồi cảnh bên dưới cao thủ mới sẽ tham gia, phàm là đã tới luân hồi cảnh cao thủ, bọn hắn bất luận đi tới địa huyền giới bất kỳ nơi nào, bọn hắn đều có thể lẫn vào vui vẻ sung sướng được rồi, cho nên tạo hóa cảnh bên trên cao thủ tự nhiên khinh thường tham dự tinh khiết nhục thân võ đài so tài. Này tinh khiết nhục thân võ đài thi đấu chính là thông linh cảnh cùng thông linh cảnh cao thủ quyết đấu, hợp biển cảnh cùng hợp biển cảnh cao thủ quyết đấu, thần niệm cảnh cùng thần niệm cảnh cao thủ quyết đấu, cùng với tạo hóa cảnh cùng tạo hóa cảnh cao thủ quyết đấu. Cái này cũng là tinh khiết nhục thân võ đài thi đấu một trong những quy tắc, nếu như không có như vậy quy tắc lời nói, như vậy tinh khiết nhục thân võ đài thi đấu sắp trở nên không có chút ý nghĩa nào rồi. Dù sao nói như vậy thực lực càng cao người, cơ thể hắn cường độ cũng sẽ dù sao càng thêm cường hãn. Mà hôm nay vừa vặn là thần niệm cảnh người tu luyện buổi biểu diễn dành riêng. Sân luận võ một cái nào đó trong bao xương. Giang Mạc Thiên tại nhận lấy Tống Hải Vân ném cho hắn chân linh nhuyễn giáp sau, hắn lập tức đem chân linh nhuyễn giáp cho mặc vào người, cả kiện chân linh phần mềm trong nháy mắt bám vào trên da rẻ của hắn, một cỗ sức mạnh mãnh liệt tiến vào trong cơ thể hắn. Này làm cho hắn cảm giác trong thân thể đột nhiên tràn đầy sức mạnh, nguồn sức mạnh này là phi thường thuần túy nhục thân lực lượng. Giang Mạc Thiên cảm giác mình toàn thân bắp thịt đang không ngừng bành trướng, hắn có thể đủ rõ ràng cảm giác được bên trong thân thể khiêu động gân mạch, hắn giờ khắc này thậm chí có loại có thể dựa vào nhục thân lực lượng khai thiên tích địa tự tin. Giang Mạc Thiên hai con mắt âm trầm nhìn qua ngồi ở lộ thiên chỗ ngồi Diệp Thần Phong, trong lòng của hắn đối Diệp Thần Phong có thể nói là hận thấu xương. Vừa đến Diệp Thần Phong chính là Lâm Hân Di người trong lòng, mà hắn đem Lâm Hân Di coi vì nữ nhân của mình rồi. Mỗi lần nhìn thấy Diệp Thần Phong, hắn liền cảm giác đầu của mình thượng mang đỉnh đầu lục du du mũ. Thứ hai, Giang Mạc Thiên vẫn cho rằng Diệp Thần Phong chỉ là một con run dế, nhưng chính là như vậy một con trong mắt hắn run dế. Ban đầu ở viễn cổ thần ma trong mộ địa thời điểm, con kiến cỏ này cho thấy kinh người sức chiến đấu. Này làm cho Giang Mạc Thiên trong lòng không cách nào tiêu tan. Thứ ba, vừa vặn tại Ngô Phủ bên trong đại sảnh, nguyên bản Giang Mạc Thiên cho là mình lần này cuối cùng cũng coi như có thể dằn vặt Diệp Thần Phong rồi, nhưng ai biết cuối cùng tình thế đến rồi một cái 180 độ đại xoay ngược lại, này làm cho Giang Mạc Thiên là càng thêm không thể nào tiếp thu được rồi, Diệp Thần Phong chỉ là một cái hạ đẳng vị diện rác rưởi. Loại rác rưởi này bằng cái gì có thể cùng hai tên niết bàn cảnh cao thủ xưng huynh gọi đệ. Giang Mạc Thiên trên mặt vẻ mặt càng phát hung tàn rồi, hắn hướng về Tống Hải Vân cung kính mà hỏi, lão tiền bối, nơi này võ đài không là có thể hạn chế trụ người tu luyện trong cơ thể linh khí dòng sông đấy sao? Này chân linh nhuyễn giáp có thể hay không cũng bị hạn chế ở? Hải thần điện thái thượng trưởng lão Tống Hải Vân, hắn khoát tay áo một cái, nói ra, ngươi yên tâm đi, này chân linh nhuyễn giáp cũng không phải dựa vào linh khí đến tăng lên cơ thể ngươi cường độ. Cho nên chân linh nhuyễn giáp tuyệt đối sẽ không bị hạn chế ở. Khi nghe đến Tống Hải Vân khẳng định đáp án sau, Giang Mạc Thiên trong thân thể lệ khí cũng nhìn không được nữa. Bây giờ Diệp Thần Phong thực lực tại thần niệm cảnh nhị trọng thiên trung kỳ, mà hắn Giang Mạc Thiên thực lực tại thần niệm cảnh tam trọng thiên hậu kỳ. Nếu như là cứng đối chiến lời nói, căn cứ lúc trước Diệp Thần Phong tại viễn cổ thần ma trong mộ địa sức chiến đấu, Giang Mạc Thiên chả thật không dám cùng Diệp Thần Phong đối chiến. Mà nếu như chỉ là so đấu sức mạnh thân thể lời nói, Giang Mạc Thiên tại mặc vào chân linh nhuyễn giáp sau, căn cứ Tống Hải Vân từng nói, hắn bây giờ nhục thân cường độ đủ để so với tạo hóa cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong cao thủ, dưới cái nhìn của hắn cho dù Diệp Thần Phong sức chiến đấu lại làm sao cường hãn. Diệp Thần Phong nhục thân cường độ cũng tuyệt đối không thể vượt qua tạo hóa cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong cao thủ. Lão tiền bối, ta nhất định khiến tiểu tử kia chết ở trên võ đài.
Giang Mạc Thiên từng chữ nói. Sau khi nói xong, Giang Mạc Thiên lập tức đi ra phòng khách, bởi vì lên lôi đài luận võ cần phải giao 100 khối linh thạch trung phẩm, hắn trước tiên muốn đi đem khoản này thủ tục phí nộp. Sân luận võ chính giữa trên võ đài, một tên thần niệm cảnh nhị trọng thiên cùng một tên thần niệm cảnh tam trọng thiên cao thủ, bọn hắn thuần túy tại lấy nhục thân cường độ quyết đấu. Chu Vi ngồi ở Lộ Thiên Thính phòng người bên trong, bọn hắn từng cái trong miệng gieo hò, dù sao trong đó phần lớn người đều là rơi xuống tiền đặt cược, toàn bộ sân luận võ bầu không khí là cực kỳ nhiệt liệt. Cuối cùng tên kia thần niệm cảnh tam trọng thiên cao thủ, lại bị thần niệm cảnh nhị trọng thiên cao thủ cho một quyền oanh xuống lôi đài, đây chính là tinh khiết nhục thân võ đài thi đấu ý nghĩa, nếu như hai người này có thể sử dụng linh khí đối chiến lời nói. Như vậy kết quả cuối cùng có thể là thần niệm cảnh nhị trọng thiên cao thủ hội bại. Tên kia thần niệm cảnh nhị trọng thiên cao thủ tại thắng cuộc tranh tài này sau, hắn không có muốn phải tiếp tục so tài ý tứ, tại trên lôi đài trọng tài tuyên bố kết quả sau đó hắn liền lập tức đi xuống lôi đài. Đứng ở trên lôi đài trọng tài chính là một gã tạo hóa cảnh tam trọng thiên sơ kỳ đàn ông trung niên, hắn lên tiếng hô cho mời vị kế tiếp người dự thi vào sân. Trên người mặc một bộ trường sam màu xanh Giang Mạc Thiên một mặt tự tin đi lên võ đài, tên kia trọng tài tiếp tục hỏi có ai muốn thượng tới khiêu chiến. Này sân luận võ tinh khiết nhục thân võ đài thi đấu chính là tự do thi đấu, tại giao thủ tiếp theo phí sau, ai cũng có thể lên đài khiêu chiến. Mà ở trọng tài tiếng nói vừa vặn hạ xuống sau đó trên lôi đài Giang Mạc Thiên, hắn đã đem ánh mắt như ngừng lại thính phòng Diệp Thần Phong trên người, ngón tay hắn chỉ vào Diệp Thần Phong. Hắn miệng quát tiểu tử, có dám tới hay không đánh với ta một trận. Nếu như ngươi là nam nhân lời nói, như vậy ngươi cũng đừng cho ta làm con rùa đen rút đầu, còn có hân gì sớm muộn cũng sẽ trở thành ta Giang Mạc Thiên nữ nhân, như ngươi loại rác rưởi này căn bản không xứng với hân gì. Này Giang Mạc Thiên thuần túy là dùng phép khích tướng, hắn muốn kích Diệp Thần Phong lên đài cùng hắn so với thử, nếu như Diệp Thần Phong không lên sàn lời nói. Như vậy hắn mặc trên người chân linh nguyễn giáp liền không có bất kỳ ý nghĩa. Được Giang Mạc Thiên như thế chỉ tay, ở đây ánh mắt của mọi người toàn bộ tập trung vào Diệp Thần Phong trên người, này làm cho ngồi ở Diệp Thần Phong bên cạnh Bạch Tiểu Nhu là nhíu nhíu mày. Mà Diệp Thần Phong trên mặt không có bất kỳ biểu tình biến hóa gì, này Giang Mạc Thiên thật đúng là bám dai như đỉa, khóe miệng hắn phác họa lên một vệt độ cong, muốn so thịt giáp thân cường độ, Diệp Thần Phong biết sợ Giang Mạc Thiên sao? Giang Mạc Thiên thấy Diệp Thần Phong không có đáp ứng lập tức xuống, hắn cho rằng Diệp Thần Phong là sợ hãi, hắn lần thứ hai kêu gào lên, tiểu tử, ngươi thật là một không hơn không kém oát con vô dụng, ta xem ngươi còn không bằng đập đầu chết được rồi, hân gì ta sẽ thay ngươi chiếu cố thật tốt. Lạc Nhật Đảo thiếu chủ Ngô Lực Phàm, Vân Tiên Tông thiếu chủ Tả Phi Bạch, hai người bọn họ nhưng cũng không phải kẻ tầm thường, nhất là bây giờ Diệp Thần Phong là hai người bọn họ lão tổ tông. Diệp Thần Phong được Giang Mạc Thiên như thế nhục mạ, này chẳng phải là đồng dạng đang mắng bọn hắn sao? Diệp Thần Phong vỗ vỗ Bạch Tiểu Nhu thủ lưng, hắn ra hiệu Bạch Tiểu Nhu tiếp tục ngồi là tốt rồi, mà chính hắn lại từ trên ghế đứng lên, thân thể thả người nhảy lên ba lần, hai chân của hắn liền vững vàng đứng ở trên võ đài. Tên kia trọng tài là nhận ra Ngô Lực Phàm vị thiếu chủ này, hắn nhìn thấy vừa vặn Ngô Lực Phàm cùng Diệp Thần Phong ngồi cùng một chỗ. Cho nên Diệp Thần Phong mặc dù không có giao thủ tục phí, theo lý đến nói là không thể đủ lên đài tỷ võ, nhưng hắn vẫn là thông minh lựa chọn câm miệng. Diệp Thần Phong đột nhiên thả người nhảy lên võ đài. Này làm cho Ngô Lực Phàm là khẽ nhíu mày, hắn chỉ biết là Diệp Thần Phong thực lực tại thần niệm cảnh nhị trọng thiên trung kỳ, hắn không khỏi hỏi Tả Phi Bạch, người nói chúng ta lão tổ tông được không? Ngô Lực Phàm tại trước đó kêu Diệp Thần Phong vài câu lão tổ tông sau. Hắn cũng chậm chậm gọi thuận miệng rồi. Tả Phi Bạch là đích thân thể nghiệm qua Diệp Thần Phong nhục thân cường hãn, hắn đối Diệp Thần Phong là tràn đầy tự tin, hắn cười nói, Ngô Lực Phàm, ngươi cho là chúng ta lão tổ tông hội có vấn đề sao? Chỉ là tiểu tử này ở nơi này, hải thần điện ông lão kia hẳn là cũng ở nơi đây chứ? Ông lão kia có thể hay không nhúng tay? Ngô Lực Phàm lắc lắc đầu, nói ra, sẽ không. Ở đây chả có rất nhiều những tông môn khác bên trong người đang quan sát luận võ, nếu như hải thần điện ông lão kia dám nhúng tay, như vậy ta nhìn bọn họ hải thần điện chắc chắn gây nên chê trách, cho nên ông lão kia chỉ cần đầu không có bị lừa đá rồi, hắn liền sẽ không lựa chọn động thủ. Sân luận võ một cái nào đó bên trong bao xương.
đứng ở Tống Hải Vân bên cạnh Tống Xuân Mi, người đang nhìn đến Diệp Thần Phong thật sự đi lên võ đài sau đó của nàng lão khuôn mặt lộ ra một vệt ung dung, người cung kính nói, phụ thân, về sau chỉ cần Mạc Thiên ngồi lên rồi Âm Minh Tông tông chủ vị trí, Âm Minh Tông sẽ dốc toàn lực chống đỡ ngài. Chỉ có tại hai người thời điểm, Tống Xuân Mi mới có thể xưng hô Tống Hải Vân vì phụ thân. Tống Hải Vân tùy ý gật gật đầu, hắn lãnh đạm liếc mắt nhìn trên lôi đài Diệp Thần Phong, ở trong mắt hắn Giang Mạc Thiên có chân linh nhuyễn giáp trợ giúp, Diệp Thần Phong hôm nay tất nhiên sẽ chết ở trên võ đài rồi, hắn khinh thường cười nói chẳng qua là một cái khiêu lương tiểu sửu mà thôi, xem ra ta quá tích cực rồi. Chương 1486, một một bên ngược lại tình thế. Diệp Thần Phong hai chân đứng ở trên lôi đài trong nháy mắt, hắn lập tức cảm giác được trong gân mạch linh khí dòng sông vận chuyển lên bắt đầu trở nên không trôi chảy rồi, thẳng đến cuối cùng hắn trong gân mạch linh khí dòng sông hoàn toàn được trên lôi đài pháp tắc cho đã hạn chế. Giờ khắc này, Diệp Thần Phong trong cơ thể cả cái gì một tơ linh khí cũng tăng lên không đứng lên rồi, hắn chỉ còn dư lại một thân thuần túy nhục thân lực. Đương nhiên đứng ở Diệp Thần Phong đối diện Giang Mạc Thiên, trong cơ thể hắn linh khí dòng sông đồng dạng là bị hạn chế ở. Trên lôi đài trọng tài nhìn thấy Diệp Thần Phong đứng thượng sau khi đến, hắn đối với ở đây khán giả, nói ra, hiện tại mọi người có thể cho mình xem trọng người dự thi đặt tiền cuộc. Tại mỗi một tràng luận võ trước khi bắt đầu, trọng tài đều sẽ lưu 2 phút cho ở đây khán giả đặt cược. Vừa nãy Diệp Thần Phong cùng Giang Mạc Thiên đều không có che giấu khí tức, cho nên tại hai người bọn họ đi lên lôi đài trước, ở đây phần lớn người đều cảm giác được Diệp Thần Phong thực lực tại thần niệm cảnh nhị trọng thiên trung kỳ. Giang Mạc Thiên thực lực tại thần niệm cảnh tam trọng thiên hậu kỳ. Tại thính phòng mỗi một hàng đều có một tên sân luận võ nhân viên phụ trách thu lấy đặt cược linh thạch, tại trọng tài tuyên bố đặt cược thời điểm, hiện trường thính phòng bên trong lần thứ 2 sôi trào lên. Ta xem cuộc tỷ thí này tên kia thần niệm cảnh tam trọng thiên người hội thắng lợi, ta đặt cược 30 khối linh thạch trung phẩm, ta mua tên kia thần niệm cảnh tam trọng thiên người sẽ thắng. Ta xem này cũng không nhất định. Không thấy thượng một cuộc tranh tài sao? Thực lực ở nơi này cũng không có nghĩa tất cả, nơi này so đấu chính là nhục thân cường độ, ta đặt cược 20 khối linh thạch trung phẩm, ta mua tên kia thần niệm cảnh nhị trọng thiên người hội thắng lợi. Tên kia thần niệm cảnh tam trọng thiên người, hắn dám đứng ở trên võ đài đi gọi rầm rĩ. Như vậy vậy thì chứng minh hắn hoàn toàn chắc chắn thắng lợi, ta đặt cược 50 khối linh thạch trung phẩm, ta mua tên kia thần niệm cảnh tam trọng thiên người thắng lợi. Ta đặt cược 10 khối linh thạch trung phẩm, ta mua tên kia thần niệm cảnh tam trọng thiên người thắng lợi. Sân luận võ thính phòng bên trong vang lên nhấp nhô liên tục đặt cược âm thanh, trong đó phần lớn người là mua Giang Mạc Thiên thắng lợi, chỉ có một phần nhỏ người là mua Diệp Thần Phong thắng lợi, dù sao vừa vặn Giang Mạc Thiên một phen kêu gào, này làm cho ở đây phần lớn người đều cảm thấy Giang Mạc Thiên sức lực. Thính phòng trong Bạch Tiểu Nhu, người con mắt chăm chú nhìn kỹ trên lôi đài Diệp Thần Phong. Mà Tả Phi Bạch khuôn mặt lộ ra một vệt giảo hoạt nụ cười. Hắn trực tiếp từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra 1.000 khối linh thạch thượng phẩm, trực tiếp mua Diệp Thần Phong thắng lợi, này Tả Phi Bạch ngược lại cũng muốn mượn cơ hội này kiếm một khoản. Ngô Lực Phàm tức giận trừng mắt Tả Phi Bạch, quát lên, Tả Phi Bạch, người bây giờ còn có tâm tư đặt cược. Người liền khẳng định như vậy chúng ta lão tổ tông sẽ thắng. Tiểu tử kia dám đứng lên lôi đài. Như vậy vậy thì chứng minh hắn đối cơ thể của mình cường độ phi thường có tự tin. Tả Phi Bạch thuận miệng nói ra, Ngô Lực Phàm, người yên tâm đi. Chúng ta xem lão tổ tông biểu hiện đi. Tại khán giả đều đặt cược xong xuôi sau. Trên lôi đài tên kia trọng tài, hắn đối với Diệp Thần Phong cùng Giang Mạc Thiên, nói ra, hiện tại đặt cược đã đình chỉ, tại lôi đài 4 cái góc rơi lên trên đều để một tấm bia đá, các ngươi chỉ cần dùng lực oanh kích tại trên tấm bia đá. Tấm bia đá này thượng liền sẽ cho thấy các ngươi bây giờ nhục thân cường độ, đương nhiên các ngươi cũng có thể không lựa chọn kiểm tra, trực tiếp bắt đầu luận võ. Tại đây tinh khiết nhục thân võ đài thi đấu bên trong muốn thắng lợi. Trong đó nhục thân cường độ tuy rằng là điểm trọng yếu nhất, nhưng tự thân tốc độ cũng là vô cùng trọng yếu. Này hình vuông võ đài 4 cái góc rơi lên trên dựng đứng 4 tấm bia đá. Này chính là Lạc Nhật Đảo chế tác được chuyên môn kiểm tra nhục thân cường độ. Nhục thân cường độ tại trong tình huống bình thường, những người khác thì không cách nào cảm giác được. Này 4 tấm bia đá chỉ là vì thuận tiện luận võ người, có phần không đến tham gia luận võ người tu luyện,
bọn hắn cũng có thể lợi dụng tấm bia đá này thử một chút cơ thể của mình cường độ đến cùng đã tới trình độ gì. Bất quá, bình thường tại thi đấu trước không có ai hội đem cơ thể của mình cường độ để đối thủ biết rõ, mà Giang Mạc Thiên bây giờ là tự tin tràn đầy, hắn muốn cho Diệp Thần Phong hoàn toàn tan vỡ, hắn phi thường chờ mong tại Diệp Thần Phong biết cơ thể hắn cường độ sau, Diệp Thần Phong sẽ lộ ra làm sao một bộ vẻ mặt kinh ngạc đến. Đầu tiên đây là trên tinh thần dần vặt, tiếp lấy, Giang Mạc Thiên liền sẽ lập tức đối Diệp Thần Phong triển khai trên thân thể dần vặt, để Diệp Thần Phong căn bản liền mở miệng chịu thua cơ hội cũng không có, trực tiếp đem Diệp Thần Phong đưa đi thấy Diêm Vương ra. Giang Mạc Thiên trực tiếp đi tới trong đó trước một khối tấm bia đá, hắn nói ra ta liền đến thử một chút cơ thể ta cường độ đi. Giang Mạc Thiên bên trong thân thể là một trận tụ lực, nắm tay phải nhanh chóng đánh vào trên bia đá, ầm. Một tiếng, bia đá nhẹ nhẹ lắc lư hai lần, rất nhanh, từ trên bia đá xuất hiện rồng bay phượng múa tám chữ to tạo hóa cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong. Tại đây tám chữ to biểu hiện tại trên tấm bia đá trong nháy mắt, ở đây rất nhiều người trong nháy mắt nín thở. Tạo hóa cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong nhục thân cường độ. Này Giang Mạc Thiên không phải chỉ có thần niệm cảnh tam trọng thiên hậu kỳ thực lực sao? Trong lúc nhất thời thính phòng bên trong lần thứ hai bạo phát ra kịch liệt tiếng bàn luận. Điều này sao có thể? Chỉ là thần niệm cảnh tam trọng thiên hậu kỳ người, thân thể của hắn cường độ làm sao có khả năng so với tạo hóa cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong cao thủ. Trận luận võ này còn có hồi hộp sao? Tên kia thần niệm cảnh tam trọng thiên hậu kỳ người khẳng định tất thắng rồi. Lạc Nhật Đảo thiếu chủ Ngô Lực Phàm, hắn đang nhìn đến Giang Mạc Thiên nhục thân cường độ sau, sắc mặt của hắn là nghiêm nghị cực kỳ, hắn nói ra Tả Phi Bạch, xem ra chúng ta lão tổ tông là thua chắc rồi, không được, ta hiện tại nhất định muốn thông chi ta phụ thân bọn hắn. Ngô Lực Phàm trực tiếp từ trong lòng lấy ra một khối ngọc bài, ầm. Một tiếng, hắn đem ngọc bài cho bóp nát. Khối ngọc này bài chính là có thể trực tiếp liên lạc với Ngô Lực Phàm phụ thân Ngô Cũng Đông. Tả Phi Bạch cũng lấy ra một khối ngọc bài, nói ra, đúng, lão tổ tông thắng trận luận võ này, vạn nhất hải thần điện ông lão kia chó cùng rứt dậu nhưng thì phiền toái, ta cũng nhất định phải thông báo một chút. Tả Phi Bạch đem trong tay ngọc bài cũng bóp nát rồi, hắn là thông báo Vân Tiên Tông lão tổ Tả Đức Nguyên rồi. Trên võ đài, tên kia trọng tài đang nhìn đến Giang Mạc Thiên nhục thân cường độ sau, hắn sửng sốt 2 giây đồng hồ, sau đó, hắn nhìn hướng Diệp Thần Phong. Hỏi, người yêu cầu thử một chút cơ thể của mình cường độ sao? Diệp Thần Phong trên mặt không biểu tình, mà một mực chờ nhìn thấy Diệp Thần Phong bị sợ ngốc Giang Mạc Thiên, hắn đang nhìn đến Diệp Thần Phong không có bất kỳ biểu thị sau đó trong lòng của hắn là cực độ không sảng khoái. Hắn tự nhủ, nhất định là vậy tiểu tử dọa đến mức hoàn toàn ngốc trệ, nhất định là như vậy. Giang Mạc Thiên uốn éo cánh tay, quát lên, tiểu tử, làm sao? Hiện tại có phải không muốn rút lui? Người tốt nhất cho ngươi như người đàn ông như thế, hơn nữa ngươi từ đầu tới cuối ở trong mắt ta đều chỉ là một con run dế mà thôi. Diệp Thần Phong không để ý đến Giang Mạc Thiên, hắn đối với trọng tài, nói ra ta không cần kiểm tra. Diệp Thần Phong lời này vừa nói ra, ở đây đặt cược mua hắn người thắng, bọn hắn từng cái cúi đầu ủ rũ lên, mà đặt cược mua Giang Mạc Thiên người thắng, bọn hắn khẩu trong từng cái hưng phấn phát ra hư thanh. Dưới cái nhìn của bọn họ Diệp Thần Phong bởi vì biết nhục thân cường độ khẳng định không sánh bằng Giang Mạc Thiên, hắn mới không dám khảo nghiệm. Trên lôi đài trọng tài, hắn thấy Diệp Thần Phong không cần kiểm tra, hắn liền nói ra, tại luận võ trong quá trình, nếu như đối thủ chịu thua, như vậy luận võ liền tất cần phải lập tức kết thúc, hai người chả có vấn đề gì sao. Tại Diệp Thần Phong cùng Giang Mạc Thiên đều biểu thị không thành vấn đề sau đó tên kia trọng tài nói ra, luận võ bắt đầu. Giang Mạc Thiên bên trong thân thể không ngừng tại tụ lực, hắn cảm thụ chính mình bắp thịt dưới cái cỗ này sức bùng nổ sức mạnh, khóe miệng hắn nụ cười liền càng ngày càng thịnh vượng, thanh âm hắn lạnh lẽo quát lên, tiểu tử, ngươi có phải hay không sợ hãi? Ngươi có phải hay không hối hận rồi? Kỳ thực ngươi chính là một cái vô cùng ngu xuẩn người. Giang Mạc Thiên ngạo khí 10 phần chỉ vào Diệp Thần Phong, tiếp tục nói, nếu như ta là ngươi, ta vừa vặn tình nguyện lựa chọn trước tiên làm con rùa đen rút đầu, bởi vì tại ngươi đạp lên lôi đài bắt đầu từ giờ khắc đó, này liền đã xác định rõ ràng ngươi muốn chết ở trên võ đài rồi, ta sẽ không để cho ngươi có chịu thua cơ hội. Diệp Thần Phong đem trên lưng hắc huyền kiếm rút ra, ầm. Một tiếng,
Hắc huyền kiếm trực tiếp cắm vào dưới lôi đài trong lòng đất. Diệp Thần Phong sẽ sợ, Diệp Thần Phong sẽ hối hận, Diệp Thần Phong là một cái ngu xuẩn người. Diệp Thần Phong trải qua thất sắc xin sen cùng cường thân tẩy tủy rượu cải tạo, sau đó hắn bây giờ nhục thân cường độ đã đủ để so với tạo hóa cảnh tam trọng thiên đỉnh phong cường giả rồi, hắn sẽ sợ Giang Mạc Thiên mới là lạ chứ. Giang Mạc Thiên không cho Diệp Thần Phong chịu thua cơ hội. Đồng dạng, Diệp Thần Phong sẽ cho Giang Mạc Thiên chịu thua cơ hội sao? Chương 1487, Bạo Ngược. Lạc Nhật Đảo. Sân luận võ bên trong. Thính phòng người bên trong đối với trận luận võ này nhiệt tình mức độ lớn yếu bất rồi, bởi vì trong lòng bọn họ toàn bộ đều cho rằng Giang Mạc Thiên tất thắng rồi, đối với kết quả đã sớm nhất định luận võ, này làm cho ở đây khán giả làm sao có thể lên tinh thần. Lạc Nhật Đảo thiếu chủ Ngô Lực Phàm, hắn đối với Tả Phi Bạch, nói ra, phụ thân ta bọn hắn trong thời gian ngắn cũng không có đến rồi, chúng ta có muốn hay không trước đem trận luận võ này cho ngăn trở. Tả Phi Bạch không chút do dự nói ra, Ngô Lực Phàm, người muốn đối với chúng ta lão tổ tông có một chút lòng tin, ta bảo đảm sau đó người tuyệt đối sẽ giật nảy cả mình. Mà Bạch Tiểu Nhu nhưng là mím môi thủy nhuận môi, một đôi mắt to là mật thiết nhìn kỹ Diệp Thần Phong, người cũng rõ ràng Diệp Thần Phong nhục thân cường độ, cho nên nàng mới sẽ như thế an tâm ngồi ở thính phòng bên trong. Trên võ đài, tại trọng tài tuyên bố luận võ bắt đầu sau. Giang Mạc Thiên trên mặt âm trầm nụ cười càng phát thịnh vượng, hắn hai bàn tay bỗng nhiên nắm thành quyền đầu, hắn có thể đủ rõ ràng cảm giác được hai cánh tay bên trong tụ tập sức mạnh, hai chân của hắn vi uốn lượn, dường như bị áp xúc đâu lò xo, thân thể của hắn bất cứ lúc nào đều chuẩn bị nhằm phía Diệp Thần Phong. Đem sau lưng Hắc Huyền Kiếm cắm ở dưới lôi đài Diệp Thần Phong, hắn thoát ly Hắc Huyền Kiếm sau đó cả người hắn lập tức trở nên dễ dàng không ít, tuy rằng bây giờ không cách nào sử dụng linh khí. Không thể phát huy ra cực hạn tốc độ, nhưng là không có Hắc Huyền Kiếm trọng lượng sau đó Diệp Thần Phong tin tưởng chính mình tại phương diện tốc độ cũng có thể toàn thắng Giang Mạc Thiên. Giang Mạc Thiên nhìn vẻ mặt tỉnh táo Diệp Thần Phong, trong lòng của hắn lại càng phát ra phẫn nộ, dưới cái nhìn của hắn Diệp Thần Phong rất có thể trang bê rồi. Hắn miệng quát, tiểu tử, kế tiếp ta sẽ cho ngươi ngay cả thở khí cơ hội cũng không có, trực tiếp đem ngươi đưa đến Diêm Vương Điện đi tới đưa tin. Để ngươi biết giống như ngươi vậy run rế chỉ có được ép chết phần. Giang Mạc Thiên uốn lượn hai chân đột nhiên đạp đất, cả người hắn giống như một con mãnh hổ hướng về Diệp Thần Phong vào tới, ba cái chớp mắt trong nháy mắt, Giang Mạc Thiên thân ảnh liền xuất hiện tại Diệp Thần Phong trước mặt, khóe miệng của hắn lộ ra một vệt nụ cười tàn nhẫn, ẩn chứa sức bùng nổ sức mạnh nắm tay phải, bay thẳng đến Diệp Thần Phong trước mặt đánh tới rồi. Ở đây thính phòng người bên trong thấy cảnh này sau. Bọn hắn mỗi một người đều lắc đầu đến. Thật là không có ý tứ, tên kia thần niệm cảnh nhị trọng thiên tiểu tử, xem ra liền một chiêu cũng sống không qua rồi. Dù sao tên kia thần niệm cảnh tam trọng thiên người, cơ thể hắn cường độ đủ để so với tạo hóa cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong cao thủ. Thua ta 30 khối linh thạch trung phẩm, không nghĩ tới tên kia thần niệm cảnh nhị trọng thiên tiểu tử vô dụng như vậy, không hề có một chút thực lực. Hắn lên đài ném cái gì mặt? Sân luận võ một cái nào đó trong bao xương. Hải thần điện thái thượng trưởng lão Tống Hải Vân, hắn nhìn xem trên lôi đài một màn, hắn chậm rãi cầm lên một con chén trà, hắn chấn định tự nhiên nhấp một ngụm trà, trong miệng tự nói, sự tình hoàn toàn ở dữ liệu của ta bên trong, tại Giang Mạc Thiên mặc vào chân linh nhuyễn giáp sau, tiểu tử kia liền Giang Mạc Thiên một chiêu cũng không tiếp được. Đứng ở Tống Hải Vân bên cạnh Tống Xuân Mi, người gấp bận bịu gật đầu nói, chính như phụ thân ngài từng nói, tiểu tử kia chẳng qua là một cái khiêu lương tiểu sử mà thôi. Phụ thân ngài không cần đem ý nghĩ thả tại loại này khiêu lương tiểu sử trên người. Tống Hải Vân thuận miệng đáp một tiếng. Trên võ đài, Giang Mạc Thiên khí thế hung hăng nắm tay phải nhanh chóng tiếp theo Diệp Thần Phong trước mặt, hắn nhìn thấy Diệp Thần Phong không có tránh né. Hắn cho rằng Diệp Thần Phong là muốn tránh cũng không được. Trong miệng hắn cười lạnh nói, tiểu tử, người tại Bắc vực hoang mạc trong di tích không phải là rất lợi hại sao? Người vừa vặn tại Ngô Phủ không phải làm trâu bò sao? Thế nhưng, người tại ta Giang Mạc Thiên trước mặt chỉ là một con tiện tay có thể bóp chết con dẹp. Xem ta đến đạo bạo đầu của ngươi. Giang Mạc Thiên nắm tay phải hổ hổ xanh uy, ở trong không khí tùy ý áp sát, nắm đấm cùng không khí ma sát kình phong thổi tới Diệp Thần Phong trên mặt.
Tại Giang Mạc Thiên nắm tay phải yếu đánh vào Diệp Thần Phong trên mặt trong nháy mắt, Diệp Thần Phong dưới chân bước chân chuyển động, thân thể của hắn nhanh chóng một bên, tốc độ rất xa vượt qua Giang Mạc Thiên, hắn nhẹ nhõm tránh thoát Giang Mạc Thiên một quyền này. Giang Mạc Thiên thấy một quyền của mình không có oanh kích đến Diệp Thần Phong, hắn lập tức vung ra quyền thứ hai, quyền thứ ba. Nhưng này từng quyền vung ra, Diệp Thần Phong tổng là có thể nhẹ nhõm tránh thoát, này làm cho ở đây khán giả hơi chút nhấc lên một ít tinh thần, bọn hắn hiện tại biết Diệp Thần Phong tại sao dám đứng lên lôi đài. Nguyên lai là Diệp Thần Phong đối tốc độ của mình có tự tin. Lạc Nhật Đảo thiếu chủ Ngô Lực Phàm, trong lòng của hắn cũng thở phào nhẹ nhõm, hắn nói ra, Tả Phi Bạch, người khẳng định đã sớm biết chúng ta lão tổ tông tốc độ phi phàm chứ. Tả Phi Bạch không nóng không lạnh cười cười, nói ra, ta đối lão tổ tông có tự tin, nhưng không phải là bởi vì lão tổ tông tốc độ. Mà nguyên bản tại trong phòng khách trấn định uống trà Tống Hải Vân, hắn thấy Giang Mạc Thiên nắm đấm liên tiếp vung khoảng không, hắn nhíu mày, nói ra, nguyên lai tiểu tử này là đối tốc độ của mình có lòng tin. Về phần trên võ đài một mực không cách nào công kích được Diệp Thần Phong Giang Mạc Thiên, hắn nhanh chóng trên trán toát ra đầy mồ hôi hột, hắn quát lên, tiểu tử, ngươi thật sự tính người đàn ông sao? Lẽ nào ngươi chỉ biết như chỉ con rùa đen rút đầu như thế tránh né sao? Diệp Thần Phong lãnh đạm nói, từ đầu tới cuối ta cũng không có đem ngươi coi làm là đối thủ của ta, ngươi còn chưa đủ tư cách, đối thủ của ta là các ngươi toàn bộ Âm Minh Tông. Diệp Thần Phong hai chân đứng thẳng ngay tại chỗ, hắn không đang tránh né rồi, bờ vai của hắn vi vi run lên, bàn tay phải trong nháy mắt nắm thành quyền đầu, hắn cả cánh tay phải cánh tay trong sức mạnh đã sớm thủ thế chờ đợi rồi. Giang Mạc Thiên đương nhiên không hội bỏ qua cơ hội này rồi, hắn cho rằng là khích tướng của mình pháp lại thành công, trong cơ thể hắn điên cuồng tụ lực, nắm tay phải lần nữa hướng về Diệp Thần Phong quất tới. Mà Diệp Thần Phong nắm tay phải cũng trực tiếp đón nhận Giang Mạc Thiên nắm tay phải, mắt thấy hai nắm đấm liền muốn đụng vào nhau rồi, Giang Mạc Thiên trong cổ họng lúc này mới không chút kiêng kỵ cười ra tiếng âm đến, miệng quát tiểu tử, ngươi quả nhiên chỉ là cái vô cùng ngu xuẩn người. Ở đây thính phòng người bên trong, bọn hắn nhìn thấy Diệp Thần Phong rõ ràng lựa chọn cùng Giang Mạc Thiên cứng đối cứng rồi, bọn hắn đối với Diệp Thần Phong cách làm hết sức không rõ, dưới cái nhìn của bọn họ Diệp Thần Phong hẳn là chỉ là tại phương diện tốc độ hơi chút chiếm điểm ưu thế, nếu như Diệp Thần Phong phát huy tốc độ ưu thế lời nói, trận luận võ này kết quả chả thật bất hảo nói. Nhưng hôm nay Diệp Thần Phong lại muốn cùng Giang Mạc Thiên cứng đối cứng tỉ thí nhục thân cường độ. Bọn hắn cũng cho rằng Diệp Thần Phong là chúng rồi Giang Mạc Thiên phép khích tướng. Lạc Nhật Đảo thiếu chủ Ngô Lực Phàm, thân thể của hắn đột nhiên căng thẳng banh, nói ra, lão tổ tông điều này cũng quá không sáng suốt rồi. Mà ngồi ở bên trong bao xương hải thần điện thái thượng trưởng lão Tống Hải Vân, hắn khuôn mặt lộ ra một vệt nụ cười, nói ra, đúng vậy, Giang Mạc Thiên vẫn tính có phần trí tuệ, lúc này tiểu tử kia vận khí là chấm dứt. Ở đây ngoại trừ Tả Phi Bạch cùng Bạch Tiểu Nhu bên ngoài, làm những người khác đều cho rằng Diệp Thần Phong cách làm có phần ngu xuẩn thời điểm. Một tiếng vang trầm thấp. Diệp Thần Phong cùng Tả Phi Bạch quả đấm đánh vào đồng thời, Diệp Thần Phong trên mặt nhưng vẫn là không chút biểu tình, mà Giang Mạc Thiên nguyên bản đầy tràn nụ cười khuôn mặt trong nháy mắt cứng ngắc ở. Hắn chỉ cảm thấy từ Diệp Thần Phong quả đấm bên trong truyền đến một nguồn sức mạnh. Này nguồn sức mạnh dường như muốn đưa hắn cả cánh tay phải cánh tay đều phá hủy bình thường. Răng rác, răng rác, răng rác, răng rác. Giang Mạc Thiên trên trán toát ra chừng hạt đậu mồ hôi hột, từ tay phải hắn cánh tay bên trong truyền ra tiếng xương gãy, thân thể của hắn đột nhiên hướng về mặt sau bay ngược ra ngoài. Mà Diệp Thần Phong lại trực tiếp bắt lại Giang Mạc Thiên vai, hắn không để Giang Mạc Thiên bay ngược ra ngoài, trong miệng bình thản nói ra, ta đã nói rồi. Ngươi không có tư cách làm đối thủ của ta là các ngươi toàn bộ Âm Minh Tông. Răng rác, răng rác, răng rác. Diệp Thần Phong song quyền nhanh chóng đánh vào Giang Mạc Thiên trên ngực, Giang Mạc Thiên ngực xương là nhanh chóng nát tan, trong miệng hắn không ngừng tràn ra tiên huyết đến, sắc mặt trắng bệch một mảnh, trong miệng căn bản liền chịu thua hai chữ này cũng không nói ra được. Giang Mạc Thiên trong con ngươi mang theo điểm một chút sợ hãi. Hắn giờ khắc này trong tay Diệp Thần Phong liền một tia sức phản kháng cũng không có, chỉ có thể mặc cho Diệp Thần Phong quả đấm rơi vào trên thân thể hắn. Thân thể của hắn cảm thụ Diệp Thần Phong từng quyền bên trong sức mạnh, hắn hiện tại có thể khẳng định Diệp Thần Phong nhục thân cường độ ở trên hắn. Thế nhưng,
sao lại có thể như thế a hát? Giang Mạc Thiên là mặc chân linh nhuyễn giáp, cơ thể hắn cường độ mới có thể so sánh tạo hóa cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong cao thủ. Nhưng Diệp Thần Phong trên người hẳn không có tương tự chân linh nhuyễn giáp đồ vật, Diệp Thần Phong nhục thân cường độ làm sao sẽ cường hãn như vậy? Chương 1488, một sở tức phát tình thế. Tại Diệp Thần Phong song quyền liên tục công kích Giang Mạc Thiên thân thể 30 lần khoảng chừng sau. Diệp Thần Phong lúc này mới buông lỏng ra Giang Mạc Thiên, bất quá, hắn tại buông ra Giang Mạc Thiên đồng thời, hắn nắm tay phải lần thứ hai tụ lực, một quyền tấn mãnh đánh vào Giang Mạc Thiên trên bụng, làm cho Giang Mạc Thiên trên bụng trong nháy mắt nổ tung một đám mưa máu, thân thể nặng nề đụng vào võ đài dưới góc trái trên một tấm bia đá. Giang Mạc Thiên quần áo được tiên huyết cho thấm ướt, sau giữa lưng vào bia đá, trong con ngươi vẻ mặt có phần tan rã, trong miệng chảy ra tiên huyết căn bản không ngừng được, hắn bây giờ trong đầu là trống rỗng, hắn hoàn toàn là được Diệp Thần Phong cho đánh cho hồ đồ. Diệp Thần Phong nhìn xem thân thể dựa vào tại trên tấm bia đá Giang Mạc Thiên, hắn thả người hướng về Giang Mạc Thiên lướt tới, một chưởng hướng về Giang Mạc Thiên ngực vỗ xuống đi, chuẩn bị trực tiếp thanh Giang Mạc Thiên trái tim cho làm vỡ nát. Mà chính lúc Diệp Thần Phong thủ trưởng yếu đánh Giang Mạc Thiên ngực lúc, Giang Mạc Thiên hai chân mềm nhũn, thân thể của hắn hướng về trên võ đài ngã xuống, này Giang Mạc Thiên vận khí ngược lại cũng không tồi, làm cho Diệp Thần Phong hầu như sử xuất toàn lực một chưởng vỗ đánh vào trên tấm bia đá. Một tiếng, dùng để kiểm tra nhục thân cường độ bia đá đột nhiên lắc lư, chỉ chốc lát sau, trên bia đá trong nháy mắt xuất hiện rồng bay phượng múa tám chữ to tạo hóa cảnh tam trọng thiên đỉnh phong. Này tám chữ to tại trên tấm bia đá hiện ra trong nháy mắt, toàn bộ sân luận võ trong nháy mắt trở nên yên tĩnh lại, ở đây khán giả con mắt trợn lên dường như đèn lồng, ánh mắt của bọn họ chi trong tràn đầy cực độ khó có thể tin. Diệp Thần Phong thực lực này chỉ có thần niệm cảnh nhị trọng thiên trung kỳ người, cơ thể hắn cường độ dĩ nhiên đủ để so với tạo hóa cảnh tam trọng thiên đỉnh phong cao thủ. Này, này đùa gì thế? Mà sân luận võ nơi nào đó trong bao xương? Hải thần điện thái thượng trưởng lão Tống Hải Vân, hắn từ vừa vặn Giang Mạc Thiên được Diệp Thần Phong bạo ngược, hắn liền lâm vào ngắn ngủi ngây người bên trong, bây giờ hắn khi biết Diệp Thần Phong nhục thân cường độ dĩ nhiên đã tới tạo hóa cảnh tam trọng thiên đỉnh phong sau. Trên mặt hắn mơ hồ hiện lên phẫn nộ, Một tiếng, hắn phải chén trà trong tay trực tiếp vỡ ra được. Bất quá, trà nước trà trong chén cũng không hề chạm đến Tống Hải Vân thủ trưởng. Một chén này từ nước trà mà là trôi lơ lửng ở trong không khí. Tống Hải Vân bàn tay phải nhẹ nhàng vung lên, trước mặt hắn trong không khí lập tức bốc lên nhất cổ khói trắng, trôi nổi ở trong không khí nước trà trong nháy mắt được bốc hơi không còn chút nào. Tại Ngô phủ bên trong, Tống Hải Vân muốn xử đưa Diệp Thần Phong tính mạng, có Ngô Thanh Sơn cùng Tả Đức Nguyên ngăn cản, nhưng hôm nay tại sân luận võ. Hắn lại muốn rồi không Diệp Thần Phong tính mạng. Liền ngay cả chân linh nhuyễn giáp đều giao cho Giang Mạc Thiên sử dụng, nhưng cuối cùng dĩ nhiên là Giang Mạc Thiên được Diệp Thần Phong bạo ngược. Tống Hải Vân thân là đường đường hải thần điện thái thượng trưởng lão, đồng thời hắn lại là niết bàn cảnh tứ trọng thiên sơ kỳ cao thủ. Hắn hiện tại liền một tên thần niệm cảnh tiểu tử cũng xử trí không được. Này làm cho Tống Hải Vân trong lòng lửa giận là bùng nổ đựng. Đứng ở Tống Hải Vân bên cạnh Tống Xuân Mi, trên mặt nàng ngoại trừ tràn đầy phẫn nộ bên ngoài. Người cũng tương tự khiếp sợ vi vi há hốc miệng ra, nàng là rõ ràng nhất Diệp Thần Phong lai lịch, Diệp Thần Phong chỉ là một cái đến từ hạ đẳng vị diện tiểu tử, lúc trước cho dù Giang Mạc Thiên chuyển tay ngón tay đều có thể ung dung ép chết. Nhưng hôm nay mới qua thời gian bao lâu, Diệp Thần Phong cũng đã trưởng thành đã đến loại trình độ này. Này làm cho Tống Xuân Mi trong lòng thật sự bắt đầu lo lắng, bất quá, người không phải không thừa nhận hay là Diệp Thần Phong đúng là trăm năm khó gặp. Thậm chí là ngàn năm, vạn năm khó gặp thiên tài. Phụ thân, Mạc Thiên không thể chết a hát. Nếu như Mạc Thiên chết rồi, như vậy ngài trưởng khống Âm Minh Tông hy vọng cũng sẽ tan vỡ. Tống Xuân Mi đối Giang Mạc Thiên tên đồ đệ này cũng vẫn là rất có cảm tình. Tống Hải Vân một đôi cổ phần danh nghĩa thủ trưởng nắm thật chặt. Nếu như hắn động thủ giết chết Diệp Thần Phong lời nói, chỉ sợ hắn Tống Hải Vân cùng với Hải Thần Điện đều sẽ khiến cho chê trách. Huống chi bây giờ Hải Thần Điện một cái làm tông chủ lập tức muốn thoái vị rồi, ở đây sao thời khắc then chốt, Tống Hải Vân trong lòng phải không muốn gây thêm rắc rối. Bất quá, Tống Hải Vân về sau còn cần Âm Minh Tông này cỗ trợ lực, nếu như Giang Mạc Thiên chết rồi, như vậy Âm Minh Tông này cỗ trợ lực sợ rằng cũng phải không tồn tại nữa.
Làm Tống Xuân Mi cùng Tống Hải Vân trò chuyện thời điểm. Cùng lúc đó, thính phòng bên trong đã sớm sôi trào lên. Ta không có hoa mắt chứ. Tên kia thần niệm cảnh nhị trọng thiên tiểu tử, cơ thể hắn cường độ đủ để so với tạo hóa cảnh tam trọng thiên đỉnh phong cao thủ. Chuyện này quả thật quá điên cuồng, may là ta mua chính là hắn thắng, không nghĩ tới thế cuộc hội đến như vậy một cái đại xoay ngược lại, thực sự là quá một cách không ngờ rồi. Cái kia thần niệm cảnh tam trọng thiên gia hỏa, đầu của hắn thực sự là được lừa đá, hắn lại vẫn chỉ mặt gọi tên yếu để người ta lên đài cùng hắn so với võ. Hắn bây giờ bị hành hạ giống con chó đi nha, trả thua ta 20 khối linh thạch trung phẩm, thực sự là suối quẩy. Lạc Nhật Đảo thiếu chủ Ngô Lực Phàm, hắn nghe chu vi người xem tiếng bàn luận, miệng của hắn là hoàn toàn không khép lại được, hắn nhìn xem bên cạnh một mặt chuyện đương nhiên Tả Phi Bạch, hắn nuốt một ngụm nước bọt, nói ra, ngươi làm sao không sớm nói cho ta lão tổ tông nhục thân cường độ xấu như vậy bê, làm hại ta ở nơi này mù sốt ruột. Tả Phi Bạch thuận miệng nói ra, Ngô Lực Phàm, ta thật giống sớm sẽ nói cho ngươi biết không cần lo lắng chúng ta lão tổ tông a. Là ngươi chính mình một người nhanh chóng xoay quanh. Ngô Lực Phàm hít sâu một hơi, nói ra ai, không nghĩ tới lão tổ tông mới thần niệm cảnh thực lực, cơ thể hắn dĩ nhiên cường hãn đã đến loại trình độ này, nếu như vẻn vẹn là so đấu nhục thân cường độ lời nói, ta cũng chỉ có được lão tổ tông hành hạ phần. Mà đứng tại trên lôi đài Diệp Thần Phong, hắn đối với sân luận võ bên trong tiếng bàn luận phỏng theo như không nghe thấy, hắn nhìn xem nằm ở trên mặt đất Giang Mạc Thiên, hắn nhưng không có ý định lại buông tha Giang Mạc Thiên rồi, khóe miệng buộc vòng quanh một vệt độ cong, lãnh đạm nói chân chính kẻ ngu xuẩn là ngươi, chỉ bằng thực lực của ngươi bây giờ căn bản còn chưa đủ tư cách ở trước mặt ta kêu gào. Diệp Thần Phong nắm tay phải lần thứ hai hướng về Giang Mạc Thiên ngực đánh tới rồi, một quyền này hắn dự định trực tiếp thanh Giang Mạc Thiên trái tim cho đánh bể. Tại Diệp Thần Phong yếu đánh bể Giang Mạc Thiên trái tim lúc, từ sân luận võ nơi nào đó trong phòng khách truyền ra Tống Hải Vân tiếng quát, tiểu tử, ngươi đừng khinh người quá đáng rồi, ngươi cho ta có chừng có mực. Có chừng có mực, là ai muốn thanh Diệp Thần Phong bước lên lôi đài, dự định đưa hắn đánh chết tại trên lôi đài. Hiện tại biết nói có chừng có mực, Diệp Thần Phong là một cái dễ khi dễ người sao. Huống hồ Diệp Thần Phong biết Lạc Nhật Đảo không cho phép chém giết quy củ. Ở đây còn có những tông môn khác người quan sát tỉ võ, hắn đem Giang Mạc Thiên giết chết tại trên võ đài, đây là phù hợp quy củ, bởi vì Giang Mạc Trời còn chưa có chính mình chịu thua đây. Khi nghe đến Tống Hải Vân lời nói sau, Diệp Thần Phong quả đấm chẳng những không có giảm tốc độ, trái lại tăng nhanh tốc độ, ầm. Một tiếng, Diệp Thần Phong quả đấm đánh vào Giang Mạc Thiên trái tim vị trí. Mà Tống Hải Vân quát ầm âm thanh cũng bỗng nhiên vang lên, tiểu tử, ngươi muốn chết. Nhất cổ niết bàn cảnh ngập trời khí thế trong nháy mắt bao phủ lại toàn bộ sân luận võ, Diệp Thần Phong dưới chân bước chân nhanh chóng lùi về phía sau, trọn vẹn cách xa Giang Mạc Thiên chừng 30 thước mới ngừng lại. Tại Diệp Thần Phong rời xa Giang Mạc Thiên trong nháy mắt, Hải Thần Điện Thái Thượng trưởng lão Tống Hải Vân, thân ảnh của hắn đột nhiên xuất hiện tại Giang Mạc Thiên bên cạnh, hắn cảm ứng một thoáng Giang Mạc Thiên ngực trái tim, hắn cảm giác được xuất Giang Mạc Thiên trái tim cơ hồ đã vỡ vụn. Tống Hải Vân đem nhất cổ linh khí truyền vào Giang Mạc Thiên bên trong thân thể, trên lôi đài pháp tắc thì không cách nào hạn chế trụ niết bàn cảnh cường giả trong cơ thể linh khí dòng sông. Lập tức, Tống Hải Vân chữ vật giới chỉ lóe lên, trong tay hắn lại xuất hiện một cái màu trắng bình sứ, hắn từ bình sứ bên trong đổ ra một viên màu trắng đan dược, hắn đem màu trắng đan dược đút vào Giang Mạc Thiên miệng bên trong. Này màu trắng đan dược tên là hộ tâm đan, này hộ tâm đan chính là tam phẩm đan dược. Lấy Giang Mạc Thiên bây giờ trái tim vỡ vụn tình huống, này hộ tâm đan chỉ có thể bảo vệ Giang Mạc Thiên 10 ngày mệnh, nếu như trong vòng 10 ngày tìm không ra chữa trị Giang Mạc Thiên trái tim phương pháp xử lý, như vậy Giang Mạc Thiên chả là sẽ chết vong. Tại tạm thời bảo vệ Giang Mạc Thiên tính mạng sau, Tống Hải Vân trên mặt là tràn ngập phẫn nộ, hắn đã vừa mới nhắc nhở qua Diệp Thần Phong rồi, nhưng Diệp Thần Phong lại một chút mặt mũi cũng không cho hắn, này làm cho hắn lửa giận trong lòng hướng tới cực điểm. Tiểu rác rưởi, vừa nãy thắng bại đã phân, ngươi vẫn còn yếu hạ tử thủ, ngươi có phải hay không cũng có thể phải cho ta vị này vãn bối đi chôn cùng. Diệp Thần Phong nhíu chặt mày, quát lên, luận võ có tỷ võ quy củ, hắn vừa vặn có đối với ta chịu thua sao? Nếu hắn sợ chết, như vậy hắn tại sao còn muốn chỉ định để cho ta lên lôi đài cùng hắn so với võ? Ta nghĩ hắn hẳn là sớm liền làm tốt vừa chết chuẩn bị.
Các vị ở tại đây bằng hữu, các ngươi nói lời của ta có đạo lý hay không? Hiện tại đánh nhỏ, lão đi ra giữ thể diện, quả thực là buồn cười cực kỳ. Người ở chỗ này cũng đều đối Tống Hải Vân bắt đầu chỉ trỏ trỏ rồi, dù sao ở đây có mấy người, bọn hắn tông môn thực lực cũng không yếu, bọn hắn thật cũng không sợ sợ Hải Thần Điện. Mà Tống Hải Vân vẻ mặt là càng ngày càng phiền muộn rồi, trong lòng hắn căm giận ngút trời có trọng yếu phun vọng lại cảm giác, hắn cái kia vẫn đục con mắt là như ngừng lại Diệp Thần Phong trên người. Này sân luận võ bên trong tình thế trong nháy mắt trở nên động một cái liền bùng nổ lên. Chương 1489, biến đổi lớn. Diệp Thần Phong lùi xuống lôi đài. Diệp Thần Phong trong gân mạch linh khí dòng sông hoàn toàn ở, hắn đối mặt Tống Hải Vân cả cái gì một tia sức tự vệ cũng không có, hắn tiện tay đem cắm trên mặt đất bên trong hắc huyền kiếm cầm lên. Diệp Thần Phong không muốn cùng Tống Hải Vân cứng đối cứng, chỉ ít hiện tại không một chút nào nghĩ, này Tống Hải Vân có niết bàn cảnh tứ trọng thiên sơ kỳ thực lực, mà Diệp Thần Phong bây giờ mới thần niệm cảnh nhị trọng thiên trung kỳ thực lực, chính giữa cách tạo hóa cảnh cùng luân hồi cảnh đây. Hắn và Tống Hải Vân ở giữa thực lực chênh lệch quá xa. Tại Tống Hải Vân không để ý đến thân phận muốn đối Diệp Thần Phong động thủ lúc, ngồi ở thính phòng trong Bạch Tiểu Nhu, thân ảnh của nàng bồng bềnh đi tới Diệp Thần Phong bên cạnh. Bài này khởi nguồn, trong cơ thể nàng luân hồi cảnh nhị trọng thiên hậu kỳ thật khí thế phun trào. Người nguyên bản đối với Diệp Thần Phong tràn ngập nhu hòa một đôi mắt đẹp trong, vào đúng lúc này nhìn về phía Tống Hải Vân lúc bắn ra hàn quang lạnh như băng. Bạch Tiểu Nhu là một bước không cho đứng ở Diệp Thần Phong bên trái, chỉ cần Tống Hải Vân dám động thủ, người mới sẽ không đi quản Tống Hải Vân là không phải là cái gì niết bàn cảnh cao thủ đây. Tại Bạch Tiểu Nhu trong lòng người chỉ muốn bảo vệ Diệp Thần Phong. Tại Bạch Tiểu Nhu đi tới Diệp Thần Phong bên cạnh thời điểm, Vân Tiên Tông thiếu chủ Tả Phi Bạch, Lạc Nhật Đảo thiếu chủ Ngô Lực Phàm, này thân ảnh của hai người cũng xuất hiện tại Diệp Thần Phong bên cạnh. Tả Phi Bạch lý trực khí tráng nói ra, Tống Hải Vân, ngươi thân là Hải Thần Điện Thái Thượng trưởng lão, lẽ nào ngươi mặt mũi cũng không cần sao? Này Lạc Nhật Đảo tinh khiết nhục thân võ đài thi đấu quy tắc vô cùng sáng tỏ, tại trên võ đài chỉ muốn đối thủ không chịu thua, luận võ thì sẽ không thể kết thúc. Mà một khi đứng lên võ đài, sinh tử liền nghe theo mệnh trời rồi. Bây giờ Vân Tiên Tông lão tổ tông Tả Đức Nguyên, Lạc Nhật Đảo lão tổ tông Ngô Thanh Sơn, đăng lại mời ghi chú rõ xuất xứ. Hai vị này niết bàn cảnh cao thủ vẫn không có chạy tới, Tả Phi Bạch cũng không dám lập tức cùng Tống Hải Vân trở mặt, bọn hắn nơi này tất cả mọi người gộp lại cũng không đủ Tống Hải Vân nhìn đây. Ngô Lực Phàm cũng liền vội vàng nói, tại chúng ta Lạc Nhật Đảo là cấm chém giết. Này sân luận võ cũng có sân luận võ quy củ, nếu người là chết ở trên lôi đài. Như vậy tất cả những thứ này đều là hợp quy củ. Này sân luận võ tất cả đại ghế lô bên trong không thiếu cũng có tam phẩm, tứ phẩm trong tông môn đệ tử trẻ tuổi. Bọn hắn đối Tống Hải Vân cách làm hết sức phản cảm, dưới cái nhìn của bọn họ là Giang Mạc Thiên lên trước đài kêu gào, cuối cùng cho dù được Diệp Thần Phong giết chết tại trên võ đài, điều này cũng thuần túy chỉ là đáng đời. Mà Tống Hải Vân lại lấy niết bàn cảnh cao thủ thân phận đi ra ỷ thế hiếp người, này không khỏi làm hơi quá đáng, chả cực kỳ có phần. Tống tiền bối, Lạc Nhật Đảo sân luận võ có sân luận võ quy củ. Ngài nhúng tay e sợ không hay lắm chứ. Tống tiền bối, vừa vặn chúng ta nhưng khi nhìn được rõ rõ ràng ràng, Tả Nhĩ Tư Niệm, là của ngài vãn bối muốn đối thủ tính mạng. Kết quả được đối thủ cho ngược lại bạo ngược rồi, nếu như là ngài vãn bối muốn đối thủ tính mạng. E sợ ngài hiện tại cũng sẽ không đứng ra chứ. Luận võ muốn liền là công bình. Từ sân luận võ tất cả đại ghế lô bên trong truyền ra một đạo lại một đạo thanh âm, bọn họ đều là đại tông môn bên trong đệ tử, bọn hắn cũng không tin Tống Hải Vân dám đối với bọn họ tất cả mọi người động thủ, như vậy Tống Hải Vân không thể nghi ngờ sẽ đem Hải Thần Điện đẩy vào vực sâu vạn trượng bên trong. Đi tới Tống Hải Vân bên cạnh Tống Xuân Mi, người đem Giang Mạc Thiên cho đỡ lên. Người cảm thụ Giang Mạc Thiên đứt quãng hô hấp, nàng xem hướng về Diệp Thần Phong ánh mắt tràn ngập hung tàn. Mà Tống Hải Vân nghe được từ trong bao xương truyền tới âm thanh sau. Bộ ngực hắn hỏa diễm là thiêu đốt đã đến cực hạn. Phảng phất ngực của hắn yếu nổ tung ra bình thường Tống Hải Vân hắn thật sự là núi không trôi khẩu khí này rồi. Ngón tay hắn chỉ vào Diệp Thần Phong, quát lên, ta muốn giết lần này tiểu tử, ai dám nhiều thêm một câu phí lời. Ta không ngại đưa hắn đồng thời đưa đi thấy Diêm Vương. Tống Hải Vân lời ấy một chỗ, sân luận võ bên trong nhất thời yên tĩnh lại,
bất luận người nào đều nhìn ra được Tống Hải Vân là lên cơn giận dữ rồi, nếu như bây giờ bọn hắn lại mở miệng lời nói, như vậy e sợ còn thật sự sẽ bị Tống Hải Vân giết đi. GT, không quan tâm Hải Thần Điện mặt mũi rồi. Tại sân luận võ bên trong yên tĩnh lại trong nháy mắt, hai cổ khí thế cường đại nhanh chóng bao phủ lại toàn bộ sân luận võ. Lạc Nhật Đảo Lão Tổ Tông Ngô Thanh Sơn, Phân Tiên Tông Lão Tổ Tông Tả Đức Nguyên, này thân ảnh của hai người trong nháy mắt xuất hiện tại Diệp Thần Phong bên cạnh, bọn hắn tại nhận được Ngô Lực Phàm cùng Tả Phi Bạch truyền tin sau, bọn hắn liền lập tức hướng về sân luận võ bên này chạy đến. Ngô Thanh Sơn Thanh vừa vặn Tống Hải Vân lời nói là nghe rõ rõ ràng ràng, hắn đầy mặt không vui quát lên, Tống Lão Đầu, người muốn tại trên địa bàn của ta giết người. E sợ này không thể như ngươi mong muốn rồi. Tả Đức Nguyên tay áo bảo vung lên, quát lạnh, Tống Lão Đầu, nhìn dáng vẻ của ngươi, hôm nay trận chiến này là không cách nào tránh khỏi. Ta ngược lại muốn xem ngươi Tống Hải Vân thực lực mạnh như thế nào. Tống Hải Vân thấy Ngô Thanh Sơn cùng Tả Đức Nguyên như thế kịp thời xuất hiện, bài này khởi nguồn, sắc mặt của hắn trở nên càng thêm âm trầm, hắn lặp đi lặp lại nhiều lần không cách nào giết chết một người thần niệm cảnh tiểu tử, này làm cho trong lòng của hắn bị đè nén đạt tới cực điểm, nếu là hắn không đem khẩu khí này thả ra ngoài, chỉ sợ hắn cần phải muốn nghẹn không thể. Tống Hải Vân thấy Ngô Thanh Sơn cùng Tả Đức Nguyên ngữ khí người, lý trí của hắn cũng bị phẫn nộ tách ra một chút. Trong con ngươi của hắn tránh qua sát ý ngút trời, trên người khí thế bão táp, một đôi bàn tay gầy guộc nắm chặt thành nắm đấm. Tống Hải Vân không có ý định như tại Ngô Phủ như thế so đấu khí thế, hắn yếu chân chính động thủ cùng Tả Đức Nguyên, Ngô Thanh Sơn chiến đấu một trận chiến. Tả Đức Nguyên cùng Ngô Thanh Sơn cảm giác được Tống Hải Vân trong cơ thể mãnh liệt thật khí thế sau, bọn hắn cũng dồn dập đem khí thế của mình để được đưa lên. Kỳ thực bọn hắn sâu trong nội tâm không muốn cùng Tống Hải Vân đối chiến, bởi vì liền tính hai người bọn họ liên thủ, bọn hắn cũng không có chiến thắng Tống Hải Vân nắm chắc. Nhưng hôm nay, trận chiến này cơ hồ là không cách nào tránh khỏi được rồi. Diệp Thần Phong nhìn xem phía trước mặt động một cái liền bùng nổ cục diện, trong lòng của hắn đối Tả Đức Nguyên cùng Ngô Thanh Sơn tràn đầy cảm kích, chờ hắn về sau có thực lực tuyệt đối, hắn nhất định sẽ báo đáp Tả Đức Nguyên cùng Ngô Thanh Sơn. Mà sân luận võ thính phòng người bên trong, bọn hắn đang nhìn đến ba vị niết bàn cảnh cường giả yếu giao thủ, đăng lại mời ghi chú rõ xuất xứ. Bọn hắn sợ đến dồn dập rời khỏi sân luận võ, phải biết niết bàn cảnh cường giả giao chiến không phải là đùa giỡn, không cẩn thận tính mạng của bọn họ cũng sẽ bị dính líu vào rồi. Về phần bên trong bao xương tất cả đại tông môn đệ tử, can đảm của bọn họ cũng không nhỏ. Có rất nhiều người đều lưu lại dự định nhìn xem niết bàn cảnh cường giả ở giữa đối chiến. Ngô Thanh Sơn, Tả Đức Nguyên, hôm nay yếu thế tất yếu giết tiểu tử này, ta ngược lại muốn xem các ngươi có thể bảo vệ hắn đến khi nào. Tống Hải Vân con ngươi trừng lên Diệp Thần Phong, chính lúc dưới chân hắn bước chân muốn di chuyển phát động tấn công thời điểm. Toàn bộ Lạc Nhật Đảo mặt đất đột nhiên không có dấu hiệu nào rung động chuyển động, hơn nữa rung động tần suất tại càng lúc càng nhanh. Oanh, 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 nổ vang, tại chỉnh tòa Lạc Nhật Đảo bên trong vang vọng ra. Bầu trời xa xăm bên trong vọt lên một đạo hào quang bảy màu, đạo này hào quang bảy màu đem bầu trời làm nổi bật cực kỳ sáng lạn. Ngô Thanh Sơn cùng Tả Đức Nguyên sắc mặt khẽ thay đổi, bọn hắn rõ ràng cảm thấy này hào quang bảy màu đến từ nơi nào, đạo này hào quang bảy màu chính là Lạc Nhật Đảo phía tây một dãy núi bên trong lao ra. Mà Tà Dương đảo chỗ kia nguyên bản chỉ có Ngô Thanh Sơn, Tả Đức Nguyên cùng Nam Nguyên Vương Triều Lão Tổ Tưởng Vân Hổ biết rõ di tích, Tả Nhĩ Tư Niệm, hay là tại Lạc Nhật Đảo phía tây bên trong dãy núi. Nhưng căn cứ Ngô Thanh Sơn cùng Tả Đức Nguyên tính toán, chỗ kia di tích còn muốn 5 ngày mới sẽ mở ra, hơn nữa dĩ vãng mỗi lần mở ra cũng sẽ không làm ra động tĩnh quá lớn tới. Lần này di tích không những sớm hơn mở ra, lại vẫn làm ra to lớn như vậy động tĩnh. Này làm cho Ngô Thanh Sơn cùng Tả Đức Nguyên mơ hồ có loại dự cảm xấu. Lạc Nhật Đảo mặt đất lay động cũng không có đình chỉ, hướng lên bầu trời đạo kia hào quang bảy màu, ở trên bầu trời huyễn hóa thành một đầu to lớn kỳ lân dáng dấp, cho người một loại cực kỳ cảm giác thần thánh. Giờ khắc này, hầu như Lạc Nhật Đảo thượng tất cả mọi người, ánh mắt của bọn họ đều tập trung ở trên bầu trời, rất nhiều người trong con ngươi đã xuất hiện nóng rực ánh sáng rồi. Có như vậy cảnh tượng kỳ dị trong trời đất xuất hiện, vậy thì mang ý nghĩa Lạc Nhật Đảo trên có chí bảo,
hoặc là di tích xuất thế, đây đối với bất kỳ người tu luyện nào tới nói đều là không thể bỏ qua cơ duyên lớn. Giữa bầu trời hào quang bảy màu biến ảo mà ra kỳ lân đồ án, kéo dài đến hơn 20 giây sau mới biến mất. Ở trên bầu trời kỳ lân đồ án biến mất sau đó lạc nhật đảo nhân tài chậm rãi từ các loại phức tạp trong tâm tình tỉnh táo lại. Mà phía sau lưng thượng treo hắc huyền kiếm Diệp Thần Phong, hắn nhìn qua nơi xa vọt lên hào quang bảy màu địa phương, lông mày của hắn hơi nhíu lại, hắn mơ hồ cảm giác được, ở nơi đó thật giống có lực lượng nào đó, hoặc là vật gì đó đang kêu gọi hắn như vậy. Chương 1490, khốc liệt tình cảnh. Lạc Nhật Đảo có thể nói là một cái cá mục hỗn tạp địa phương. Làm Lạc Nhật Đảo thượng tất cả đại tông môn bên trong người cùng với tán tu nhìn thấy thiên dị tượng trên không trung sau, toàn bộ Lạc Nhật Đảo dường như được nấu mở ra nước sôi bình thường sôi trào lên. Di tích, nhất định là có di tích xuất hiện, không nghĩ tới lần này đến Lạc Nhật Đảo vẫn có thể gặp phải chuyện tốt như vậy. Chúng ta nhanh lên một chút hướng về vọt lên hào quang bảy màu địa phương chạy đi, nếu như chúng ta đi trễ, cái kia làm sao có thể liền súp đều không được uống. Ở trên bầu trời kỳ lân đồ án biến mất sau đó Lạc Nhật Đảo thượng rất nhiều người tu luyện, bọn hắn đem tự thân tốc độ phát vung tới cực hạn, bọn hắn mỗi một người đều hướng về Lạc Nhật Đảo phía tây một dãy núi lao đi rồi. Mà Tà Dương Đảo sân luận võ bên trong, Ngô Thanh Sơn cùng Tả Đức Nguyên cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, này Lạc Nhật Đảo bây giờ tình thế hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn trưởng khống, này Lạc Nhật Đảo tất cả tu luyện người đều đi phía tây sơn mạch tiến đến. Cho dù Ngô Thanh Sơn cùng Tả Đức Nguyên muốn ngăn cản, đoán chừng cũng ngăn trở không cầm được rồi. Hải Thần Điện Thái Thượng trưởng lão Tống Hải Vân, hắn hiện tại nghiễm nhiên đã quên muốn giết chết Diệp Thần Phong sự tình rồi, hắn nhìn xem Ngô Thanh Sơn cùng Tả Đức Nguyên trên mặt biểu tình biến hóa, hắn suy đoán Ngô Thanh Sơn cùng Tả Đức Nguyên hẳn là đã sớm biết này dị tượng khởi nguồn rồi. Tống Hải Vân trực tiếp một tay tóm lấy Tống Xuân Mi cùng Giang Mạc Thiên. Sau đó, Tống Hải Vân liếc mắt nhìn Diệp Thần Phong, hắn lạnh giọng quát lên, tiểu tử, tính là ngươi hảo vận, mạng của ngươi ta về sau lại đến lấy đi. Tống Hải Vân mang theo Tống Xuân Mi cùng Giang Mạc Thiên, thân ảnh của bọn họ đột nhiên biến mất ở sân luận võ, xem ra này Tống Hải Vân cũng là hướng về Lạc Nhật Đảo phía tây sơn mạch tiến đến. Ngô Thanh Sơn cùng Tả Đức Nguyên đang nhìn đến Tống Hải Vân sau khi rời đi, điều này cũng mang ý nghĩa Diệp Thần Phong tạm thời an toàn. Tả Đức Nguyên đối với Diệp Thần Phong, nói ra, lão đệ, Lạc Nhật Đảo di tích sớm mở ra. Ta cùng Ngô lão đầu cũng nhất định muốn đi một chuyến. Nói xong, Tả Đức Nguyên cùng Ngô Thanh Sơn thân ảnh cũng biến mất ở sân luận võ bên trong, về phần sân luận võ trong bao xương tất cả đệ tử của đại môn phái, bọn hắn cũng không hẹn mà cùng hướng về Lạc Nhật Đảo phía tây sơn mạch tiến đến. Tả Phi Bạch nhìn xem tất cả mọi người hướng về Lạc Nhật Đảo phía tây sơn mạch tiến đến. Trong lòng của hắn cũng là hiếu kỳ cực kỳ, hắn đối với Diệp Thần Phong, nói ra, lão tổ tông. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Chúng ta cũng đi Lạc Nhật Đảo phía tây xem một chút đi. Diệp Thần Phong phảng phất không nghe thấy Tả Phi Bạch lời nói bình thường, ánh mắt của hắn trước sau nhìn qua Lạc Nhật Đảo phía tây sơn mạch phương hướng, trong đầu hắn thật giống có một loại âm thanh. Loại thanh âm này tại khiến hắn lập tức hướng về Lạc Nhật Đảo phía tây sơn mạch chạy đi. Diệp Thần Phong bây giờ chính là khát vọng sức mạnh thời điểm, dù sao yếu đến sống mãi không phải là dễ dàng như vậy, lần sau hắn còn muốn giúp người bên cạnh hắn toàn bộ đến sống mãi đây. Lạc Nhật Đảo phía tây bên trong dãy núi lực lượng nào đó đối Diệp Thần Phong triệu hoán càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí Diệp Thần Phong thân thể đều có chút không nghe khống chế. Dưới chân hắn bước chân không tự chủ được hướng về sân luận võ đi ra ngoài rồi. Mà Tả Phi Bạch, Ngô Lực Phàm cùng Bạch Tiểu Nhu ba người này, bọn họ là theo sát ở Diệp Thần Phong phía sau. Đang đi ra sân luận võ sau, Diệp Thần Phong đám người nhìn thấy Hà Mãn Dương, Tô Băng Xoáy cùng Lương Tả Ý mấy người cũng mới vừa chạy tới nơi này. Diệp Thần Phong liếc mắt nhìn Lương Tả Ý, trong cơ thể hắn linh khí tuôn ra chuyển động, bàn tay phải vung một cái, một giọt tinh huyết bay ở Lương Tả Ý trên trán, rất nhanh sẽ thấm vào Lương Tả Ý bên trong thân thể rồi. Giọt tinh huyết này chính là lúc trước Diệp Thần Phong từ Lương Tả Ý trong cơ thể rút ra đi ra ngoài. Bây giờ Lương Tả Ý cũng bị đuổi ra Vạn Nguyệt Các rồi, lần sau khoảng thời gian này Lương Tả Ý biểu hiện cũng tốt vô cùng, cho nên Diệp Thần Phong trực tiếp đem tinh huyết trả lại cho Lương Tả Ý. Tinh huyết tại thẩm thấu tiến trong cơ thể của mình sau,
Lương Tả Ý trong lòng không như trong tưởng tượng vui vẻ như vậy. Hiện tại hắn được Vạn Nguyệt Các đuổi ra ngoài, hắn cũng từng chứng kiến Diệp Thần Phong khắp mọi mặt yêu nghiệt tư chất, hay là đi theo Diệp Thần Phong cũng là một cái lựa chọn tốt, nhưng bây giờ Diệp Thần Phong đem tinh huyết trả lại cho hắn, này làm cho hắn không có lại đi theo Diệp Thần Phong lý do. Diệp Thần Phong bây giờ căn bản không có thời gian đi quản Lương Tả Ý ý nghĩ, sức mạnh kia đối với hắn triệu hoán, khiến hắn có loại bức thiết cảm giác. Tại đem tinh huyết trả lại cho Lương Tả Ý sau đó Diệp Thần Phong dưới chân bước chân không khỏi hướng về phía Tây Phi Bôn lên. Ước chừng hơn nửa giờ sau, Diệp Thần Phong đám người đi tới Lạc Nhật đảo phía Tây Sơn Mạch, chỉ thấy nơi này đã là người ta tấp nập được rồi. Tại trên một ngọn núi cao nghiễm nhiên là mở ra một hang núi này được một vệt hào quang bảy màu bao phủ, này để tất cả mọi người tại chỗ đều nhìn không rõ trong hang núi tình huống. Nơi này phải là vừa vặn vọt lên hào quang bảy màu địa phương. Giờ khắc này, Ngô Thanh Sơn, Tả Đức Nguyên cùng Tống Hải Vân này ba tên niết bàn cảnh cường giả, bọn hắn đứng ở cách sơn động gần nhất địa phương, tại sơn động trước mặt có một tầng kết giới, tầng này kết giới liền ngay cả niết bàn cảnh cường giả cũng không cách nào phá vỡ. Về phần Tống Xuân Mi cùng nửa chết nửa sống Giang Mạc Thiên, hẳn là Tống Hải Vân tới nơi này trên đường. Hắn đem Tống Xuân Mi cùng Giang Mạc Thiên thu xếp ở chỗ an toàn rồi, dù sao nơi này sơn mạch lớn như vậy, yếu tàng hai người là vô cùng đơn giản. Tại Ngô Thanh Sơn bên cạnh đứng ở năm tên tạo hóa cảnh cường giả, năm người này là phụ trách trông coi di tích hướng đi, một tên trong đó tạo hóa cảnh ngũ trọng thiên sơ kỳ lão đầu, hắn một mặt áy náy nhìn xem Ngô Thanh Sơn, nói ra, lão tổ tông, vừa nãy di tích này lối vào đột nhiên liền mở ra, còn không có đợi chúng ta kịp phản ứng. Từ di tích này lối vào liền hướng lên bầu trời lao ra khỏi một vệt hào quang bảy màu, chúng ta căn bản không có thời gian thông báo lão tổ tông ngài. Ngô Thanh Sơn khoát tay áo một cái, hắn biết chuyện này không trách này năm tên tạo hóa cảnh cường giả, hắn liếc nhìn bên cạnh cách đó không xa Tống Hải Vân, lại nhìn một cái sau lưng rậm rạp chằng chịt biển người, trong lòng của hắn thở dài, đã kinh đã nhiều năm như vậy, hắn Ngô Thanh Sơn cùng Tả Đức Nguyên cùng với Tưởng Vân Hổ. Ba người bọn họ vẫn không có thanh chỗ này di tích mò thấy đây. Diệp Thần Phong đám người đứng ở biển người phía ngoài xa nhất, làm Diệp Thần Phong lúc đến nơi này, hắn càng thêm khẳng định lực lượng nào đó đối với hắn triệu hoán, ánh mắt của hắn chăm chú nhìn chằm chằm được hào quang bảy màu bao phủ lại cửa sơn động, hắn có thể xác định cái cỗ này triệu hoán sức mạnh liền đến từ nơi này mặt. Dựa vào cái gì không để cho chúng ta đi tới phía trước đi? Chỗ này di tích là mọi người chúng ta đều nhìn đến, tại di tích mở ra sau chúng ta cũng có tư cách tiến vào trong di tích. Không biết là ai ở trong biển người hô như thế một tiếng. Một tiếng này trong nháy mắt khơi dậy ở đây người tu luyện lòng tham, bọn hắn khát vọng thu được trong di tích chí bảo, từ đó trên đất huyền giới nhất phi trùng thiên, kết quả là ầm ĩ tiếng gào nhấp nhô liên tục lên. Đúng đấy, chính là, chúng ta đều có tư cách tiến vào di tích bên trong. Cho dù cái này di tích là xuất hiện ở Lạc Nhật đảo thượng, chúng ta cũng muốn đi vào, ai cũng không thể ngăn cản lại chúng ta. Một tiếng. Vừa lúc đó, trước sơn động một tầng kết giới đột nhiên bạo liệt ra, bao phủ lại sơn động hào quang bảy màu cũng đang từ từ tản đi rồi. Ở đây người tu luyện thấy cảnh này sau, không biết là ai lại gọi một tiếng, sông A. Ở đây người ta tấp nập người tu luyện, bọn hắn được lợi ích là làm choáng váng đầu óc. Bọn hắn liều lĩnh hướng về sơn động phóng đi. Tả Đức Nguyên, Ngô Thanh Sơn cùng Tống Hải Vân ba người này, bọn hắn dồn dập nhíu mày đến, nhiều như vậy người tu luyện, bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng giết không xong. Mà một loại nồng nặc màu xanh khí thể cũng đột nhiên từ bên trong hang núi vọt ra. Ngô Thanh Sơn cùng Tả Đức Nguyên đang nhìn đến loại này màu xanh khí thể sau, hai người bọn họ sắc mặt một trận kịch biến. Ngô Thanh Sơn nhắc nhở một cái đứng ở hắn bên cạnh mặt khác năm tên tạo hóa cảnh cường giả đồng thời, hắn và Tả Đức Nguyên nhanh chóng bay đến trên bầu trời. Tống Hải Vân nhìn thấy Ngô Thanh Sơn cùng Tả Đức Nguyên cử động sau, hắn cũng không chút do dự bay đến trên bầu trời. Mà người phía dưới sơn nhân biển người tu luyện, bọn hắn còn tại hướng về trong sơn động hướng, rất nhanh nồng nặc màu xanh khí thể liền bao phủ lại rất nhiều người tu luyện. Đang tu luyện người đem này màu xanh khí thể hút vào lá phổi sau, thực lực không đủ người tại chỗ thất khiếu chảy máu mà chết, mà thực lực hơi chút cường hãn một chút người, bọn hắn đang hút vào màu xanh khí thể sau, bọn hắn cũng trong nháy mắt ngã xuống trên mặt đất, từng cái dùng sức bưng cổ của mình, yết hầu cùng trong lỗ mũi là không thở nổi,
trên trán là nổi gân xanh, rất nhanh, những người này cũng xanh cả mặt tắt thở bỏ mình. Phàm là được màu xanh khí thể bao phủ lại người tu luyện hầu như toàn bộ tử vong. Đây chính là lúc trước để Ngô Thanh Sơn cùng Tả Đức Nguyên trúng độc khí thể rồi, chẳng trách Ngô Thanh Sơn cùng Tả Đức Nguyên đang nhìn đến loại khí thể này sau, bọn hắn hội sắc mặt kịch biến rồi. Đây chính là liền niết bàn cảnh cường giả đều không thể hóa giải kịch độc, mà dưới đáy những người tu luyện này thực lực chỉ là tại thông linh cảnh đến tạo hóa cảnh trong lúc đó mà thôi, trong đó luân hồi cảnh cường giả cũng chỉ có 10 người trong vòng. Chương 1491, khó bề phân biệt di tích. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Bài này do 23 U xuất ra đầu tiên. Ở đây này người ta tấp nập người tu luyện, bọn hắn trong đầu chỉ có trong di tích chí bảo rồi. Nhưng mà xông lên đằng trước nhất hơn 200 tên người tu luyện, bọn họ là nhóm đầu tiên được bên trong hang núi trào ra màu xanh khí thể cho bao phủ lại. Theo này hơn 200 tên người tu luyện một tên tiếp theo một tên ngã xuống đất bỏ mình. Hiện trường cục diện trở nên càng phát hỗn loạn, vốn là muốn yếu xông về phía trước người tu luyện bắt đầu không ngừng lui về sau. Mà loại này màu xanh khí thể chỉ là lan tràn đến bên ngoài sơn động 30 mét phạm vi tựu đình chỉ rồi, này ngược lại là để không ngừng lùi lại đông đảo người tu luyện chậm rãi bình tĩnh lại, bọn hắn nhìn xem phía trước nằm ở màu xanh khí thể bên trong rậm rạp chằng chịt thi thể, bọn hắn từng cái trên lưng quần áo toàn bộ được mồ hôi cho thấm ướt. Cái này đột nhiên từ bên trong hang núi trào ra màu xanh khí thể, thật ra khiến ở đây đám người tu luyện thanh tỉnh một ít, nếu như ngay cả mệnh cũng không có, như vậy chả muốn bảo tàng có ích lợi gì. Diệp Thần Phong cùng Bạch Tiểu Nhu đám người đứng khá xa, cho nên bọn hắn không có bị này màu xanh khí thể cho lan đến gần. Mà thân thể bay đến giữa bầu trời Ngô Thanh Sơn cùng Tả Đức Nguyên, bọn hắn nhìn xem dưới đáy màu xanh khí thể bên trong thi thể, theo thời gian trôi đi. Dưới đáy cái kia hơn 200 bộ thi thể tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mục nát, này để hai người bọn họ sắc mặt đều phi thường khó coi. Lúc trước Ngô Thanh Sơn cùng Tả Đức Nguyên vẫn không có gặp phải tình huống như thế đây. Tại trước đây loại kịch độc này màu xanh khí thể căn bản sẽ không tuôn ra ra sơn động, hơn nữa lúc trước Ngô Thanh Sơn cùng Tả Đức Nguyên trong sơn động gặp phải màu xanh khí thể, muốn so hiện tại loại này màu xanh khí thể rất mỏng manh nhiều. Cũng là nói bây giờ tuôn ra ra sơn động loại này màu xanh khí thể độc tính càng thêm kịch liệt. Trước đây tại di tích mở ra sau đó Ngô Thanh Sơn cùng Tả Đức Nguyên đều là hàm chứa một viên tị độc châu tiến vào bên trong. Bất quá, cho dù có tị độc châu bảo vệ, bọn hắn cũng chỉ có thể đủ tại trong di tích dừng lại khoảng 10 phút. Tại 10 phút sau, liền ngay cả tị độc châu cũng sẽ mất đi tác dụng, cái này cũng là tại sao đều đã nhiều năm như vậy. Ngô Thanh Sơn bọn hắn vẫn không có mò thấy chỗ này di tích nguyên nhân. Thân thể đồng dạng bay đến trên bầu trời Tống Hải Vân, hắn cảm thụ dưới đáy cái loại này màu xanh khí thể, hắn hiện tại hầu như có thể khẳng định, nếu như là hắn không hề phòng bị hút vào loại khí thể này, chỉ sợ hắn cũng sẽ thân trúng kịch độc. Trước mắt cửa sơn động được loại này màu xanh khí thể cho tràn ngập rồi. Muốn đi vào trong di tích khẳng định là không thể nào, Tống Hải Vân lạnh giọng hỏi, Ngô Thanh Sơn, Tả Đức Nguyên, hai người các ngươi có hay không biện pháp tiến vào trong di tích? Hừ, Ngô Thanh Sơn cùng Tả Đức Nguyên trong lỗ mũi hừ lạnh một tiếng. Hai người bọn họ hoàn toàn không để ý đến Tống Hải Vân ý tứ, này làm cho Tống Hải Vân trong con ngươi là sát khí phun trào. Dưới đáy đông đảo người tu luyện cũng bắt đầu không kiên nhẫn được nữa lên, nếu như này màu xanh khí thể vĩnh viễn không cách nào tản đi. Này không sẽ chờ cho bọn họ vĩnh viễn cũng không cách nào tiến vào trong di tích sao? Đứng ở đoàn người phía ngoài xa nhất Diệp Thần Phong, hắn hai con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cửa sơn động vị trí. Mơ hồ có một loại sức mạnh tại khiến hắn tiến vào màu xanh khí thể trong, Diệp Thần Phong dùng sức lắc đầu, ở trong lòng hỏi, lão Bạch, lão Hắc, các ngươi có cảm giác được gì hay không dị thường? Bóng đen người Giang Vận Thiên cười nói, tiểu tử. Người cuối cùng cũng coi như mở miệng hỏi chúng ta. Kỳ thực chúng ta sớm cũng cảm giác được không được bình thường, người có phải hay không cảm giác có một loại sức mạnh đang kêu gọi ngươi. Ta có thể khẳng định nói cho ngươi biết, ngươi cái cảm giác này một chút cũng không sai. Bất quá, căn cứ ta cùng lão Bạch cảm ứng, này cỗ đối với ngươi triệu hoán sức mạnh, hẳn là đối với ngươi không tồn tại ác ý. Còn có ở đây chỉ có một mình ngươi có loại cảm giác kỳ quái này. Bóng trắng người Ngô Phong dỗi rảnh cũng mở miệng nói ra, tiểu gia hỏa, càng lớn kỳ ngộ thì có càng lớn nguy hiểm,
đã có nguồn sức mạnh đang kêu gọi ngươi, như vậy ngươi chẳng bằng trước tiên thuận theo nguồn sức mạnh này, ngươi trước tiến vào loại kia màu xanh khí thể bên trong lại nói. Thần huyết chính là có thể giải bách độc, cũng tương tự có thể bách độc bất xâm, bên trong cơ thể ngươi thần huyết tuy rằng vẫn còn tương đối mỏng manh, thế nhưng chống cự kịch độc nhất định là không có vấn đề rồi, chỉ cần ngươi vận chuyển thần huyết quyết tiến vào màu xanh khí thể trong, ngươi liền tuyệt đối sẽ không được màu xanh khí thể bên trong kịch độc ăn mòn. Diệp Thần Phong đang nghe bóng đen nhân hòa bóng trắng nhân sau, hắn liếc nhìn bên cạnh Bạch Tiểu Nhu cùng Tả Phi Bạch đám người, nói ra Tiểu Nhu, sau đó các ngươi không muốn đi theo ta, ta muốn đi vào màu xanh khí thể trong nhìn xem, ta tuyệt đối không có việc gì, mà các ngươi nếu như đi theo ta tiến vào màu xanh khí thể trong, các ngươi nhất định sẽ chịu đến kịch độc ăn mòn. Nói xong, Diệp Thần Phong liền không chút do dự hướng về phía trước chen tới rồi. Bạch Tiểu Nhu cùng Tả Phi Bạch đám người trên mặt là do dự bất định vẻ mặt, nhưng Diệp Thần Phong đều thanh lời nói đến nước này rồi, bọn hắn muốn ngăn cản cũng không thể ngăn trở. Bạch Tiểu Nhu mím môi, nói ra ta muốn đi bảo vệ Diệp Đại Ca an toàn, nếu như Diệp Đại Ca có chuyện, như vậy ta sẽ trước tiên đưa hắn từ màu xanh khí thể bên trong cứu ra. Tại Bạch Tiểu Nhu cũng hướng về phía trước chen tới sau đó Tả Phi Bạch cùng Ngô Lực Phàm mấy người cũng lập tức đi theo. Ở đây đông đảo người tu luyện, bọn hắn đã được kiến thức màu xanh khí thể lợi hại, bây giờ được màu xanh khí thể bao phủ lại hơn 200 bộ thi thể, hiện tại đã hoàn toàn được ăn mòn cả cái gì một điểm bột phấn đều không có còn lại rồi, cho nên khoảng cách màu xanh khí thể càng gần địa phương, người tu luyện nhân số càng ít đi. Theo Diệp Thần Phong hướng phía trước không ngừng chen tới, này làm cho chung quanh người tu luyện bất mãn mắng lên. Một cái chỉ là thần niệm cảnh tiểu tử, người chen cái gì chen? Ngươi cho rằng có thể tiến vào trong di tích sao? Tiểu tử, muốn sống vẫn là cho ta ngoan ngoãn lùi tới mặt sau đi thôi. Ngươi tại màu xanh khí thể bên trong liền một giây đồng hồ cũng không cách nào chịu đựng. Tiểu tử này sẽ không phải là thật sự muốn đi vào màu xanh khí thể bên trong chứ? Đến ở trên bầu trời Ngô Thanh Sơn, Tả Đức Nguyên cùng Tống Hải Vân cũng nhìn thấy dưới đáy Diệp Thần Phong thân ảnh. Ngô Thanh Sơn cau mày. Nói ra, Diệp lão đệ đây là muốn làm gì? Nhưng mà, tại Ngô Thanh Sơn vừa dứt lời thời khắc, Diệp Thần Phong đã một mạch xông vào màu xanh khí thể trong, này làm cho Tả Đức Nguyên thay đổi sắc mặt, này, đây không phải làm ẩu ma. Lão đệ làm sao xông vào loại khí thể này chúng rồi? Một bên Hải Thần Điện Thái Thượng trưởng lão Tống Hải Vân, trên mặt hắn cuối cùng là lộ ra sung sướng vẻ mặt đến, trong miệng hắn cười lạnh nói, Ngô Thanh Sơn, Tả Đức Nguyên. Các ngươi không phải một mực phải che chở tiểu tử này sao? Kết quả tiểu tử này là đầu có vấn đề, hắn bây giờ không phải là lựa chọn tự sát ma. Theo Tống Hải Vân tiến vào màu xanh khí thể bên trong Diệp Thần Phong tuyệt đối chắc chắn phải chết rồi, loại này màu xanh khí thể nhưng là liền loại người như hắn niết bàn cảnh cường giả cũng không cách nào chống đỡ. Ngô Thanh Sơn cùng Tả Đức Nguyên không có thời gian để ý tới Tống Hải Vân rồi, hai người bọn họ thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại trên mặt đất. Bọn hắn đứng ở màu xanh khí thể bên ngoài biên giới, hai người bọn họ nhìn xem tiến vào màu xanh khí thể bên trong Diệp Thần Phong, bọn hắn dự định liều chết tiến vào màu xanh khí thể trung tướng Diệp Thần Phong cứu ra. Mà Bạch Tiểu Nhu cũng vừa hay đi tới Ngô Thanh Sơn cùng Tả Đức Nguyên bên cạnh, người chỉ là lãnh đạm nói một câu, Diệp Đại Ca nói hắn tuyệt đối không có việc gì. Ngô Thanh Sơn cùng Tả Đức Nguyên nghe vậy, hai người bọn họ lông mày vẫn không có buông ra đến. Tuy rằng bọn hắn biết Diệp Thần Phong có thể hóa giải loại kịch độc này, nhưng này không có nghĩa tự thân có thể thừa nhận được loại kịch độc này a hát. Hiện trường người tu luyện nhìn thấy Diệp Thần Phong thật sự tiến vào màu xanh khí thể về sau, bọn hắn từng cái nhìn có chút hả hê lên. Tiểu tử này thật sự chính là đi chịu chết, hắn cho rằng bằng hắn thần niệm cảnh thực lực là hắn có thể đủ thông qua màu xanh khí thể. Thật là một liều mạng ngu xuẩn. Dù sao ở chỗ này chờ cũng không tán gẫu, ta ngược lại muốn xem tiểu tử này là chết như thế nào. Mà nhảy vào màu xanh khí thể bên trong Diệp Thần Phong, hắn trong gân mạch hai cái linh khí dòng sông, thuộc về thần huyết quyết cái kia linh khí dòng sông nhanh chóng vận chuyển, trong cơ thể hắn trong máu hiện ra điểm một chút kim quang. Được Diệp Thần Phong hút vào lá phổi màu xanh khí thể, ở trong đó kịch độc yếu thôn vệ Diệp Thần Phong thân thể lúc. Ngày đầu tiên đã bị Diệp Thần Phong trong cơ thể thần huyết cho thanh tẩy rồi. Một phút đồng hồ trôi qua. Diệp Thần Phong không chết. Hai phút đồng hồ trôi qua.
Diệp Thần Phong vẫn là không chết. 3 phút đồng hồ trôi qua. Diệp Thần Phong còn tại màu xanh khí thể bên trong khắp nơi đi bộ. Mà giờ khắc này, Diệp Thần Phong trong đầu đột nhiên nhớ tới một đạo không giải thích được âm thanh, ngươi chính là chúng ta phải chờ người, chúng ta đã đợi ngươi quá lâu rồi. Màu xanh khí thể bên ngoài đông đảo người tu luyện, bọn hắn nhìn thấy tại màu xanh khí thể bên trong nhàn nhã đi bộ Diệp Thần Phong, bọn hắn đã sớm là trợn mắt hốc mồm rồi. Mà trên bầu trời Tống Hải Vân, trên mặt hắn cười gần cũng đã biến mất, nhất cổ nổi giận tại trong thân thể hắn khuếch tán ra, nguyên bản hắn cho rằng lần này Diệp Thần Phong ngu xuẩn yếu chính mình đưa chết rồi, nhưng kết quả Diệp Thần Phong lần nữa bình an vô sự rồi. Hơn nữa Diệp Thần Phong trả chống lại liền niết bàn cảnh cường giả cũng không cách nào chống đỡ kịch độc, này làm cho Tống Hải Vân trong lòng là không thể nào tiếp thu được rồi, trong miệng hắn tự nói tiểu tử này trên người khẳng định có quái lạ. Chương 1492, đột biến cục diện. Đối với ở đây những người khác khiếp sợ, Diệp Thần Phong hoàn toàn không để ý đến ý tứ, trong đầu hắn đột nhiên vang lên cái thanh âm này thực sự quá kỳ quái, trong lòng của hắn hỏi, lão Bạch, lão Hắc, các ngươi có nghe hay không đến? Bóng đen người Giang Vận Thiên hỏi, tiểu tử, ngươi đang nói cái gì? Bóng trắng người Ngô Phong dỗi rảnh cũng nói, tiểu gia hỏa, ngươi có phải hay không nghe được đồ vật gì? Nghe vậy, Diệp Thần Phong có thể khẳng định vừa vặn âm thanh kia, thậm chí ngay cả lão Hắc cùng lão Bạch cũng không nghe thấy, chính lúc hắn muốn đối lão Hắc cùng lão nói rõ vô ích thời điểm, chỉ thấy bên ngoài sơn động 30 mét bên trong màu xanh khí thể, đột nhiên bắt đầu lăn lộn, theo không ngừng lăn lộn, những này màu xanh khí thể đang trở nên càng ngày càng mỏng manh, thẳng đến cuối cùng những này màu xanh khí thể toàn bộ biến mất tại trong không khí. Đỉnh điểm tiểu thuyết VKVKOM. Ở đây người tu luyện nguyên bản chả đắm chìm tại đối Diệp Thần Phong trong khiếp sợ, khi bọn họ nhìn thấy ngăn trở ngăn lại bọn hắn màu xanh khí thể không giải thích được biến mất rồi sau đó bọn hắn không có thời gian đi đối Diệp Thần Phong chấn kinh rồi, trong con ngươi của bọn họ lập tức bắn ra nóng rực ánh sáng, tham lam lần thứ hai lấp đầy nội tâm của bọn hắn. Trước mắt màu xanh khí thể biến mất rồi, vậy thì đại diện cho bọn hắn có thể tiến vào trong di tích rồi. Trong đám người một tên luân hồi cảnh nhị trọng thiên đàn ông trung niên, đang xác định màu xanh khí thể biến mất sau đó hắn trước tiên hướng về trong sơn động phóng đi, ở tên này đàn ông trung niên hành động sau đó ở đây những người tu luyện khác cũng lập tức tỉnh táo lại, bọn họ là theo sát ở luân hồi cảnh nhị trọng thiên đàn ông trung niên phía sau. Trên bầu trời hải thần điện thái thượng trưởng lão Tống Hải Vân, hắn cũng không nghĩ đến màu xanh khí thể lại đột nhiên biến mất, hắn hiện tại cũng không lo được suy nghĩ Diệp Thần Phong rồi. Thân ảnh của hắn cũng nhanh chóng hướng về cửa sơn động tránh đi, dựa vào thực lực của hắn, rất nhanh rồi cùng tên kia luân hồi cảnh nhị trọng thiên đàn ông trung niên đặt ngang hàng đi tới cửa sơn động. Diệp Thần Phong nhìn xem từng cái người tu luyện từ bên cạnh hắn vọt qua. Hắn hai cái lông mày thật chặt vặn lại với nhau, hắn luôn cảm giác bên trong hang núi này không bình thường, dưới chân hắn bước chân liên tiếp lui về phía sau, hắn rất nhanh sẽ thối lui ra khỏi chen chúc đám người. Những kia cùng Diệp Thần Phong sát vai mà qua người tu luyện, bọn hắn từng cái như nhìn xem ngớ ngẩn tựa như nhìn xem Diệp Thần Phong, vừa vặn có màu xanh khí thể ngăn cản thời điểm, Diệp Thần Phong một mực yếu hướng về cửa sơn động đi đến. Mà bây giờ màu xanh khí thể biến mất rồi, Diệp Thần Phong rồi lại lui về sau, này làm cho rất nhiều người tu luyện đều cho rằng Diệp Thần Phong đầu có vấn đề. Bạch Tiểu Nhu tự nhiên là đi theo Diệp Thần Phong bên cạnh. Về phần Ngô Thanh Sơn cùng Tả Đức Nguyên hai cái này lão đầu, bọn hắn cũng buông tha cho lập tức vào sơn động bên trong, bọn hắn cũng đi tới Diệp Thần Phong bên cạnh, hỏi, lão đệ, ngươi không sao chứ? Tiếp lấy, Ngô Thanh Sơn ánh mắt vừa nhìn về phía cửa sơn động, hắn nhìn thấy là Tống Hải Vân cùng một tên luân hồi cảnh đàn ông trung niên xông vào phía trước nhất, này làm cho trong lòng của hắn cực độ không sảng khoái, di tích này là ở hắn Lạc Nhật đảo thượng, hơn nữa di tích là hắn sớm liền phát hiện. Nhưng hôm nay mắt thấy có nhiều người như vậy hướng về trong di tích mặt hướng, này làm cho Ngô Thanh Sơn có loại cho người khác làm áo cưới cảm giác. Mà đang ở Tống Hải Vân cái thứ nhất đến cửa sơn động chuẩn bị tiến vào thời điểm, từ u ám bên trong hang núi sáng lên hai cái điểm sáng màu đỏ ngòm, sát theo đó. Một cỗ cuồng bạo thật khí thế từ trong hang núi vọt ra, này làm cho lập tức muốn vào sơn động Tống Hải Vân sắc mặt kịch biến. Chỉ thấy một con toàn thân màu xanh lam. Con mắt màu đỏ khổng lồ hạt tử từ trong sơn động lướt đi ra.
Con này hạt tử thân dài có khoảng 6 mét, trước người hai con to lớn màu xanh lam cái kìm cực kỳ chói mắt, vừa vặn hai cái huyết điểm sáng màu đỏ phải là này hạt tử ánh mắt rồi. Từ nơi này chỉ hình thể to lớn màu xanh lam hạt tử trên người, dĩ nhiên nổi lên niết bàn cảnh tam trọng thiên hậu kỳ cao thủ khí thế cường hãn. Con này to lớn màu xanh lam hạt tử đuôi hướng về Tống Hải Vân tấn mãnh quăng tới, bởi Tống Hải Vân căn bản không có nghĩ đến trong hang núi lại đột nhiên lao ra một con niết bàn cảnh yêu thú, cho nên con này đuôi bò cạp thượng độc châm trong nháy mắt đâm vào Tống Hải Vân cánh tay trái bên trong. Tống Hải Vân trong cổ họng đột nhiên bạo quát một tiếng, tại độc châm đâm vào cánh tay hắn sau đó bên trong thân thể của hắn thật khí thế cũng bạo trướng tới cực điểm, bàn tay phải hướng về màu xanh lam cự hạt đập tới. Ầm, một tiếng. Màu xanh lam cự hạt trực tiếp được Tống Hải Vân cho đập bay vào bên trong hang núi, mà Tống Hải Vân cũng ngay đầu tiên bay đến giữa không trung. Tất cả những thứ này phát sinh quá mức khẩn cấp và đột nhiên, cho tới ở đây người tu luyện bước chân im bặt đi. Về phần đứng xa xa nhìn cửa sơn động Ngô Thanh Sơn, hắn không khỏi nuốt nước miếng một cái, nói ra, Hải Vương cự hạt. Dĩ nhiên là Hải Vương cự hạt. Này Hải Vương cự hạt chính là đáy biển bá chủ một trong, tại bây giờ địa huyền giới Hải Vương cự hạt vô cùng khó thấy, đặc biệt là trả niết bàn cảnh tam trọng thiên hậu kỳ Hải Vương cự hạt. Này Hải Vương cự hạt độc tố cũng cực kỳ mãnh liệt, nếu như không có ngày đầu tiên ăn vào giải thuốc, coi như là niết bàn cảnh cường giả, e sợ trong vòng 5 ngày cũng sẽ độc phát sinh vong. Vân Tiên Tông lão tổ Tả Đức Nguyên, hắn trên trán cũng là thẳng đổ mồ hôi lạnh, hắn nói ra chuyện gì xảy ra. Chỗ này di tích đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lúc trước chúng ta tiến vào nhiều lần như vậy, chúng ta làm sao một lần đều chưa bao giờ gặp Hải Vương cự hạt? Mà bay đến trên bầu trời Tống Hải Vân, hắn trên tay trái tay áo đã vỡ vụn, hắn cái kia được Hải Vương cự hạt độc châm đâm vào cánh tay trái. Giờ khắc này, tay trái của hắn trên cánh tay xuất hiện một cái màu xanh da trời tuyến, đường dây này đang không ngừng hướng về trái tim của hắn vị trí lan tràn. Tống Hải Vân trên người căn bản không có mở ra Hải Vương cự hạt độc châm thuốc giải, hắn chỉ là do dự nửa giây, tay phải hắn liền trực tiếp kéo lại tay trái của chính mình cánh tay, đột nhiên xé một cái kéo, hắn toàn bộ cánh tay trái đã bị xé kéo xuống, tiên huyết trong nháy mắt phun ở trên bầu trời. Tại không có giải dược dưới tình huống, đây là Tống Hải Vân biện pháp duy nhất rồi, vì không cho độc tố lan tràn đến toàn thân của hắn, hắn chỉ có thể tự đoạn cánh tay trái. Lúc này Tống Hải Vân thật đúng là trộm gà không được còn mất nắm gạo rồi, sắc mặt của hắn hơi trắng bệch, bên trong thân thể lửa giận là cuồn cuộn không đoạn bắt đầu cháy rừng rực. Mà những kia bị trước mặt hình ảnh hoàn toàn làm kinh sợ đám người tu luyện, bọn hắn từng cái hồi phục thần trí, tên kia đứng cách cửa sơn động gần nhất luân hồi cảnh nhị trọng thiên đàn ông trung niên, hắn mồ hôi trên trán như là thác nước, vừa vặn nhưng là niết bàn cảnh Hải Vương cự hạt A-hát. Hắn hiện tại đã không có dũng khí xa hơn trong sơn động sông tới. Chính lúc tên này luân hồi cảnh đàn ông trung niên muốn lùi về sau thời điểm, từ bên trong hang núi lại truyền tới nổ vang, nhất cổ so với vừa vặn trả yếu khí thế mãnh liệt từ bên trong hang núi vọt ra. Chỉ thấy một cái hình thể có tới thùng nước bình thường thô cự mãng từ bên trong hang núi nhanh chóng bơi đi ra, con cự mãng này cả người hiện ra màu bạc, thân dài có tới hơn 30 mét. Từ trên người nó tản ra nhất cổ niết bàn cảnh tam trọng thiên đỉnh phong khí thế. Này màu bạc cự mãng đuôi quét qua, nó trực tiếp đem tên kia luân hồi cảnh đàn ông trung niên cho cuốn lên. Này màu bạc cự mãng là đem luân hồi cảnh trung niên thân thể của nam nhân càng cuốn càng chặt, mà tên này luân hồi cảnh đàn ông trung niên, hắn điên cuồng tăng vọt trong cơ thể khí thế, nhưng sức mạnh của hắn tại con cự mãng này trước mặt trở nên mịt mù nhỏ đến đáng thương rồi. Răng rác, răng rác. Răng rác. Rất nhanh, từ nơi này luân hồi cảnh đàn ông trung niên trong cơ thể liền truyền ra tiếng xương gãy, trong miệng hắn không ngừng phun xuất thiên huyết, trong con ngươi sinh cơ đang nhanh chóng tiêu tan. Đợi đến này luân hồi cảnh đàn ông trung niên triệt để sau khi chết, cái kia màu bạc cự mãng còn đang không ngừng gia tăng thân thể của mình, nó dùng thân thể của mình đem tên kia luân hồi cảnh cường giả trực tiếp cuốn thành một vũng máu, có thể thấy được nguồn sức mạnh này yếu to lớn bao nhiêu rồi. Xa xa Tả Đức Nguyên đang nhìn đến này màu bạc cự mãng sau, hắn hít sâu một hơi, nói ra, bạc thân biển mãng. Niết bàn cảnh tam trọng thiên đỉnh phong bạc thân biển mãng. Này bạc thân biển mãng cùng Hải Vương cự hạt như thế, chúng nó đều là đáy biển bá chủ, chỉ bất quá tại bây giờ địa huyền giới cực kỳ hiếm thấy.
Nhưng hôm nay cư nhiên tại đây nơi trong di tích lao ra khỏi một con niết bàn cảnh hải vương cự hạt, cùng với một cái niết bàn cảnh bạc thân biển mãng. Này đã hoàn toàn vượt ra khỏi Ngô Thanh Sơn cùng Tả Đức Nguyên tự hỏi phạm vi. Trên lưng treo hắc huyền kiếm Diệp Thần Phong, hắn nhìn phía xa bạc thân biển mãng, hắn thử dùng năng lực nhận biết đi tiếp xúc, hắn lập tức phát hiện cái kia bạc thân biển mãng dĩ nhiên đáp lại hắn, hơn nữa đối với hắn lộ ra thiện ý tình cảm đến rồi, này làm cho Diệp Thần Phong là rất là ngạc nhiên. Liên tưởng đến vừa vặn ở trong đầu hắn vang lên âm thanh kia, hiện tại Diệp Thần Phong thật hoài nghi chỗ này sơn động nơi sâu xa phải hay không ở người nào. Tất cả những thứ này hết thảy đều quá mức cổ quái, điều này cũng làm cho Diệp Thần Phong càng thêm đối trong hang núi cảm thấy hứng thú, xem ra chỗ này di tích hắn là nhất định phải đi một chuyến rồi. Chương 1493, tình thế chắc chắn phải chết. Không khí phảng phất vào đúng lúc này đọng lại. Thời gian phảng phất vào đúng lúc này dừng lại. Bạc thân biển mãng tại dùng thân thể đem một tên luân hồi cảnh cao thủ cuốn thành một vũng máu sau. Thân thể của nó lại dần dần thả lỏng ra, nó cái kia lạnh lẽo đồng tử quét mắt trước mặt đám người tu luyện, thân thể của nó vi vi rủ xuống đứng thẳng lên, trong miệng phun ra lưỡi, trên người phun trào niết bàn cảnh tam trọng thiên đỉnh phong khí thế. Một trận sột soạt thanh âm, vừa vặn được Tống Hải Vân một trưởng vỗ trở về bên trong hang núi Hải Vương cự hạt, nó lần thứ hai từ trong sơn động bò đi ra, trên người nó dĩ nhiên không hề có một chút vết thương. Phải biết yêu thú thân thể bình thường là cường hãn vô cùng, tuy rằng Tống Hải Vân thực lực muốn so Hải Vương cự hạt mạnh, thế nhưng Hải Vương cự hạt phía ngoài một tầng xác không phải dễ dàng như vậy là có thể chính là phá hư. Bất quá, này bạc thân biển mãng cùng Hải Vương cự hạt chính là bên trong đại dương bá chủ, chúng nó đã đến trên đất bằng sức chiến đấu hội mức độ lớn giảm bớt, thế nhưng trước mặt bạc thân biển mãng cùng Hải Vương cự hạt, chúng nó thật giống thói quen ở trên đất bằng hành tẩu. Từ bọn hắn vừa vặn phát huy ra sức chiến đấu có thể thấy được, chúng nó cũng không hề đối lục địa có nửa điểm không thích ứng. Đứng ở Diệp Thần Phong bên cạnh Bạch Tiểu Nhu, người đang nhìn đến bạc thân biển mãng cùng Hải Vương cự hạt sau, của nàng mày liễu thật chặt nhíu lại, trong thân thể của nàng mơ hồ thả ra tự thân huyết mạch chi lực. Này cửu U Băng Sư Sư Vương một mạch, nhưng là viễn cổ thời đại nhân vật cường hãn, có thể nói Bạch Tiểu Nhu huyết mạch trong cơ thể muốn so bạc thân biển mãng. Hải Vương cự hạt phải mạnh hơn không ít, giữa yêu thú với nhau huyết mạch phân chia từ trước đến giờ là phi thường xâm nghiêm. Tại Bạch Tiểu Nhu nhìn chăm chú vào bạc thân biển mãng cùng Hải Vương cự hạt thời điểm, này bạc thân biển mãng cùng Hải Vương cự hạt cũng chú ý tới Bạch Tiểu Nhu, tuy rằng hai người bọn họ thực lực rất xa vượt qua Bạch Tiểu Nhu, nhưng là tới tự ở huyết mạch uy thế, này làm cho bạc thân biển mãng cùng Hải Vương cự hạt trong con ngươi mơ hồ có một tia bất an. Thế nhưng, chỉ chốc lát sau, bạc thân biển mãng cùng Hải Vương cự hạt đồng tử liền lần nữa hung quang đại thịnh rồi, mà ở chúng nó trước mặt đại đa số người tu luyện sớm đã có chút sợ tráng váng, có phần người tu luyện thậm chí là liền bước chân cũng bước không mở. Hải Vương cự hạt thân thể trong nháy mắt nhào vào người tu luyện trong đám người. Thân thể hắn bên trong không ngừng thả ra niết bàn cảnh tam trọng thiên hậu kỳ thật khí thế, trước người hai con to lớn màu xanh lam cái kìm. Phảng phất là vô cùng sắc bén kéo bình thường phàm là được nó cái càng kẹp lấy người tu luyện. Thân thể của bọn họ sẽ trong nháy mắt được kẹp lại thành, khép lại thành hai nửa. Mà niết bàn cảnh tam trọng thiên đỉnh phong bạc thân biển mãng, sự công kích của nó nhưng là thẳng thắn dứt khoát hơn nhiều, thân thể của nó độ dài có tới hơn 30 mét, nó trực tiếp đem thân thể mình nửa phần sau quét ngang ra, phàm là bị hắn quét trúng người tu luyện, thực lực yếu một ít trực tiếp ở trong không khí biến thành huyết vụ. Mà thực lực cường hãn một chút cả người xương cốt cùng nội tạng cũng trong nháy mắt sẽ bị nát tan. Trong lúc nhất thời thi thể trên mặt đất là càng tụ càng nhiều, gai mũi mùi máu tanh điên cuồng tràn ngập tại trong không khí. Tại Hải Vương cự hạt cùng bạc thân biển mãng lần nữa đại khai sát giới thời điểm, ở đây đám người tu luyện mới từng cái hồi phục thần trí, bọn hắn từng cái bóng người nhanh chóng lùi về sau. Bọn hắn chỉ hận tốc độ của mình tại sao không thể nhanh hơn chút nữa. Trên bầu trời, thiếu một đầu cánh tay trái Hải Thần Điện Thái Thượng trưởng lão Tống Hải Vân, trong lòng của hắn lửa giận đã trải rộng toàn thân, biến thành cụt một tay thống khổ cảm giác, này làm cho Tống Hải Vân ánh mắt tập trung vào dưới đáy Diệp Thần Phong trên người. Theo Tống Hải Vân tất cả những thứ này đều là Diệp Thần Phong lỗi. Nếu như Diệp Thần Phong không đi tiến màu xanh khí thể trong, hay là màu xanh khí thể cũng sẽ không biến mất, như vậy tay trái của hắn cánh tay cũng sẽ không có.
Chỉ bất quá, này Tống Hải Vân cũng không suy nghĩ thật kỹ, vừa vặn Diệp Thần Phong đi vào màu xanh khí thể trong, hắn không phải nhất là nhìn có chút hả hê một cái sao. Lần sau màu xanh khí thể sau khi biến mất, hắn cũng là bởi vì tham lam trong di tích bảo tàng. Hắn không phải mới sẽ vào tới một cái đi sao? Nói cho cùng cái này căn bản là Tống Hải Vân tự làm tự chịu. Tống Hải Vân không ngừng điều chỉnh hô hấp của mình, trên ngón tay của hắn chữ vật giới chỉ lóe lên, một con màu vàng linh đang, đột nhiên xuất hiện tại trong tay hắn. Này màu vàng linh đang tên là Ngự Thiên Linh, chính là một lần thượng phẩm linh khí. Làm một lần tính thượng phẩm linh khí, power muốn so mãi mãi thượng phẩm linh khí không ngừng mạnh hơn gấp đôi, gấp hai. Cái này cũng là Tống Hải Vân trên người duy nhất một cái một lần thượng phẩm linh khí. Tống Hải Vân dĩ vãng đều một mực bỏ không được sử dụng. Chỉ cần đem này Ngự Thiên Linh mở ra, này Ngự Thiên Linh là có thể hình thành một tầng năng lượng lồng ánh sáng, lấy Tống Hải Vân thực lực khống chế này Ngự Thiên Linh, coi như là Tả Đức Nguyên liên thủ với Ngô Thanh Sơn, trong khoảng thời gian ngắn cũng không cách nào phá tan năng lượng lồng ánh sáng. Tống Hải Vân ánh mắt hung tàn nhìn chằm chằm dưới đáy Diệp Thần Phong. Hắn tự nói, Ngự Thiên Linh dùng tại loại người như ngươi trên người thực sự là lãng phí, bất quá, trong lòng ta chính là núi không trôi khẩu khí này, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Tống Hải Vân đem trong cơ thể linh khí đột nhiên truyền vào Ngự Thiên Linh bên trong, thân thể nhanh chóng hướng về dưới đáy nhoáng tới. Tả Đức Nguyên cùng Ngô Thanh Sơn tại cảm giác được Tống Hải Vân hành động sau, Tả Đức Nguyên lập tức nhắc nhở, lão đệ, chính ngươi phải cẩn thận. Nhưng là, tại Tả Đức Nguyên vừa dứt lời thời khắc, từ Tống Hải Vân trong tay liền bay ra một vệt kim quang, luồng hào quang màu vàng óng này đứng tại Diệp Thần Phong trên đỉnh đầu, một tầng năng lượng màu vàng óng lồng ánh sáng trong nháy mắt đem Diệp Thần Phong cho bao phủ, về phần những người khác nhưng là được ngăn cách bởi năng lượng chiếu sáng bên ngoài. Năng lượng này lồng ánh sáng chỉ có kích phát rồi Ngự Thiên Linh người mới có thể tự do ra vào, Tống Hải Vân không có muốn cùng Tả Đức Nguyên, Ngô Thanh Sơn đụng nhau ý tứ. Thân ảnh của hắn cũng nhanh chóng vào lồng ánh sáng màu vàng bên trong. Cùng lúc đó, tại Diệp Thần Phong đột nhiên bị lồng ánh sáng màu vàng khốn trụ được thời điểm. Cách đó không xa nguyên bản đang điên cuồng cướp đoạt người tu luyện tính mạng bạc thân biển mãng cùng Hải Vương Cự Hạt trong nháy mắt đình chỉ lại, hai người bọn họ con ngươi thật chặt tập trung vào lồng ánh sáng màu vàng bên trong. Những người tu luyện kia đang nhìn đến bạc thân biển mãng cùng Hải Vương Cự Hạt đình chỉ công kích sau. Chúng nó là điên cuồng lùi tới Tả Đức Nguyên cùng Ngô Thanh Sơn đám người phía sau, dưới cái nhìn của bọn họ có hai tên niết bàn cảnh cường giả ở mặt trước chống đỡ, cho dù bạc thân biển mãng cùng Hải Vương Cự Hạt lần thứ hai phát động tấn công, bọn hắn cũng có đào tẩu thời gian. Tả Đức Nguyên nhìn thấy Diệp Thần Phong trên đỉnh đầu có một cái màu vàng linh đang, hắn lập tức quát lên, Tống Hải Vân, người thật đúng là dốc hết vốn liếng rồi, người thậm chí ngay cả Ngự Thiên Linh đều từ bỏ sử dụng. Thiếu một đầu cánh tay trái Tống Hải Vân, trên mặt hắn biểu lộ có phần dữ tợn, có phần đắc ý, hắn quát lên, Tả Đức Nguyên, Ngô Thanh Sơn, các ngươi không phải là phải bảo vệ tiểu tử này sao? Nhưng là ta hôm nay không giết tiểu tử này, ta làm sao có thể nuốt xuống khẩu khí này? Các ngươi cũng hẳn phải biết Ngự Thiên Linh năng lực phòng ngự, chỉ bằng hai người các ngươi, trong khoảng thời gian ngắn căn bản không phá ra được, đợi được các ngươi có thể phá tan sau đó tiểu tử này e sợ đã chết trên tay ta rồi. Trên lưng treo hắc huyền kiếm Diệp Thần Phong, hắn nhìn xem trước mặt mình Tống Hải Vân, hắn một mực tại thử dùng năng lực nhận biết đi tiếp xúc cách đó không xa bạc thân biển mãng cùng Hải Vương Cự Hạt, hắn cảm giác mình có thể thành ý nghĩ trong lòng truyền đạt cho hai cái này Hải Dương bá chủ rồi. Mà bạc thân biển mãng cùng Hải Vương Cự Hạt, bọn hắn lần nữa cho Diệp Thần Phong thiện ý đáp lại. Những kia đứng ở Tả Đức Nguyên cùng Ngô Thanh Sơn đám người phía sau cách đó không xa đám người tu luyện. Trong đó hai tên luân hồi cảnh cường giả đứng dậy, cái này hai tên luân hồi cảnh cường giả chính là một cái hắc y lão đầu, một cái thanh y lão đầu. Hắc y lão đầu quát lên, tiểu tử này vừa vặn tại màu xanh khí thể sau khi biến mất, hắn lựa chọn thế nào lui về sau. Hơn nữa hắn không e ngại màu xanh khí thể, trên người hắn có vấn đề, hay là tất cả những thứ này đều là hắn đang dở trò quỷ. Thanh y lão đầu cũng đón ý nói hùa nói, đúng. Là tiểu tử này làm hại chúng ta chết rồi nhiều người như vậy, hắn nhất định muốn cho người bị chết chôn cùng. Theo, luân hồi cảnh hắc y lão đầu và thanh y lão đầu mở miệng sau đó ở đây còn lại người tu luyện cũng dồn dập đem đầu mâu chỉ hướng Diệp Thần Phong.
nhưng những người này cũng không tiện tốt ngẫm lại, vừa vặn tại Diệp Thần Phong đi vào màu xanh khí thể bên trong thời điểm, bọn hắn cười nhạo Diệp Thần Phong muốn chết, nhưng màu xanh khí thể sau khi biến mất, Diệp Thần Phong lui về sau, những người này lại cười nhạo Diệp Thần Phong ngớ ngẩn, hiện tại cái này những người này dĩ nhiên muốn đem oán khí ra đến Diệp Thần Phong trên người. Quả nhiên đáng thương người tất có chỗ đáng hận. Mà lồng ánh sáng màu vàng bên trong. Tống Hải Vân nghe chu vi người tu luyện ngữ, hắn nhìn xem phía trước mặt Diệp Thần Phong, hắn cười lạnh nói, tiểu tử, lúc này vận khí của ngươi đúng là chấm dứt, có thể làm cho ta sử dụng ngự thiên linh, đây cũng là vinh hạnh của ngươi rồi, ngươi cũng có thể cho ta thật tốt lên đường. Chương 1494, suýt chút nữa tức điên Tống Hải Vân. Bạch Tiểu Nhu nhìn thấy Tống Hải Vân sẽ đối Diệp Thần Phong động thủ sau, trong con ngươi xinh đẹp của nàng lửa giận hiện lên, trong lòng nàng Diệp Thần Phong chẳng khác gì là của nàng tất cả, cho dù người biết dựa vào sức mạnh của mình không cách nào phá mở năng lượng màu vàng óng lồng ánh sáng, nhưng nàng vẫn là không khỏi phân nói rất đúng lồng ánh sáng màu vàng liên tục triển khai công kích. Mà Ngô Thanh Sơn cùng Tả Đức Nguyên đám người, bọn hắn đang nhìn đến Bạch Tiểu Nhu cử động sau. Bọn hắn cũng dồn dập đem trong cơ thể khí thế tăng lên tới cực hạn, bắt đầu không ngừng công kích năng lượng màu vàng óng lồng ánh sáng rồi. Năng lượng màu vàng óng này lồng ánh sáng tại thừa nhận lấy Ngô Thanh Sơn đám người công kích sau đó này lồng ánh sáng màu vàng bên trên chỉ là nổi lên một tầng lại một tầng gợn sóng, trong khoảng thời gian ngắn căn bản không có yếu tán loạn dấu hiệu. Đứng ở lồng ánh sáng màu vàng bên trong Hải Thần Điện Thái Thượng Trưởng Lão Tống Hải Vân, trên mặt hắn là khá là chấn định biểu lộ. Hắn đã tính toán qua rồi, lấy Ngô Thanh Sơn đám người lực công kích, bọn hắn yếu phá tan năng lượng màu vàng óng này lồng ánh sáng, này tối thiểu phải hao phí một phút thời gian. Vào đúng lúc này chuông bên trong, Tống Hải Vân chắc chắn đem Diệp Thần Phong giết chết mấy ngàn lần rồi, cho nên trong lòng của hắn là không có chút nào lo lắng. Tống Hải Vân lạnh giọng quát lên, Ngô Thanh Sơn, Tả Đức Nguyên, ta yếu hai người các người biết, phàm là ta Tống Hải Vân muốn giết chết người. Ai cũng không giữ được, huống chi ta muốn giết người chỉ là một cái thần niệm cảnh tiểu tử, thật sự không hiểu các ngươi tại sao phải liều mạng như vậy. Ta sẽ ngay trước mặt các ngươi đem tiểu tử này cái cổ cho vặn gãy. Tống Hải Vân đưa mắt như ngừng lại trước mặt Diệp Thần Phong trên người, hắn nhìn thấy Diệp Thần Phong trên mặt không có một tia khủng hoảng, đây cũng không phải là hắn trong dự đoán hình ảnh, thần sắc hắn dữ tợn nói ra tiểu tử. Chết đến nơi rồi rồi, ngươi chả cần thiết trang sao. Ta biết ngươi hiện tại trong lòng mặt làm sợ sệt, thậm chí là muốn quỳ xuống cầu xin tha thứ. Diệp Thần Phong tùy ý nhún nhún vai, trong lòng của hắn nhưng không có chút nào lo lắng, hắn đã cùng cách đó không xa Bạc Thân Biển Mãng, Hải Vương Cự Hạt câu thông được rồi, tuy rằng hắn không biết hai cái này Hải Dương bá chủ vì sao lại đối với hắn có thiện ý. Nhưng là có hai cái này Hải Dương bá chủ gia nhập, hẳn có thể thuận lợi phá tan này lồng ánh sáng màu vàng rồi. Lần sau cho dù không có Bạc Thân Biển Mãng cùng Hải Vương Cự Hạt, Diệp Thần Phong trong cơ thể còn có Lão Bạch cùng Lão Hắc đây. Hắn tin tưởng lấy Lão Bạch cùng Lão Hắc thực lực, muốn cho hắn thoát hiểm cũng là không có vấn đề. Tiểu tử, đi chết đi. Tống Hải Vân bàn tay phải đưa ra ngoài, hắn cái kia cổ phần danh nghĩa thủ trưởng hướng về Diệp Thần Phong cổ chụp tới, nhìn hắn này tình thế. Hắn muốn đem Diệp Thần Phong cổ cho trực tiếp bóp nát. Mà khi Tống Hải Vân xòe bàn tay ra thời điểm, Bạch Tiểu Nhu cùng Tả Đức Nguyên đám người công kích càng thêm điên cuồng, nhưng bọn họ vẫn là không cách nào đem năng lượng màu vàng óng lồng ánh sáng công phá, này làm cho Bạch Tiểu Nhu là nhanh cắn chặt hai hàm răng trắng ngà. Mà Tả Đức Nguyên đám người trên mặt trong nháy mắt mông thượng một tầng bi thương vẻ. Nhưng chính lúc thời điểm này, cách đó không xa Bạc Thân Biển Mãng cùng Hải Vương Cự Hạt. Hai người bọn họ trong cơ thể khí thế dâng lên ầm ầm. Hai người bọn họ thân ảnh trong nháy mắt liền lướt đã đến lồng ánh sáng màu vàng trước, thân thể mãnh liệt hướng về lồng ánh sáng màu vàng va chạm mà đi. Bạch Tiểu Nhu cùng Tả Đức Nguyên đám người thấy thế, bọn hắn hơi thay đổi sắc mặt, bọn hắn nhường ra một khoảng cách nhỏ, bất quá, trong tay bọn họ đối lồng ánh sáng màu vàng công kích vẫn cứ không có đình chỉ. Mà lồng ánh sáng màu vàng trong Tống Hải Vân, động tác của hắn hơi dừng lại một chút. Hắn không nghĩ tới Bạc Thân Biển Mãng cùng Hải Vương Cự Hạt hội thời điểm này xông lại, khi hắn còn chưa kịp phản ứng dưới tình huống. Chỉ nghe ầm, một tiếng, tập hợp Tả Đức Nguyên đám người và Bạc Thân Biển Mãng cùng với Hải Vương Cự Hạt sức mạnh.
Lồng ánh sáng màu vàng tại mãnh liệt run rẩy hai lần, sau đó trong nháy mắt ở trong không khí bạo liệt ra. Tại nổ tung trong nháy mắt, Tống Hải Vân là mặt mày xám xịt bay đến giữa không trung. Tại năng lượng màu vàng óng lồng ánh sáng bị phá ra, sau đó bạc thân biển mãng cùng Hải Vương cự hạt xuất hiện tại Diệp Thần Phong trước mặt, hai người bọn họ cùng Diệp Thần Phong ở giữa khoảng cách chỉ có 1 mét cũng chưa tới. Một bên Ngô Thanh Sơn cùng Tả Đức Nguyên là đột nhiên nín thở, nếu như bạc thân biển mãng cùng Hải Vương cự hạt đối Diệp Thần Phong phát động công kích, điểm ấy khoảng cách, cho dù Ngô Thanh Sơn cùng Tả Đức Nguyên cũng không cách nào cứu Diệp Thần Phong. Mà Bạch Tiểu Nhu lại bình tĩnh lại, người thân là cửu U Băng Sư Sư Vương một mạch, người có thể rõ ràng cảm giác được yêu thú cảm xúc, người cảm giác được bạc thân biển mãng cùng Hải Vương cự hạt cũng không hề đối Diệp Thần Phong có địch ý, này mới khiến người yên tâm xuống. Trên bầu trời, không có đem Diệp Thần Phong cổ bóp nát Tống Hải Vân, hắn chỉnh tấm mặt mo hoàn toàn vặn vẹo lên. Ngược lại, Tống Hải Vân trên mặt lại hiện lên điên cuồng nụ cười, hắn cũng không nhận ra bạc thân biển mãng cùng Hải Vương cự hạt là vì tới cứu Diệp Thần Phong. Dưới cái nhìn của hắn là bạc thân biển mãng cùng Hải Vương cự hạt trong chớp mắt lại phát cuồng, dù sao vừa vặn bạc thân biển mãng cùng Hải Vương cự hạt nhưng là điên cuồng giết người. Tiểu tử! Chết ở bạc thân biển mãng cùng Hải Vương cự hạt trong tay, so với chết ở tay ta càng thêm thê thảm. Trên bầu trời Tống Hải Vân cắn răng nghiến lợi quát lên. Những kia cách đó không xa người tu luyện, trong đó vừa vặn luân hồi cảnh cường giả Hắc Y lão đầu và Thanh Y lão đầu, hai người bọn họ cũng lại mở miệng rồi. Hắc Y lão đầu quát lên, tiểu tử, chết ở bạc thân biển mãng cùng Hải Vương cự hạt trong tay, cái này cũng là ngươi có tội thì phải chịu. Thanh y lão đầu cũng quát lên, tiểu tử, thực sự là tiện nghi ngươi rồi, bằng thực lực của ngươi, ngươi còn chưa xứng cho chết đi những người kia chôn cùng đây. Diệp Thần Phong đột nhiên khẽ mỉm cười, hắn đưa tay hướng về bạc thân biển mãng đầu sờ soạng rồi, ở đây người tu luyện thấy cảnh này, con ngươi của bọn họ tử suýt chút nữa đều trợn lồi ra. Bạc thân biển mãng cùng Hải Vương cự hạt không có chủ động công kích, Diệp Thần Phong lại dám chủ động đi mò bạc thân biển mãng đầu. Dưới cái nhìn của bọn họ Diệp Thần Phong quả thực là muốn chết không thể lại muốn chết. Tả Đức Nguyên cùng Ngô Thanh Sơn trên trán là mồ hôi lạnh ứa ra, bọn hắn biết rõ khả năng cứu không được Diệp Thần Phong rồi, nhưng hai người bọn họ còn muốn đi thử một lần, bóng người hướng về Diệp Thần Phong tránh đi rồi. Giữa bầu trời Tống Hải Vân, trong miệng hắn lãnh đạm nói chết đi. Đi chết đi cho ta. Nhưng mà, một giây sau, hiện ra tại tất cả mọi người trước mặt một màn. Này làm cho ở đây người tu luyện là trong nháy mắt há to mồm á khẩu không trả lời được, mà đứng ở trên bầu trời Tống Hải Vân, thân thể của hắn cũng đột nhiên run lên một cái, trong con người bắn ra không dám tin ánh sáng. Về phần Tả Đức Nguyên cùng Ngô Thanh Sơn hai người này, dưới chân bọn họ bước chân cũng im bặt đi, con mắt trợn lên dường như đèn lồng. Chỉ thấy Diệp Thần Phong là thuận lợi mò tới bạc thân biển mãng đầu, hơn nữa bạc thân biển mãng trả lộ ra một bộ thuận theo dáng dấp. Bạc thân biển mãng để Diệp Thần Phong ngồi xuống trên người nó, mà hắn lạnh lẽo đồng tử nhưng là nhìn hướng cách đó không xa đám người tu luyện. Giữa bầu trời Tống Hải Vân, hắn căn bản không nghĩ tới bạc thân biển mãng cùng Hải Vương cự hạt đúng là đến giúp đỡ Diệp Thần Phong. Này làm cho bàn tay phải của hắn nhanh nắm thành quyền đầu, trên mặt vẻ mặt là một trận khó coi. Tại Ngô Phủ, hắn Tống Hải Vân giết không được Diệp Thần Phong. Tại sân luận võ, hắn Tống Hải Vân vẫn là giết không được Diệp Thần Phong. Bây giờ ở nơi này, hắn Tống Hải Vân nhưng vẫn là giết không được Diệp Thần Phong. Không những như thế, Tống Hải Nguyên cánh tay trái còn không rồi, Ngự Thiên Linh cũng lãng phí, này một lần lại một lần bị đè nén tụ tập ở ngực của hắn, vào đúng lúc này hoàn toàn bộc phát ra. Phốc, một tiếng, từ Tống Hải Vân miệng bên trong đột nhiên phun xuất một ngụm máu tươi đến, hắn là cũng bị Diệp Thần Phong cho giận điên lên. Ngồi ở bạc thân biển mãng trên người Diệp Thần Phong, hắn đem ánh mắt nhìn về phía luân hồi cảnh Hắc Y lão đầu và Thanh Y lão đầu, hắn lần thứ hai cùng bạc thân biển mãng, Hải Vương cự hạt trao đổi lên. Mà Hắc Y lão đầu và Thanh Y lão đầu hai người này, bọn hắn tại cảm thấy được Diệp Thần Phong ánh mắt sau, hai người bọn họ trên mặt hung hăng sớm đã là không còn sót lại chút gì rồi, cổ họng của bọn hắn bên trong khô khốc cực kỳ, hai người bọn họ không hẹn mà cùng nuốt nước miếng. Bạc thân biển mãng cùng Hải Vương cự hạt trên người khí thế phóng lên trời, này Lạc Nhật đảo nhưng là ở trên biển, theo hai vị này Hải Dương bá chủ thật khí thế xung thiên,
lạc nhật đảo nước biển chung quanh sôi trào lên. Từng cây cột nước đột nhiên phóng lên trời, tụ tập ở Diệp Thần Phong đám người bầu trời. Bạc thân biển mãng đầu vung một cái, giữa bầu trời một cái cột nước nhanh chóng hướng về luân hồi cảnh Hắc Y lão đầu xông đi, hắn tốc độ nhanh căn bản để Hắc Y lão đầu không phản ứng kịp. Xì xì, một tiếng, Hắc Y lão đầu trái tim trực tiếp được cột nước cho xuyên thấu, ngực của hắn đột nhiên đã tuôn ra tiên huyết đến. Một bên luân hồi cảnh Thanh Y lão đầu, hắn là thật sự sợ hãi, tại niết bàn cảnh yêu thú trước mặt, hắn căn bản không hề chống đối lực lượng, hắn lập tức cầu xin tha thứ, vừa vặn, vừa vặn. Diệp Thần Phong trực tiếp đã cắt đứt đối phương lời nói ra, mỗi người đều phải vì hành vi của mình phụ trách, người đã vừa vặn muốn ta chết, như vậy hiện tại ta khẳng định cũng là muốn ngươi chết. Nói xong, Hải Vương cự hạt hai con màu xanh lam cái kìm hơi động, giữa bầu trời lại đột nhiên xông xuống một cái cột nước. Luân hồi cảnh Thanh Y lão đầu muốn chạy trốn, đáng tiếc tốc độ của hắn từ đầu đến cuối không có cột nước nhanh, cổ hắn trực tiếp được cột nước cho xuyên thấu, mắt mở thật to, nghiễm nhiên là một bộ chết không nhắm mắt bộ dáng. Tại Hắc Y lão đầu và Thanh Y lão đầu sau khi chết, Diệp Thần Phong ngẩng đầu lên, hắn đem ánh mắt nhìn về phía trên bầu trời Tống Hải Vân. Chương 1495, Đồng Quy Vô Tận. Tống Hải Vân ánh mắt đón nhận Diệp Thần Phong ánh mắt sau, miệng hắn trong hàm răng thật chặt kẹp lại, hắn phảng phất đều phải đem hàm răng của mình đều cắn nát bình thường. Mà trên mặt đất ngồi ở bạc thân biển mãng trên người Diệp Thần Phong, hắn lại cùng Hải Vương cự hạt, bạc thân biển mãng trao đổi một cái, sau đó, hắn hướng về phía giữa bầu trời quát lên, hôm nay sẽ chết người, chỉ sợ sẽ không là ta. Dĩ nhiên đã náo đến nước này rồi. Bây giờ lại có bạc thân biển mãng cùng Hải Vương cự hạt trợ trận, lại tăng thêm niết bàn cảnh Ngô Thanh Sơn cùng Tả Đức Nguyên, muốn giết chết Tống Hải Vân tỷ lệ liền thật to tăng lên. Chư chư đảo tiểu thuyết. Lạc nhật đảo nước biển chung quanh lần thứ hai sôi trào bắt đầu lăn lộn, từng đạo cột nước nhanh chóng hướng về Diệp Thần Phong bầu trời trùng kích, gần trăm căn cột nước đem Tống Hải Vân đường lui trực tiếp phong kín. Ngô Thanh Sơn cùng Tả Đức Nguyên thấy cảnh này sau, hai người bọn họ cũng không có chút nào hàm hồ. Thân ảnh của bọn họ trong nháy mắt lăng không mà lên, một tả một hữu đem Tống Hải Vân cho vây lại rồi. Ngô Thanh Sơn cùng Tả Đức Nguyên hai cái này lão đầu, bọn hắn hiện tại không lo được suy nghĩ bạc thân biển mãng cùng Hải Vương cự hạt vì sao lại nghe Diệp Thần Phong lời nói. Này Tống Hải Vân một lần lại một lần kêu gào, này làm cho Ngô Thanh Sơn cùng Tả Đức Nguyên trong lòng đã sớm đối với hắn sinh ra sát ý. Hiện tại lại có bạc thân biển mãng cùng Hải Vương cự hạt trợ giúp. Ngô Thanh Sơn cùng Tả Đức Nguyên đương nhiên sẽ không bỏ qua cái cơ hội tốt này được rồi. Tống Hải Vân, người không nghĩ tới cuối cùng là kết cục này chứ? Hôm nay nơi này chính là nơi chôn thây ngươi. Ngô Thanh Sơn con người vi vi ngưng lại, bên trong thân thể niết bàn cảnh tam trọng thiên đỉnh phong khí thế đều lộ không bỏ sót. Tả Đức Nguyên trên mặt cũng một trận cười gằn, bên trong thân thể minh mông khí thế phun trào. Hắn quát lên, người dám đối với ta Tả Đức Nguyên lão đệ khởi sát ý. Hôm nay ngươi là nhất định phải chết rồi. Tống Hải Vân nhìn thấy đường lui của mình được gần trăm căn cột nước cho phong bế, hơn nữa lại bị Ngô Thanh Sơn cùng Tả Đức Nguyên cho vây lại rồi. Lần sau tay trái của hắn cánh tay vừa không có, hiện tại chiến lực của hắn là mức độ lớn hạ thấp, hắn khuôn mặt lộ ra một vệt do dự bất định vẻ mặt. Mà chính lúc Tống Hải Vân không chưa rào vì chuyện gì mà thời điểm do dự. Tả Đức Nguyên khí thế trên người trong giây lát biến đổi. Nhất cổ khí tức lạnh như băng từ trong cơ thể hắn bạo phát ra. Tả Đức Nguyên không khí chung quanh đều giống như yếu kết thành băng rồi, trên mặt hắn được một tầng xương lạnh bao trùm lại rồi, mãnh liệt hàn khí không ngừng ở trước mặt hắn ngưng tụ. Rất nhanh, tại Tả Đức Nguyên trước mặt liền ngưng tụ thành từng con hàn băng mãnh thú. Những này trông rất sống động hàn băng mãnh thú, trong cơ thể của bọn nó tràn ngập cực hạn hàn băng lực lượng. Tại từng con hàn băng mãnh thú ngưng tụ mà thành trong nháy mắt, Tả Đức Nguyên thủ trưởng hướng về Tống Hải Vân khí thế như hồng đẩy đi ra, băng phong thiên hạ. Này từng con khí thế hung hăng hàn băng mãnh thú, chúng nó một mạch hướng về Tống Hải Vân vào tới, mà ở Tả Đức Nguyên thi triển băng phong thiên hạ thời điểm. Một bên Ngô Thanh Sơn, trong cơ thể hắn khí thế cũng biến thành càng phát ác liệt rồi, hai cánh tay của hắn vi vi run lên, trên người hắn khí thế ác liệt dường như đao nhọn. Hắn cái kia hai cánh tay thượng tay áo trong nháy mắt nát bấy không còn chút nào. Trên cánh tay tráng kiện nổi gân xanh,
hai bàn tay tấn mãnh hướng về Tống Hải Vân đập tới, mười hoang thiên địa trường. Trong không khí nhất thời ngưng tụ thành trên trăm cái bàn tay khổng lồ ấn, này từng cái dấu bàn tay bên trong năng lượng đều khiến người ta run sợ, những này dấu bàn tay nhanh chóng hướng về Tống Hải Vân đập tới. Trên mặt đất Diệp Thần Phong đang nhìn đến Tả Đức Nguyên cùng Ngô Thanh Sơn đồng thời triển khai công kích, sau đó hắn cũng lập tức cùng Bạc Thân Biển Mãng, Hải Vương Cự Hạt trao đổi lên. Chỉ thấy Bạc Thân Biển Mãng đầu vung một cái, Hải Vương Cự Hạt màu xanh lam cái kìm hơi động, giữa bầu trời ngưng tụ hàng trăm cây cột nước cũng đồng thời hướng về Tống Hải Vân xung kích tới. Tống Hải Vân đối mặt Tả Đức Nguyên, Ngô Thanh Sơn, Bạc Thân Biển Mãng cùng Hải Vương Cự Hạt đồng thời công kích. Bên trong thân thể của hắn chợt bộc phát ra niết bàn cảnh tứ trọng thiên sơ kỳ thật khí thế. Xung quanh thân thể của hắn trong nháy mắt được một tầng linh khí hình thành phòng hộ cho bao phủ lại rồi, hắn miệng quát muốn giết chết ta. Không đơn giản như vậy. Tả Đức Nguyên băng phong thiên hạ cùng Ngô Thanh Sơn mười hoang thiên địa trưởng, cơ hồ là cũng trong lúc đó công kích tại linh khí phòng hộ thượng. Nếu như đổi lại Tống Hải Vân thời điểm toàn thịnh, Tả Đức Nguyên cùng Ngô Thanh Sơn ca a nén còn thật sự không phá ra được linh khí phòng hộ, mà bây giờ Tống Hải Vân một cái cánh tay trái không còn, vừa vặn lại bị Diệp Thần Phong cho tức giận thổ huyết rồi, có thể nói lực công kích của hắn cùng sức phòng ngự là hạ xuống lợi hại. Oanh! Một tiếng, Tống Hải Vân linh khí phòng hộ trong nháy mắt ở trong không khí biến thành hư vô, bất quá, này Tống Hải Vân dù sao cũng là niết bàn cảnh tứ trọng thiên sơ kỳ cao thủ. Hắn phòng hộ dĩ nhiên đem băng phong thiên hạ cùng mười hoang thiên địa trưởng cho triệt tiêu. Tại linh khí phòng hộ tán loạn sau đó hàng trăm cây cột nước cũng vào tới Tống Hải Vân trước người, này từng cây cột nước dường như lợi mũi tên giống như, chúng nó nhanh chóng xuyên thấu Tống Hải Vân thân thể. Tống Hải Vân đối mặt này một lớp lại một lớp công kích, hắn căn bản không kịp đi ứng đối, tại từng cây cột nước bắt đầu xuyên thấu thân thể của hắn sau. Hắn chỉ là đem người bên trong linh khí tập trung bảo hộ được trái tim cùng đầu, chỉ cần trái tim cùng đầu không bị phá hỏng, hắn liền vẫn có thể tiếp tục sống tiếp. Xì xì, xì xì, xì xì. Theo từng cây cột nước không ngừng xuyên qua Tống Hải Vân thân thể của hắn trong nháy mắt trở nên thủng trăm ngàn lỗ lên, nhưng là trái tim của hắn cùng đầu được tập trung linh khí bảo vệ ở, cột nước trước sau không cách nào đem trái tim của hắn cùng đầu xuyên thấu. Chỉ chốc lát sau, hàng trăm cây cột nước hoàn toàn tiêu hao hết, trên bầu trời Tống Hải Vân, hắn cả người máu thịt be bét, trên người hắn không ngừng tuôn ra tiên huyết, thậm chí là thân thể rất nhiều vị trí đều biến thành một bãi thịt dữ rồi, hắn trong con ngươi hào quang hết sức lờ mờ, trên mặt vừa vặn do dự trở nên kiên định lên. Mà trên mặt đất đông đảo đám người tu luyện, bọn hắn sớm đã bị trước mắt chiến đấu cho sợ tráng váng, này niết bàn cảnh cường giả chiến đấu, để cho bọn họ có một loại cảm giác không thở nổi. Từ lạc nhật đảo bốn phía trong nước biển, lần thứ hai có từng cây cột nước phóng lên trời, về phần Ngô Thanh Sơn cùng Tả Đức Nguyên bọn hắn cũng dự định phải cho Tống Hải Vân một đòn cuối cùng phải giết rồi. Máu me khắp người Tống Hải Vân, trong cổ họng hắn đột nhiên phát ra điên cuồng tiếng cười, hắn gân xanh trên trán nổi lên, trên mặt hắn biểu lộ dữ tợn tới cực điểm, hắn miệng quát các ngươi muốn ta chết. Ta cũng sẽ không khiến các ngươi khỏe qua, ta muốn cùng các ngươi đồng quy vu tận. Tống Hải Vân thân thể run lên, hắn thần sắc trong ánh mắt trở nên càng phát mờ đi, từ trong cơ thể hắn tản ra nhất cổ tử khí, này cỗ tử khí đang nhanh chóng tăng trưởng, sắc mặt của hắn cũng trong nháy mắt trở nên cho nguội một mảnh, vai đột nhiên run lên, tịch diệt thiên địa. Tống Hải Vân bên trong thân thể tử khí dường như núi lửa bình thường bạo phát ra, tóc của hắn đang trở nên càng ngày càng trắng rồi, hắn nếp nhăn trên mặt cũng biến thành càng ngày càng nhiều, chỉ là chốc lát thời gian. Tống Hải Vân liền biến thành một cái xế chiều lão đầu, thân thể ở trên bầu trời lảo đảo, phảng phất bất cứ lúc nào đều ca a nén tắt thở. Mà theo Tống Hải Vân trong cơ thể tử khí không ngừng tuôn ra, trên bầu trời được mông thượng một tầng màu đen, tầng này màu đen đang trở nên càng ngày càng dày đặc, chỉ là mấy cái trong nháy mắt, giữa bầu trời Thái Dương đã bị che phủ lên rồi. Diệp Thần Phong đám người trên đỉnh đầu bầu trời trở nên một mảnh đen nhánh rồi. Diệp Thần Phong đám người dưới chân mặt đất cũng đang biến màu sắc rồi, một tầng màu tàn cho nhanh chóng tại Diệp Thần Phong đám người dưới chân mặt đất lan tràn, theo màu tàn cho lan tràn, trên mặt đất thực vật xanh đang nhanh chóng khô héo, nát tan. Trên bầu trời Ngô Thanh Sơn cùng Tả Đức Nguyên hai cái này lão đầu, bọn hắn nhìn xem bên trong đất trời biến hóa, hai người bọn họ sắc mặt kịch biến, bọn hắn cảm giác này linh khí bốn phía đang không ngừng bị áp chế ở.
hai người bọn họ trong cơ thể linh khí dòng sông cũng biến thành không trôi chảy lên, thân thể đột nhiên từ trên bầu trời té xuống. Mà trên bầu trời tụ tập cột nước cũng toàn bộ tiêu tán, ngồi ở bạc thân biển máng trên người Diệp Thần Phong, hắn trong tròng mắt vẻ mặt trở nên ngưng trọng lên, hắn cảm giác trên mặt đất được một tầng màu tàn cho lan tràn, sau đó không gian xung quanh trọng lực vô hạn gia tăng rồi. Phù phù, phù phù, phù phù. Ở đây thực lực thông linh cảnh đến tạo hóa cảnh ở giữa cao thủ, thân thể của bọn họ không hẹn mà cùng toàn bộ té lăn quay trên mặt đất. Giữa bầu trời cả người máu me đầm đìa, dáng dấp trở nên thảm không nỡ nhìn Tống Hải Vân, hắn màu tàn cho khuôn mặt lộ ra một vệt cực kỳ nụ cười khó coi, nếp nhăn hoàn toàn che kín hắn cả khuôn mặt mỗi một tấc da thịt, thân thể của hắn cũng trở nên hơi khô quắt lên, cổ họng của hắn bên trong phát ra khàn giọng mà lại giữ tợn âm thanh, ha ha ha, ta Tống Hải Vân hôm nay liền muốn cùng các ngươi đồng quy vu tận. Chương 1496, Bầu trời trái tim, Đại địa chi huyết. Này Tống Hải Vân thi triển tịch diệt thiên địa chính là một loại bí thuật. Một khi đem loại bí thuật này triển khai ra, này sẽ trong nháy mắt đem người sử dụng tuổi thọ cùng linh khí toàn bộ tiêu hao hết. Đợi được bí thuật tác dụng mất đi sau đó người sử dụng sẽ trong nháy mắt thân thể nát tan mà chết, cái này cũng là tại sao Tống Hải Vân nói muốn đồng quy vu tận. Tống Hải Vân nhưng là thứ thiệt niết bàn cảnh tứ trọng thiên sơ kỳ cao thủ, mà ở tràng Ngô Thanh Sơn, Tả Đức Nguyên, Bạc Thân Biển Mãng cùng Hải Vương Cự Hạt, nói đến thực lực cũng không bằng Tống Hải Vân. Này Tống Hải Vân lấy tuổi thọ để đánh đổi thi triển tịch diệt thiên địa, power khẳng định không phải niết bàn cảnh tam trọng thiên cao thủ có thể ngăn cản. Này tịch diệt thiên địa có thể đem bầu trời tạm thời che đậy, để đại địa tạm thời tử vong. Ở trên trời được che đậy sau đó ngoại trừ thi triển tịch diệt thiên địa người, những người khác trong cơ thể linh khí dòng sông sẽ từ từ bị áp chế ở. Hơn nữa không cách nào nữa hấp thu không gian xung quanh bên trong linh khí, mà ở đại địa tạm thời sau khi chết, trên mặt đất thực vật sẽ trong nháy mắt khô héo, ngoại trừ người sử dụng bên ngoài, những người khác hội cảm giác được nhất cổ càng ngày càng mạnh trọng lực, loại này trọng lực thậm chí sẽ để cho niết bàn cảnh tam trọng thiên cường giả đều bước không ra bước chân. Đây chính là tịch diệt thiên địa uy lực. Thiên địa đột nhiên biến sắc, này làm cho ở đây người tu luyện trở nên hoảng sợ bất an. Rất nhiều thân thể ngã xuống đất thượng người tu luyện, bọn hắn muốn từ mặt đất đứng lên, đáng tiếc là trên mặt đất trọng lực, để cho bọn họ liền một đầu ngón tay cũng không nhúc nhích được. Mà từ bầu trời bên trong ngã đến mặt đất thượng Ngô Thanh Sơn cùng Tả Đức Nguyên, bọn hắn dùng hết toàn lực, bọn hắn mới miễn cưỡng có thể từ mặt đất đứng lên, bọn hắn nhìn lên bầu trời bên trong cực kỳ già nua Tống Hải Vân, thần sắc trên mặt bọn họ cực kỳ nghiêm nghị. Tịch diệt thiên địa. Tống Hải Vân dĩ nhiên hội tịch diệt thiên địa. Tả Đức Nguyên trong miệng nói lầm bầm, hắn lúc trước tại một quyển sách thượng từng thấy liên quan với tịch diệt thiên địa giới thiệu. Này chính là lấy tính mạng của mình để đánh đổi đến thi triển bí thuật, hắn không nghĩ tới Tống Hải Vân dĩ nhiên hội loại bí thuật này. Ngô Thanh Sơn điên cuồng khởi động trong gân mạch linh khí dòng sông, đáng tiếc là bên trong đất trời đối với hắn trong gân mạch linh khí dòng sông áp chế càng ngày càng lợi hại rồi. Thậm chí hắn liền linh khí dòng sông đều phải nhanh không vận chuyển được rồi, trong miệng hắn hỏi Tả lão đầu. Bây giờ nên làm gì? Một bên Bạc Thân Biển Mãng cùng Hải Vương Cự Hạt thực lực cũng chỉ là tại niết bàn cảnh tam trọng thiên mà thôi, hai vị này bên trong đại dương bá chủ, chúng nó cũng không cách nào tự do hành động, thật giống thân thể được định thân phù ổn định bình thường. Bạch Tiểu Nhu liều mạng muốn hướng về Diệp Thần Phong tới gần, đáng tiếc là người liền một bước cũng vượt không đi ra ngoài. Té lăn trên đất cũng lại không bò dậy nổi Tả Phi Bạch, trong miệng hắn nói ra chuyện gì thế này? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đồng dạng ngã vào Tả Phi Bạch bên cạnh Ngô Lực Phàm. Hắn ngữ khí khổ sở nói ra, Tả Phi Bạch, xem ra ở đây tất cả mọi người được Tống Hải Vân ông lão kia chế trụ rồi, nếu như còn tiếp tục như vậy, sợ là chúng ta đều chỉ có một con đường chết rồi. Diệp Thần Phong mặc dù là ngồi ở Bạc Thân Biển Mãng trên người, nhưng hắn đồng dạng cảm thấy trên mặt đất trọng lực. Cùng với không gian xung quanh đối với hắn trong gân mạch linh khí dòng sông áp chế lực. Tiểu tử, lấy tình huống bây giờ đến xem, muốn phá vỡ một chiêu này, trừ phi là niết bàn cảnh ngũ trọng thiên cao thủ đã đi đến, đây chính là cái kia Tống Hải Vân lấy tính mạng của mình để đánh đổi thi triển chiêu thức. Diệp Thần Phong trong đầu vang lên bóng đen người Giang Vận Thiên thanh âm. Bóng trắng người Ngô Phong dỗi rảnh thanh âm cũng vang lên. Tiểu gia hỏa, nếu như đem sức mạnh của chúng ta toàn bộ truyền thua ngươi,
hay là có thể làm cho ngươi tạm thời tăng lên tới niết bàn cảnh ngũ trọng thiên, bất quá. Thân thể của ngươi có khả năng sẽ được năng lượng của chúng ta cho no bể bụng, mà ta cùng lão hắc cũng sẽ trực tiếp rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Tại bạch bóng người Ngô Phong rỗi rảnh lúc nói chuyện, trên bầu trời Tống Hải Vân. Hắn từng bước từ trên bầu trời đi xuống, hắn trước tiên đi tới Ngô Thanh Sơn cùng Tả Đức Nguyên trước mặt, trong miệng hắn âm trầm quát lên, Ngô Thanh Sơn, Tả Đức Nguyên, hai người các ngươi không là muốn bảo vệ tiểu tử kia sao? Hiện tại liền ngay cả hai người các ngươi cũng tự thân khó bảo toàn. Ta nói rồi, ta sẽ ở trước mặt các ngươi đem tiểu tử này cái cổ cho vặn gãy, như vậy ta nhất định sẽ nói đến làm được. Tống Hải Vân cánh tay phải vung lên, nhất cổ kình phong nhất thời hướng về Diệp Thần Phong thổi tới. Diệp Thần Phong tại thừa nhận lấy luồng kình phong này sau, thân thể của hắn trực tiếp từ bạc thân biển mãng trên người ngã xuống. Tống Hải Vân nhìn xem phía trước mặt căn bản không cất bước nổi Ngô Thanh Sơn cùng Tả Đức Nguyên. Bàn tay phải của hắn nhanh chóng vỗ vào Ngô Thanh Sơn cùng Tả Đức Nguyên ngực. Ầm, ầm. Hai tiếng. Tại trạng thái như thế này dưới, Ngô Thanh Sơn cùng Tả Đức Nguyên căn bản không hề chống đối lực lượng. Ngực được Tống Hải Vân đập trúng rồi, hai người bọn họ ngực xương trong nháy mắt lõm lún xuống dưới, thân thể lần thứ hai té lăn quay trên mặt đất. Khóe miệng tràn ra từng tia tiên huyết đến. Trên mặt tràn ngập vô số nếp nhăn Tống Hải Vân, hắn cười nói, Ngô Thanh Sơn, Tả Đức Nguyên, hai người các ngươi yên tâm, ta sẽ giết tên tiểu tử kia sau đó ta sẽ chậm rãi đưa hai người các ngươi lên đường. Nói xong, Tống Hải Vân ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa ngã xuống đất Thượng Diệp Thần Phong, này tịch diệt thiên địa hiệu quả có thể duy trì một canh giờ, tại đây trong vòng một canh giờ muốn giết chết tất cả mọi người tại chỗ. Đây đối với Tống Hải Vân tới nói thời gian vô cùng thừa thải. Tống Hải Vân thân ảnh trong nháy mắt vọt đến Diệp Thần Phong trước mặt, bạc thân biển mãng cùng Hải Vương cự hạt nhìn thấy Tống Hải Vân tới gần Diệp Thần Phong, hai người bọn họ trở nên càng phát nóng nảy, nhưng chúng nó vẫn là không cách nào tự do hành động. Ngã xuống đất Thượng Diệp Thần Phong, miệng hắn bên trong cắn răng thật chặt răng, trong đầu hắn bóng trắng thanh âm của người chả không có đình chỉ, tiểu gia hỏa, để một mình ngươi rời đi. Ngươi khẳng định không muốn a? Xem ra chỉ có thể thử một lần đem ta cùng lão hắc sức mạnh truyền thua ngươi rồi. Nhưng chính lúc bóng trắng người Ngô Phong rỗi rảnh dứt tiếng thời khắc, Diệp Thần Phong bên trong đan điền một vệt chất lỏng bảy màu đột nhiên lấp lánh lên, này bôi chất lỏng bảy màu chính là lúc trước Diệp Thần Phong ngâm thất sắc xin sen thời điểm tiến vào hắn đan điền. Theo lão Bạch cùng lão hắc từng nói, thất sắc xin sen chính là đại địa huyết dịch. Diệp Thần Phong bên trong đan điền này bôi chất lỏng bảy màu, chính là thất sắc xin sen không thể nghi ngờ, nói cách khác Diệp Thần Phong bên trong đan điền này bôi chất lỏng chính là đại địa huyết dịch. Tại đại địa chi huyết đột nhiên lóe lên sau đó Diệp Thần Phong bên phải nơi ngực tinh không chi thạch dĩ nhiên cũng tự chủ xoay tròn, này tinh không chi thạch chính là bầu trời trái tim. Diệp Thần Phong cảm thấy bên trong đan điền thất sắc xin sen cùng ngực tinh không chi thạch biến hóa. Lão Bạch cùng lão Hắc bọn hắn đương nhiên cũng cảm thấy biến hóa này rồi. Bóng trắng người Ngô Phong rỗi rảnh nói ra, tiểu gia hỏa, hay là lần này không cần ta cùng lão Hắc ra tay rồi. Bây giờ này Tống Hải Vân che đậy thiên địa, mà này thất sắc thần niệm chính là đại địa chi huyết, tinh không chi thạch chính là bầu trời trái tim, chúng nó hẳn là cảm thấy tình huống này, chúng nó mới sẽ sinh ra phản ứng. Ngươi đi thử thôi phát bên trong đan điền thất sắc xin sen. Cùng với ngực tinh không chi thạch, Diệp Thần Phong khi nghe đến bóng trắng nhân sau, hắn lập tức chiếu vào bóng trắng nhân đi làm, bây giờ căn bản không có thời gian khiến hắn lo lắng rồi. Đi tới Diệp Thần Phong trước mặt Tống Hải Vân, hắn già nua gương mặt dữ tợn cực kỳ, hắn nói ra ta Tống Hải Vân dĩ nhiên hội bởi vì như ngươi vậy run rế mà đồng quy vô tận. Ta Tống Hải Vân không cam lòng a hát. Ngược lại. Tống Hải Vân ánh mắt vừa nhìn về phía cách đó không xa liều mạng muốn tới gần Diệp Thần Phong Bạch Tiểu Nhu. Hắn nói ra, tiểu tử, nhà đầu kia cùng quan hệ của ngươi không bình thường chứ. Ta giết người, ngươi có hay không làm bi thương, làm phẫn nộ, ta cũng sẽ không cho ngươi sảng khoái như vậy chết đi, ta muốn cho ngươi tại thống khổ và tức giận tử vong. Tống Hải Vân dĩ nhiên từng bước hướng về Bạch Tiểu Nhu đi tới. Diệp Thần Phong thấy thế. Hắn càng là điên cuồng thôi phát thất sắc xin sen cùng tinh không chi thạch. Trên mặt hắn vẻ mặt cũng trở nên hơi dữ tợn lên. Một bên Ngô Thanh Sơn cùng Tả Đức Nguyên đám người, bọn hắn đang nhìn đến Tống Hải Vân muốn bắt Bạch Tiểu Nhu khai đao,
trong lòng bọn họ đã không tồn tại hy vọng, tại nằm trong loại trạng thái này, bọn hắn chỉ có thể mặc cho Tống Hải Vân làm thịt, Ngô Thanh Sơn cùng Tả Đức Nguyên đám người trên mặt nổi lên vẻ tuyệt vọng. Tống Hải Vân đi tới Bạch Tiểu Nhu trước mặt sau, chính lúc hắn không nói lời gì yếu một chưởng vỗ tại Bạch Tiểu Nhu trên đầu thời điểm, gầm lên giận dữ đột nhiên vang vọng tại trong không khí, a hát. Tống Hải Vân động tác hơi dừng lại một chút, hắn quay người lại liếc nhìn điên cuồng rít gào Diệp Thần Phong, cười lạnh nói, tiểu tử, người loại vẻ mặt này ta làm yêu thích. Lão đệ, là lão ca ta vô năng a hát, không bảo vệ được ngươi. Tả Đức Nguyên thở dài nói ra. Diệp lão đệ, có thể chết ở cùng một ngày, cũng coi như là của chúng ta một loại duyên phận rồi. Ngô Thanh Sơn cũng tuyệt vọng nói ra. Dừng tay, hôm nay người phải chết là ngươi Tống Hải Vân. Diệp Thần Phong miệng quát. Lần nữa chuẩn bị động thủ Tống Hải Vân lại ngừng lại, hắn nhìn cách đó không xa Diệp Thần Phong, hắn nói ra tiểu tử. Ngươi là dựa vào Ngô Thanh Sơn bọn hắn mới một lần lại một lần thoát hiểm, ngươi ở trong mắt ta liền cái không bằng cái rắm. Ngươi bây giờ liền từ mặt đất đứng lên năng lực cũng không có. Ồ, thật sao? Diệp Thần Phong chán nổi gân xanh lên, bên trong thân thể điên cuồng khởi động thất sắc xin sen cùng tinh không chi thạch. Hắn gần như rít gào phát ra thanh này nghi vấn. Diệp Thần Phong bên trong đan điền thất sắc xin sen lóe lên càng ngày càng lợi hại rồi, thất sắc xin sen đã tuôn ra đan điền của hắn, hướng về tay phải của hắn cánh tay phóng đi, mà Diệp Thần Phong ngực tinh không chi thạch cũng xoay tròn càng lúc càng tăng nhanh rồi. Sát theo đó, bất khả tư nghị không đồng nhất màn lần thứ hai trùng kích ở đây tầm mắt mọi người. Lấy thần niệm cảnh thực lực không thể từ mặt đất đứng lên, thế nhưng Diệp Thần Phong lại từng điểm đứng lên, này làm cho Tống Hải Vân khẽ cau mày, trong miệng tự nói, điều này sao có thể. Càng để tất cả mọi người tại chỗ chố mắt ngoác mồm hình ảnh trả ở phía sau. Từ trên mặt đất chậm rãi đứng lên Diệp Thần Phong, hắn trên cánh tay phải ống tay áo ở trong không khí trong nháy mắt biến thành nát tan. Oanh! Một tiếng! Diệp Thần Phong cả cánh tay phải cánh tay trong nháy mắt nhiễm lên một tầng bảy màu màu sắc. Diệp Thần Phong bàn tay phải nhanh chóng đặt tại trên mặt đất, tại bàn tay của hắn theo như ở trên mặt đất trong nháy mắt, từ trong tay hắn rất nhanh kéo dài ra thất thải chi sắc. Theo, này thất thải chi sắc hướng về đại địa bốn phương tám hướng khuếch tán, trên mặt đất màu tàn cho đang nhanh chóng khôi phục lại đại địa nguyên bản màu sắc rồi. Cùng lúc đó, một nguồn sức mạnh đem Diệp Thần Phong thân thể đột nhiên ngửa người vọt lên, hắn bên phải nơi ngực tinh không chi thạch xoáy chuyển đến cực hạn. Lại một đạo hào quang bảy màu từ Diệp Thần Phong trong ngực phóng lên trời. Phóng lên trời hào quang bảy màu, đem bầu trời đen nhánh lao ra khỏi một vết thương. Kèm theo này lỗ lớn xông ra, trên bầu trời màu đen kịt đang nhanh chóng rút đi, Thái Dương cũng tại trên bầu trời từ từ hiển lộ ra. Tống Hải Vân nhìn thấy hắn tịch diệt thiên địa lại bị Diệp Thần Phong cho phá tan rồi. Lại bị một tên thần niệm cảnh tiểu tử cho phá tan rồi. Hắn điên cuồng dao động cái đầu. Trên mặt là dù như thế nào cũng không tiếp thụ được biểu hiện, quát lên, không thể, đây tuyệt đối không thể. Chương 1497, 10 năm, sinh hoặc chết, thất thải chi sắc ở trên mặt đất cấp tốc lan tràn. Bốn phía bị che một tầng trên chết mặt đất màu xám lại phục hồi rồi, các loại thực vật xanh đang nhanh chóng từ trong lòng đất xông tới, tất cả xung quanh lập tức trở nên màu xanh biếc giạt rào lên, cho người một loại tỏa ra sinh mệnh lực cảm giác. Trên bầu trời đen nhánh được Diệp Thần Phong ngực hào quang bảy màu giải khai sau đó phóng tầm mắt nhìn, bầu trời xanh thẳm bạch vân đoá đoá, noãn rung rung ánh mặt trời vung vãi đại địa, khiến người ta có một loại cực kỳ cảm giác thoải mái. V.Chư Chư Đảo Tiểu Thuyết. Tống Hải Vân bí thuật tịch diệt thiên địa hoàn toàn được Diệp Thần Phong cho phá tan rồi. Dù sao Diệp Thần Phong bên trong đan điền thất sắc xin sen chính là đại địa chi huyết, Diệp Thần Phong bên phải ngực tinh không chi thạch chính là bầu trời trái tim. Cho dù tịch diệt thiên địa có thể thanh bầu trời tạm thời che đậy, có thể làm cho đại địa tạm thời tử vong, có thể đã có bầu trời trái tim cùng đại địa chi huyết chú vào, này yếu phá tan tịch diệt thiên địa không phải dễ như ăn cháo ma. Muốn trách cũng chỉ có thể đủ quái Tống Hải Vân chính mình, hắn bí thuật gì không học, một mực muốn học này tịch diệt thiên địa, Diệp Thần Phong trong cơ thể thất sắc xin sen cùng tinh không chi thạch hoàn toàn là tịch diệt thiên địa khắc tinh. Trên lưng treo hắc huyền kiếm Diệp Thần Phong. Hắn trên cánh tay phải ống tay áo hoàn toàn vỡ vụn, áo của hắn theo hơi gió nhẹ nhàng nhấp nhô, hắn cả cánh tay phải cánh tay vẫn là hiện ra thất thải chi sắc,
hắn bên phải ngực vị trí vẫn cứ tản ra nhàn nhạt hào quang bảy màu, cho người một loại thiên thần hạ phàm cảm giác, thiêng liêng thần thánh cảm giác. Theo tịch diệt thiên địa bị phá ra, Tả Đức Nguyên cùng Ngô Thanh Sơn bọn người khôi phục năng lực hoạt động, bất quá, ở đây hết thảy nhưng vẫn là không nhúc nhích nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, bởi vì Tả Đức Nguyên đám người nguyên bản đã tuyệt vọng, trong lòng bọn họ không lại có bất kỳ hy vọng. Nhưng kết quả một lần nữa ngoài dự liệu của bọn họ. Tả Đức Nguyên đám người từ trên người Diệp Thần Phong cảm nhận được nhất cổ đặc thù khí tức, luồng hơi thở này để cho bọn họ không khỏi đối Diệp Thần Phong sinh ra một loại kính nể, dù sao vào đúng lúc này. Diệp Thần Phong cánh tay phải bên trong nhưng là được đại địa chi huyết cho tràn ngập, mà hắn bên phải ngực bầu trời trái tim cũng xoay tròn. Thiên địa này trái tim cùng huyết dịch, đương nhiên sẽ để cho Tả Đức Nguyên đám người không kiềm hãm được sản sinh một loại cung kính cùng kính úy rồi. Về phần trên mặt được nếp nhăn che kín Tống Hải Vân, khi hắn tịch diệt thiên địa bị phá ra sau đó tại ánh mặt trời chiếu vào trên mặt hắn thời điểm, trên mặt của hắn lập tức hiện lên một vệt vẻ thống khổ, thân thể của hắn trở nên càng thêm khô quắt rồi. Hắn không thể tin được đây là sự thực, hắn bí thuật tịch diệt thiên địa thật sự được một cái thần niệm cảnh tiểu tử cho phá tan rồi. Thiếu một đầu cánh tay trái Tống Hải Vân, tóc của hắn rối tung cực kỳ, hắn nửa bên mặt hoàn toàn bị tái nhợt mái tóc cho che lại. Thân thể của hắn có vẻ hơi chiến chiến nguy nguy, phía sau lưng của hắn bắt đầu trở nên càng ngày càng lõm khõm rồi. Này tịch diệt thiên địa chính là đã tiêu hao hết Tống Hải Vân tất cả thọ nguyên cùng tu vi, giờ khắc này, hắn tịch diệt thiên địa bị phá. Bên trong thân thể của hắn đã tăng lên không nổi bất kỳ một tia linh khí. Hắn cái kia vẫn đục hai con mắt nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, hắn nắm chặt khô héo nắm tay phải, thanh âm hắn có phần phát khô quát lên, tiểu tử, ta không cam lòng, ta không cam lòng a hát. Ta đường đường niết bàn cảnh tứ trọng thiên sơ kỳ cường giả. Ta muốn cùng ngươi cái này thần niệm cảnh tiểu tử đồng quy vô tận, nhưng cuối cùng tại sao liền điểm này đều làm không đến. Tiểu tử, ngươi đừng quá đắc ý, miền người của thần điện sẽ không bỏ qua ngươi, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ tại dưới lòng đất gặp mặt. Diệp Thần Phong lạnh lùng nhìn vẻ mặt không cam lòng Tống Hải Vân. Hắn cái kia đầu thất thải chi sắc cánh tay chỉ hướng Tống Hải Vân, trong miệng hắn bình thản nói ra, ta đã nói rồi, hôm nay chết không phải là ta. Két, 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 két. Từ Tống Hải Vân bên trong thân thể đột nhiên truyền ra một trận thanh âm rất nhỏ, sát theo đó, Tống Hải Vân quần áo trên người toàn bộ vỡ vụn, từ Tống Hải Nguyên trên người xuất hiện từng cái rậm rạp chằng chịt vết rạn nứt, những này vết rạn nứt tại chiều Tống Hải Vân thân thể từng cái vị trí lan tràn. Rất nhanh, Tống Hải Vân chỉnh tấm mặt mo thượng cũng che kín vết rạn nứt rồi, hắn chưa giao tịch diệt thiên địa tác dụng phụ sinh ra. Hắn trong tròng mắt đột nhiên tốc biến một chút hối hận, nếu như lúc trước hắn không chọc Diệp Thần Phong cái này thần niệm cảnh tiểu tử, chỉ sợ hắn lần này tới Lạc Nhật đảo liền tuyệt đối không sẽ xảy ra chuyện như thế rồi. Một tiếng vang trầm thấp, tại vết rạn nứt che kín Tống Hải Vân mỗi một tấc da thịt sau đó Tống Hải Vân thân thể đột nhiên nổ tung ra, thân thể của hắn ở trong không khí biến thành nát tan, liền một giọt máu tươi cùng một điểm xương vụn cũng không có còn lại. Tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống, trong không khí chỉ lưu lại một tầng mơ mơ hồ hồ bột phấn mà thôi. Hải thần điện thái thượng trưởng lão Tống Hải Vân, đường đường niết bàn cảnh tứ trọng thiên sơ kỳ cường giả, hắn cứ như vậy vẫn lạc. Tại Tống Hải Vân thân thể nổ tung sau, Diệp Thần Phong ngực tinh không chi thạch cũng chậm chậm ngừng lại chuyển động, bộ ngực hắn hào quang bảy màu cũng đã biến mất. Lần sau, Diệp Thần Phong trên cánh tay phải thất thải chi sắc cũng đang chậm rãi cở ra. Một màn kia thất sắc xin sen lần thứ hai về tới Diệp Thần Phong bên trong đan điền. Tại tinh không chi thạch cùng thất sắc xin sen tác dụng đều đình chỉ sau đó Diệp Thần Phong đột nhiên có loại đầu tráng váng hoa mắt cảm giác. Chung quanh Tả Đức Nguyên, Ngô Thanh Sơn cùng Bạch Tiểu Nhu đám người, bọn hắn cũng chậm chậm hồi phục thần trí. Nhưng chính lúc thời điểm này, di tích cửa sơn động từ từ được bao phủ lên một tầng ánh sáng màu trắng, Tả Đức Nguyên cùng Ngô Thanh Sơn thấy thế. Tả Đức Nguyên mở miệng nói, di tích lối vào thật giống yếu đóng cửa. Nhưng mà, tại Tả Đức Nguyên tiếng nói vừa vặn hạ xuống thời khắc. Đồng dạng khôi phục năng lực hoạt động bạc thân biển mãng, cái đuôi của nó không có dấu hiệu nào đem Diệp Thần Phong cho quấn lấy rồi, thân ảnh của nó nhanh chóng hướng về trong hang núi lướt tới, mà một bên Hải Vương Cự Hạt là thật chặt đi theo bạc thân biển mãng phía sau. Diệp Thần Phong đột nhiên bị bạc thân biển mãng đuôi cho quấn lấy rồi, hắn căn bản phản ứng không kịp nữa. Huống hồ hắn bây giờ trạng thái như thế này, hắn tại bạc thân biển mãng trước mặt không có bất kỳ một tia sức phản kháng,
bất quá, hắn vẫn không có từ bạc thân biển mãng trên người cảm giác được ác ý. Tại bạc thân biển mãng cuốn lấy Diệp Thần Phong vào hang núi thời điểm, ở đây Bạch Tiểu Nhu cái thứ nhất cũng hướng về sơn động vào tới, nhưng Bạch Tiểu Nhu xù dù muốn so bạc thân biển mãng, Hải Vương Cự Hạt chậm hơn một ít. Tại bạc thân biển mãng cùng Hải Vương Cự Hạt vào sơn động bên trong trong nháy mắt, cửa sơn động ánh sáng màu trắng đột nhiên tăng mạnh, làm Bạch Tiểu Nhu cũng muốn xông vào bên trong hang núi thời điểm, sơn động lối vào trong nháy mắt biến mất rồi, ánh sáng màu trắng cũng tiêu tán không còn chút nào. Bạch Tiểu Nhu nhìn mình trước mặt biến thành một mảnh vách núi, người hàm răng cắn môi một cái, trong cơ thể khí thế trong nháy mắt để được đưa lên, người từng quyền đánh vào trên vách núi đá, nhưng trước mặt nàng vách núi vô cùng cứng rắn, người liền một điểm đá vụn đều không có đánh xuống. Bạc thân biển mãng cử động quá mức đột nhiên, ngực xương ao hãm đi xuống Tả Đức Nguyên cùng Ngô Thanh Sơn, bọn hắn cũng liền bận bịu đi tới Bạch Tiểu Nhu bên cạnh, Tả Đức Nguyên nói ra, vô dụng. Bây giờ di tích lối vào đã đóng, chúng ta trước đây cũng đều thử qua, coi như là niết bàn cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong cao thủ, chỉ sợ cũng không cách nào dựa vào sức mạnh mở ra di tích lối vào rồi. Lão Tổ Tông, vậy phải làm thế nào? Diệp Tổ Tông nhưng là được bạc thân biển mãng kéo vào trong di tích rồi. Tả Phi Bạch đi lên trước lo lắng hỏi, Tả Đức Nguyên lắc lắc đầu, thở dài, nói ra, ai, không có biện pháp. Chỉ có chờ 10 năm sau đó di tích lại một lần nữa mở ra. 10 năm, Lão Tổ Tông, Diệp Tổ Tông tại trong di tích có thể ưỡn đến mức qua 10 năm sao? Tả Phi Bạch cau mày hỏi. Tả Đức Nguyên chậm rãi nói ra, ngoại trừ các loại 10 năm sau, chúng ta lại tiến vào trong di tích tìm kiếm, e sợ xuất hiện tại không có cái khác càng hao út biện pháp. Tại di tích lối vào biến mất nháy mắt, Bạch Tiểu Nhu cũng không cảm giác được Diệp Thần Phong tồn tại. Nguyên bản bởi vì ngàn năm băng tuyết liên hoa quan hệ, Bạch Tiểu Nhu cùng Diệp Thần Phong trong lúc đó có liên hệ nào đó, nhưng hôm nay tầng này liên hệ giống như là được mạnh mẽ cắt ra. Lần sau Diệp Thần Phong càng làm tinh huyết trả lại cho Lương Tả Ý, bằng không Tả Đức Nguyên đám người vẫn có thể căn cứ Lương Tả Ý chết sống, để phán đoán trong di tích Diệp Thần Phong có hay không có chuyện. Không tốt. Ngô Thanh Sơn đột nhiên xoay người lại, hắn nhìn thấy tại nguy cơ sau khi giải trừ. Nguyên bản còn sống người tu luyện, có một số người càng nhưng đã rời khỏi nơi này, vừa vặn hắn vốn là muốn yếu thanh những người này tính mạng lưu lại, nhưng bạc thân biển mãng đột nhiên cử động, này làm cho Ngô Thanh Sơn tạm thời đã quên chuyện này. Dù sao chuyện ngày hôm nay truyền tới Hải Thần Điện đi, chung quy không là một chuyện tốt. Bạch Tiểu Nhu nhìn xem di tích cửa vào biến mất địa phương, người lãnh đạm nói các ngươi đều rời đi đi. Ta yếu ở chỗ này chờ Diệp đại ca. Ngô Thanh Sơn liếc nhìn Tả Đức Nguyên, hắn nhỏ giọng nói, Tả lão đầu, ngươi trước ở lại chỗ này, ta đi xử lý một chút chuyện mới vừa rồi. Chương 1498, Tuyệt Mệnh Trì. Sống lại. Tại vừa nãy Hải Thần Điện Thái Thượng trưởng lão Tống Hải Vân thân thể nổ tung trong nháy mắt. Lạc Nhật đảo phía tây sơn mạch một cái nào đó so sánh yên lặng địa phương. Tống Xuân Mi cùng đồ đệ của nàng Giang Mạc Thiên trước đó được Tống Hải Vân tạm thời sắp xếp ở nơi này. Giờ khắc này, Tống Xuân Mi trên mặt vẻ mặt âm tình bất định, nàng nhìn trong tay một khối nổ tung thành bụi phấn ngọc bội, của nàng nhíu chặt hai hàng chân mày lại, sắc mặt của nàng có mấy phần trắng xanh, trong miệng nói lầm bầm, không thể, tại sao lại như vậy? Khối ngọc bội này chính là Tống Hải Vân đưa cho Tống Xuân Mi, tại khối ngọc bội này bên trong rót vào Tống Hải Vân thần niệm lực lượng, bây giờ khối ngọc bội này không có dấu hiệu nào liền nổ tung rồi, này liền nói rõ Tống Hải Vân đã bị chết. Bởi vì trong ngọc bội thần niệm lực lượng chính là Tống Hải Vân, tại Tống Hải Vân sau khi chết, những này thần niệm lực lượng cũng sẽ ngay đầu tiên tiêu tan, mà ngọc bội thì là do ở thần niệm lực lượng nhanh chóng tiêu tan mà sinh ra nổ tung. Tống Xuân Mi nhìn thấy trong bàn tay bột phấn, người hít một hơi thật sâu, người tuy rằng trong lòng không muốn tin tưởng sự thực này, thế nhưng ngọc bội tại trong tay nàng nổ tung, nàng liền tính không muốn đi tin tưởng cũng không được rồi. Tống Xuân Mi biết nếu như phụ thân của nàng Tống Hải Vân thật đã chết rồi, như vậy nàng và Giang Mạc Thiên tình cảnh bây giờ đem vô cùng nguy hiểm. Tống Xuân Mi liếc nhìn bên cạnh thoi thóp một hơi Giang Mạc Thiên, người một tay tóm lấy Giang Mạc Thiên, bóng người nhanh chóng hướng về Lạc Nhật đảo bến cảng lao đi rồi, người nhất định muốn ngay đầu tiên rời đi Lạc Nhật đảo. Hải Thần Điện thuyền lớn liền ngừng ở Lạc Nhật đảo bến cảng. Làm Tống Xuân Mi mang theo Giang Mạc Thiên đi tới Lạc Nhật đảo bến cảng lúc, hết thảy đều yếu không có bất kỳ biến hóa nào.
Người biết mặt trời lặn người trên đảo vẫn không có áp dụng hành động, cho nên, Tống Xuân Mi không chút do dự liền mang theo Giang Mạc Thiên bước lên thuyền lớn. Bởi thời gian vô cùng nhíu chặt, hải thần điện trên thuyền lớn nguyên bản người bây giờ đều còn tại Lạc Nhật đảo thượng, chỉ có vài tên phụ trách trông coi thuyền lớn người, mấy người này thực lực đều chỉ có tại tạo hóa cảnh nhất trọng thiên đến nhị trọng thiên trong lúc đó. Những người này cũng không biết Tống Xuân Mi cùng Tống Hải Vân quan hệ, bọn hắn cũng không mong muốn nghe Tống Xuân Mi lời nói, cho nên, Tống Xuân Mi trực tiếp động thủ đem trông coi thuyền lớn mấy người giết đi. Lấy Tống Xuân Mi tạo hóa cảnh tam trọng thiên đỉnh phong thực lực, người phải giải quyết mấy người này cũng không phải là cái gì việc khó. Sau đó, Tống Xuân Mi thuận lợi để thuyền lớn khởi động, tại Tống Xuân Mi dưới sự khống chế, hải thần điện thuyền lớn nhanh chóng lái ra khỏi Lạc Nhật đảo bến cảng. Làm hải thần điện thuyền lớn biến mất ở Lạc Nhật đảo cảng khẩu sau 10 phút. Lạc Nhật đảo lão tổ Ngô Thanh Sơn mới vừa xuất hiện ở đây, hắn nhìn thấy hải thần điện thuyền lớn biến mất rồi, cảnh này khiến hắn trong con ngươi vẻ mặt nghiêm túc mấy phần. Tại Tống Xuân Mi khống chế hải thần điện chạy càng ngày càng xa, sau đó này Tống Xuân Mi mới xem như là thở phào nhẹ nhõm. Dù sao này biển rộng mênh mông vô bờ, Lạc Nhật đảo người cũng không biết Tống Xuân Mi là hướng về phương hướng nào chạy. Cho nên Lạc Nhật đảo người muốn đuổi tới hải thần điện thuyền lớn hầu như là không thể nào. Tống Xuân Mi để hải thần điện thuyền lớn tự động vận chuyển sau, người liền đi tới bong tàu bên trên, người vừa nãy vội vội vàng vàng trực tiếp thanh Giang Mạc Thiên đặt ở trên bong thuyền. Căn cứ Tống Hải Vân từng nói, nếu như Giang Mạc Thiên vỡ vụn trái tim không cách nào khép lại, như vậy Giang Mạc Thiên chưa được mấy ngày mệnh có thể sống rồi. Tống Xuân Mi trong đầu bắt đầu suy tư lên, người muốn chỉ chốc lát sau. Người trong đầu tinh quang lóe lên. Người mang theo Giang Mạc Thiên hướng về thuyền lớn thấp nhất một tầng đi đến. Làm Tống Xuân Mi mang theo Giang Mạc Thiên đi tới thuyền lớn tầng thấp nhất thời điểm, trước mặt có vỗ một cái dày nặng cửa lớn màu đen chặn lại rồi đường đi của bọn họ. Lúc trước Tống Hải Vân mang theo Tống Xuân Mi đã tới nơi này. Này phiến cửa lớn màu đen trừ phi niết bàn cảnh cao thủ mới có thể phá tan. Bằng không mỗi lần mở ra cửa lớn đều phải muốn hướng về cửa lớn rãnh bên trong nhỏ vào tiên huyết, chỉ có hải thần điện Tống người nhà tiên huyết mới có thể mở ra cửa lớn. Cũng may, Tống Xuân Mi cũng là Tống Hải Vân con gái rơi, máu tươi của nàng cần phải cũng có thể mở ra này phiến cửa lớn màu đen. Tống Xuân Mi lập tức đem máu tươi của mình thích nhập cửa lớn rãnh bên trong, làm rãnh bên trong tránh qua một vệt hồng quang sau. Két, két, két. Trước mặt cửa lớn màu đen từ từ mở ra. Tống Xuân Mi mang theo Giang Mạc Thiên đi vào cửa lớn sau lưng, đại môn này sau lưng chính là một cái thập phần rộng rãi không gian. Tại cái không gian này bên phải có một cái ao, tại cái ao này bên trong có một loại tinh chất lỏng màu đỏ, hơn nữa trong không khí tràn đầy gay mũi mùi máu tanh, có một loại khí tức âm xâm tại đây nơi trong không gian lan tràn. Tống Hải Vân phi thường yêu thích nghiên cứu các loại cổ quái kỳ lạ bí thuật, cái ao này tên là Tuyệt Mệnh Trì. Lúc trước Tống Hải Vân mang theo Tống Xuân Mi đã tới nơi này, đồng thời nói với Tống Xuân Mi qua Tuyệt Mệnh Trì tác dụng. Này Tuyệt Mệnh trong ao chất lỏng màu đỏ tươi, chính là 200 tên hợp biển cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong cao thủ, bọn hắn tại cực độ sợ hãi cùng thống khổ lúc được luyện hóa mà thành. Một người đang sợ hãi cùng trong thống khổ được luyện hóa thành huyết thủy, nhất định là tràn đầy oán hận các loại tâm tình tiêu cực, 200 tên hợp biển cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong cao thủ oán nghiệp. Chẳng trách chỗ này không gian sẽ như thế âm u. Tại để 200 tên hợp biển cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong cao thủ, tại sợ hãi cực độ cùng trong thống khổ được sau khi luyện hóa, lại tăng thêm một ít thủ đoạn đặc thù, liền có thể chế tạo ra này Tuyệt Mệnh Trì rồi. Nếu như người tu luyện ngâm này Tuyệt Mệnh Trì, như vậy có thể tăng lên trên diện rộng người tu luyện thiên phú và thân thể, đương nhiên thực lực cũng sẽ đạt được tương ứng tăng lên. Bất quá, này ao tại sao phải gọi là Tuyệt Mệnh Trì? Nguy hiểm trong đó có thể tưởng tượng được, dù sao 200 tên hợp biển cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong cao thủ oán niệm cùng âm khí không phải là dễ ngăn cản như vậy, nếu như không có đầy đủ nghị lực, tiến vào Tuyệt Mệnh trong ao người, bọn hắn chỉ sẽ trở thành Tuyệt Mệnh Trì chất dinh dưỡng. Hiện tại Tống Xuân Mi là không còn biện pháp, người không thể nhìn xem Giang Mạc Thiên chết, trước mắt Tuyệt Mệnh Trì là Giang Mạc Thiên hy vọng duy nhất. Phù phù. Một tiếng, Tống Xuân Mi đang do dự chỉ chốc lát sau. Người vẫn là đem Giang Mạc Thiên đẩy vào Tuyệt Mệnh trong ao. Vù vù, vù vù, vù vù. Tại Giang Mạc Thiên bị đẩy vào Tuyệt Mệnh trong ao sau, chỗ này toàn bộ phong bế trong không gian, dĩ nhiên thổi lên từng đợt âm phong.
Tuyệt mệnh trong ao chất lỏng màu đỏ tươi cũng bốc lên từng cái bọt khí, nguyên bản thoi thóp một hơi Giang Mạc Thiên, hắn từ từ mở hai mắt ra, làm hắn nhìn thấy Tống Xuân Mi lúc, trong miệng hắn hư nhược hô, sư phụ. Tống Xuân Mi lập tức nói ra, Mạc Thiên, kế tiếp ngươi không quản có thống khổ dường nào, ngươi đều phải kiên trì lên, ngươi suy nghĩ một chút đem ngươi làm thành như vậy tiểu tử kia, ngươi nhất định muốn tự tay báo thù, ngươi suy nghĩ một chút tại Âm Minh Tông Lâm Hân Di. Người chính là tiểu tử kia nữ nhân, về sau ngươi có thể mang tiểu tử kia nữ nhân thật tốt đùa bỡn, cho nên, ngươi nhất định phải sống sót. Giang Mạc Thiên trong con ngươi trong nháy mắt có cầu sinh khát vọng, trong miệng hắn tự nói, đúng, ta nhất định phải tự tay giết con kia run rế, ta nhất định muốn hảo đùa bỡn con kia run rế nữ nhân. A hát! Giang Mạc Thiên trong cổ họng đột nhiên phát ra một tiếng thống khổ kêu thảm thiết. Chỉ thấy này tuyệt mệnh trong ao năng lượng đang trùng kích Giang Mạc Thiên thân thể, này tuyệt mệnh trong ao oán khí cùng âm khí thanh Giang Mạc Thiên cho nghiêm nghiêm thật thật bao phủ lại rồi, Giang Mạc Thiên cả người trên người tản ra một loại cực kỳ tà ác khí tức. Từ Giang Mạc Thiên trong cơ thể đột nhiên bạo phát ra một cổ sát khí, này làm cho Tống Xuân Mi hơi sững sờ, người tự nói thiên sát thân thể. Mạc Thiên dĩ nhiên là thiên sát thân thể, hôm nay sát thân thể chỉ có tại hoàn cảnh đặc định dưới mới sẽ được kích phát. Này tuyệt mệnh chỉ kích phát rồi Mạc Thiên thiên sát thân thể. Hôm nay sát thân thể cùng tuyệt mệnh chỉ khí tức cũng gần như, xem ra Mạc Thiên sẽ không có chuyện. Tại Giang Mạc Thiên thiên sát thân thể được kích phát rồi sau đó tuyệt mệnh trong ao năng lượng cuồn cuộn chảy vào Giang Mạc Thiên trong cơ thể. Giang Mạc Thiên vỡ vụn trái tim đang nhanh chóng khép lại, thân thể của hắn cũng đang được đơn giản cải tạo. Ước chừng sau 3 tiếng, tuyệt mệnh trong ao chất lỏng màu đỏ tươi được bốc hơi không còn chút nào. Mà Giang Mạc Thiên nguyên bản chỉ có thần niệm cảnh tam trọng thiên hậu kỳ thực lực, mà bây giờ hắn khí thế trên người đã tăng lên tới thần niệm cảnh tứ trọng thiên trung kỳ rồi, thân thể của hắn trải qua cải tạo sau đó chiến lực của hắn cũng tăng lên trên diện rộng rồi. Giang Mạc Thiên từ tuyệt mệnh trong ao đi ra, bên trong thân thể của hắn là tràn ngập khí tức âm xâm, cả người hắn trở nên càng thêm âm trầm cùng tà ác rồi, cổ họng của hắn bên trong phát ra một đạo trầm thấp tiếng cười, quát lên, tiểu tử. Ngươi con kiến cỏ này chờ cho ta, cơ thể ngươi cường độ cường hãn thì lại làm sao? Lần sau gặp mặt, chính là ta Giang Mạc Thiên chân chính ép giết chính là ngươi thời điểm. Chương 1499, một kiếm phá thiên hạ đại thành. Tại Giang Mạc Thiên lợi dụng tuyệt mệnh chỉ phục khi còn sống. Một cái nào đó cực kỳ mờ tối địa phương, hoàn cảnh chung quanh vô cùng yên tĩnh. Được bạc thân biển mãng kéo vào sơn động bên trong Diệp Thần Phong. Hắn không giải thích được liền ngất đi. Giờ khắc này, song mắt nhắm chặt Diệp Thần Phong, hắn không nhúc nhích nằm ở trên mặt đất. Tí tách, tí tách, tí tách. Thanh âm rất nhỏ, tại đây an tĩnh trong hoàn cảnh có vẻ cực kỳ rõ ràng. Chỉ thấy Diệp Thần Phong phía trên vách đá có một cái vết rạn nứt, từ vết rạn nứt bên trong không ngừng nhỏ xuống một giọt nước châu, những này thủy châu vừa vặn tích đã rơi vào Diệp Thần Phong trên gương mặt. Diệp Thần Phong gò má đang không ngừng thấm ướt sau đó hắn lông mày hơi hơi chớp chớp, tiếp lấy, mí mắt của hắn cũng bắt đầu run rẩy. Đột nhiên, Diệp Thần Phong đột nhiên mở mắt ra, hắn trực tiếp từ trên mặt đất ngồi dậy, lau một cái ướt đẫm gò má, hắn nhìn xem chu vi mở tối hoàn cảnh, hắn từ từ nhíu mày đến. Trong đầu đang trầm tư chỉ chốc lát sau, Diệp Thần Phong đem hôn mê chuyện lúc trước nghĩ thông suốt, hắn nghĩ tới mình là được bạc thân biển mãng lôi vào hang núi bên trong rồi. Hắn lập tức từ trên mặt đất đứng lên. Diệp Thần Phong phát hiện mình thân ở một cái thẳng tắp trong thông đạo, hắn không cách nào một mắt liền nhìn tới này cái cuối lối đi, ở xung quanh hắn cũng không có bạc thân biển mãng cùng hải vương cự hạt khí tức, này làm cho Diệp Thần Phong không khỏi nói lầm bầm, xem ra ta hiện tại thân ở lạc nhật đảo chỗ kia di tích chi bên trong. Diệp Thần Phong xoay người lại, hắn nhìn thấy phía sau mình đường bị một vách núi vách tường chặn lại. Hắn dùng tay trưởng đi cảm ứng một thoáng vách núi cường độ, bóng trắng người Ngô Phong dỗi rảnh thanh âm đột nhiên ở trong đầu hắn vang lên, tiểu gia hỏa. Núi này vách tường hẳn là niết bàn cảnh ngũ trọng thiên cường giả cũng không cách nào phá vỡ, ngươi không cần tại trên vách núi trắng tốn thời gian rồi. Diệp Thần Phong khi nghe đến bóng trắng người Ngô Phong dỗi rảnh lời nói sau, miệng hắn bên trong vi vi hộc ra một cái khẩu khí. Đã đến rồi thì nên ở lại. Diệp Thần Phong ngược lại cũng đúng là một cái so sánh tùy tính người. Lần sau, chưa đi đến vào chỗ này di tích trước đó, ở nơi này một mực có một nguồn sức mạnh đang kêu gọi Diệp Thần Phong, này làm cho Diệp Thần Phong trong lòng đối chỗ này di tích cũng tràn ngập tò mò.
Lần này đối mặt Niết Bàn cảnh tứ trọng thiên Tống Hải Vân cuối cùng phản công, Diệp Thần Phong các loại cả đám thiếu một chút toàn bộ chết rồi, này làm cho Diệp Thần Phong càng thêm muốn yếu tăng cao thực lực cùng sức chiến đấu rồi. Cái này di tích đối với Diệp Thần Phong tới nói không thể nghi ngờ là một cái hy vọng. Diệp Thần Phong kiểm tra một hồi đan điền của mình, hắn không nghĩ tới bên trong đan điền mình thất sắc xin sen cũng sẽ phát huy tác dụng. Diệp Thần Phong nỗ lực muốn lần nữa thôi thúc thất sắc xin sen cùng tinh không chi thạch, nhưng vô luận hắn làm sao đi cảm ứng cùng thôi thúc. Bên trong đan điền thất sắc xin sen cùng bên phải ngực tinh không chi thạch cũng một chút phản ứng cũng không có. Xem ra lấy Diệp Thần Phong bây giờ năng lực, hắn trả căn bản vô pháp đi chủ động điều khiển tinh không chi thạch cùng thất sắc xin sen, chỉ có chờ bầu trời này trái tim cùng đại địa huyết dịch tự mình vận chuyển lại, Diệp Thần Phong thôi thúc mới có thể sản sinh tác dụng. Tuy rằng Diệp Thần Phong trước mặt này thẳng tắp thông đạo phi thường tối tăm, thế nhưng cho Diệp Thần Phong thị lực không tạo được bất kỳ ảnh hưởng. Diệp Thần Phong không muốn đứng ở chỗ này sừng sờ. Hắn nhún nhún vai, mi tâm thần niệm lực lượng thả ra một ít, dù sao thân ở chỗ này xa lạ di tích bên trong, Diệp Thần Phong nhất định muốn chú ý cẩn thận một ít, ai biết tại đây nơi trong di tích có hay không nhân vật nguy hiểm. Diệp Thần Phong bàn tay phải vỗ vỗ sau lưng Hắc Huyền Kiếm, hắn liền từng bước hướng về phía trước đi đến. Chỗ này thẳng tắp thông đạo chiều rộng dài 3 mét, tính là phi thường rộng rãi được rồi, trong không khí có một loại mục nát mùi vị. Thứ mùi này chi trong tràn đầy năm tháng tang thương, chỗ này di tích hẳn là niên đại phi thường đã lâu được rồi. Chu vi cực kỳ yên tĩnh, chỉ có Diệp Thần Phong chân đạp trên mặt đất phát ra nhỏ bé tiếng vang. Khởi điểm Diệp Thần Phong cũng không có bất kỳ đặc thù cảm giác, bất quá, tại ước chừng đi lại sau 10 phút, Diệp Thần Phong sống lưng đột nhiên một trận phát lạnh, trong không khí nhiều hơn một cỗ khí tức bén nhọn. Này làm cho Diệp Thần Phong dưới chân bước chân ngừng lại. Hắn cảm ứng chu vi hẳn không có nguy hiểm, làm tầm mắt của hắn chạm tới thông đạo hai bên trên vách đá sau, hắn lập tức đến gần rồi vách đá. Chỉ thấy hai bên trên vách đá tràn đầy rậm rạp chằng chịt kiếm ngân, cái này từng đạo kiếm ngân tại vách đá thượng dương nhanh múa vuốt, Diệp Thần Phong không khỏi đưa tay sờ về phía trên vách đá rậm rạp chằng chịt kiếm ngân. Tại Diệp Thần Phong thủ trưởng chạm tới vách đá nháy mắt, từ hai bên vách đá bên trong kiếm ngân bên trong bạo phát ra càng thêm khí thế mãnh liệt. Này làm cho Diệp Thần Phong dưới chân bước chân không kiềm hãm được lui về phía sau một bước. Tiểu tử, cái này hai mặt trên vách đá kiếm ngân không đơn giản a hát. Năm đó ở vách đá này thượng lưu lại kiếm ngân người, hẳn là vẫn không có lĩnh ngộ bất kỳ kiếm ý, nhưng cái này từng đạo kiếm ngân bên trong lại vẫn cố cất giữ kiếm khí, có thể thấy được người kia kiếm thuật hẳn là đã đến tình trạng xuất thần nhập hóa rồi. Ngược lại, bóng đen người Giang Vận Thiên thanh âm lại trở nên hí hành hạ lên, tiểu tử. Không biết nguyên nhân gì. Cái này hai mặt vách đá bên trong kiếm khí được ngươi cho kích hoạt lên, ngươi muốn thông qua nơi này, chỉ sợ ngươi trước phải chống đối qua những này kiếm khí rồi, bằng không ngươi cũng chỉ có thể đủ chờ chết ở đây rồi. Tại bóng đen người Giang Vận Thiên vừa dứt lời dưới, bạch, một tiếng, từ bên phải trên vách đá đột nhiên hướng về Diệp Thần Phong kéo tới một đạo kiếm khí bén nhọn, cũng may Diệp Thần Phong phản ứng so sánh nhanh, thân thể của hắn vi vi một bên. Mặc dù nói là tránh thoát tia kiếm khí này, thế nhưng trước người hắn một cái góc áo vẫn là bị cái này đạo kiếm khí cho gọt xuống. Ở bên phải trên vách đá kéo tới một đạo kiếm khí, sau đó bên trái trên vách đá cũng kéo tới một đạo kiếm khí. Tiếp lấy, hai bên trên vách đá kiếm khí là càng ngày càng sống động, vách đá này thượng vô số kiếm ngân phảng phất vào đúng lúc này sống lại. Diệp Thần Phong đối mặt này một đạo lại một đạo kiếm khí, thân ảnh của hắn ở trong đường hầm nhanh chóng tránh né. Nhưng chỉ cần Diệp Thần Phong mỗi lần đi về phía trước suốt một khoảng cách nhỏ, hai bên trên vách đá hướng hắn kéo tới kiếm khí liền sẽ trở nên càng ngày càng dày đặc, này làm cho Diệp Thần Phong bắt đầu trở nên chật vật lên. Bóng trắng người Ngô Phong dỗi rảnh nói ra, tiểu gia hỏa, không nên lãng phí cái cơ hội tốt này, người tốt nhất cảm thụ cảm giác những này kiếm khí, nói không chắc đối với người tại trên kiếm đạo có một chút trợ giúp. Được bóng trắng người Ngô Phong dỗi rảnh ngần ấy gẩy. Diệp Thần Phong này mới tình ngộ ra, hắn hai chân đột nhiên ngừng lại, hắn trực tiếp đem sau lưng Hắc Huyền Kiếm cho rút ra, trong tay hắn Hắc Huyền Kiếm cũng bắt đầu loạn múa, đang chống cự từng đạo kiếm khí đồng thời, Diệp Thần Phong cũng đang cảm ngộ kiếm khí bên trong áo nghĩa. Bất quá, chung quanh đây hướng về Diệp Thần Phong kéo tới kiếm khí quá dày đặc, rất nhiều kiếm khí đều trực tiếp công đánh vào Diệp Thần Phong trên người, cảnh này khiến Diệp Thần Phong quần áo trở nên rách tả tơi rồi. Mà trên thân thể hắn cũng nhiều chỗ từng đạo vết thương.
Diệp Thần Phong từng bước tiếp tục đi về phía trước, trong tay hắn Hắc Huyền kiếm từ đầu đến cuối không có đình chỉ qua, hắn trên người vết thương cũng càng ngày càng nhiều, tiên huyết một giọt nhanh chóng từ trên người hắn trơn trượt rơi xuống mặt đất. Giờ khắc này, Diệp Thần Phong tiến vào một loại quên mình trạng thái, hắn hai con mắt yên tĩnh một mảnh, hắn phảng phất không cảm giác được đau đớn trên người rồi, hắn chỉ cảm thấy cái này từng đạo kiếm khí bên trong thật khí thế, trong miệng hắn không khỏi nói lầm bầm kiếm. Phải có kiếm thật khí thế, đây tự kêu là kiếm thế đi nha. Không ít chữ. Diệp Thần Phong trong tròng mắt đột nhiên bắn ra hào quang đến, hắn thật giống lĩnh ngộ được một ít gì đó, tay phải hắn đem Hắc Huyền kiếm chuôi kiếm cầm quấn rồi mấy phần, trong lòng của hắn thầm nghĩ, của ta nhất kiếm phá thiên tiếp theo thẳng nằm ở cảnh giới tiểu thành, chỉ sợ sẽ là kiếm thế không đủ. Diệp Thần Phong bên trong thân thể linh khí khẽ động, trong cơ thể hắn linh khí lập tức trào vào Hắc Huyền kiếm bên trong. Nhất kiếm phá thiên dưới, đem linh khí chuyển hóa thành trọng kiếm chi kiếm phong. Diệp Thần Phong trên người ác liệt khí thế, so với lúc trước tăng vọt rất nhiều lần, hắn giờ khắc này tựu như cùng một cái có thể đâm thủng bất kỳ trở ngại nào đao nhọn. Diệp Thần Phong trong tay phải Hắc Huyền kiếm hướng về bên trái vách đá quất tới, nhất kiếm phá thiên dưới. Diệp Thần Phong trên người ác liệt còn đang không ngừng dâng lên, trong con ngươi của hắn tránh qua hai đạo kiếm khí, thầm nghĩ nói. Nhất định phải đem kiếm coi là thân thể một phần, như vậy mới có thể đem kiếm thế hoàn toàn phát huy ra. Diệp Thần Phong chiêu kiếm này đột nhiên vung ở bên trái trên vách đá mặt ngoài chả là không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng là từ vách đá nội bộ nhưng liên tục truyền ra ầm. Ầm, ầm, ầm. Bốn tiếng vang trầm, vách đá nội bộ liên tục hướng về nơi sâu xa nổ tung bốn lần. Tại bốn lần nổ tung sau khi kết thúc, lại là ầm. Một tiếng. Vách đá mặt ngoài tầng kia cũng nổ tung ra. Này hai bên vách đá cùng vừa vặn ngăn cản Diệp Thần Phong vách núi không giống, những này vách đá cường độ xa xa yếu hơn vừa vặn vách núi, bằng không lấy Diệp Thần Phong thực lực cũng không thể để vách đá nổ tung rồi. Diệp Thần Phong nhìn xem bên trái liên tục nổ tung vách đá, trên mặt hắn hiện lên một vệt vẻ vui thích, nhất kiếm phá thiên dưới đại thành. Diệp Thần Phong thi triển tiểu thành nhất kiếm phá thiên dưới. Hắn chỉ có thể đem mũi kiếm thông qua địch nhân pháp bảo, truyền tống đến địch cánh tay của người bên trong lại nổ tung, mà bây giờ đại thành nhất kiếm phá thiên dưới, hẳn có thể đem mũi kiếm truyền tống đến địch nhân toàn thân lại nổ tung. Nguyên bản tiểu thành nhất kiếm phá thiên dưới dường như cách sơn đả nghiêu. Mà bây giờ đại thành nhất kiếm phá thiên dưới, không những vẫn có thể cách sơn đả nghiêu, đồng thời vẫn có thể đối núi sản sinh thương tích rồi. Có thể nói đại thành nhất kiếm phá thiên dưới trở nên càng thêm hoàn mỹ. Chương 1500, nhanh chóng tiến bộ, ba giai hàn băng kiếm ý. Ầm, 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 ầm. Thẳng tắp trong thông đạo, vang trầm âm thanh không dứt bên tai. Diệp Thần Phong nhất kiếm phá thiên dưới từ nhỏ thành tiến vào cảnh giới đại thành, sau đó hắn liền có thể dễ như ăn cháo phá tan trên vách đá từng đạo kiếm ngân rồi. Dù sao trên vách đá vô số kiếm ngân niên đại đã phi thường rất xưa. Tại lĩnh ngộ kiếm thế tầm quan trọng sau, cả người hắn thật khí thế trở nên vô cùng sắc bén, giống như một thanh bảo kiếm ra khỏi vỏ bình thường yếu chứ rào lúc trước Diệp Thần Phong chỉ có đang sử dụng hàn băng kiếm ý thời điểm, hắn khí thế trên người mới sẽ trở nên sắc bén. Mà bây giờ Diệp Thần Phong căn bản không có vận dụng bên trong thân thể hàn băng kiếm ý, là hắn có thể có đủ như vậy kiếm thế. Điều này nói rõ hắn tại trên kiếm đạo lại đại đại hướng phía trước bước ra một bước. Này nhất kiếm phá thiên thuộc hạ ở trọng kiếm vô phong thức thứ nhất. Đệ nhị thức tên là vô phong cũng có phong, thức thứ ba tên là trọng kiếm ngưng sơn hà. Này trọng kiếm vô phong hẳn là một thức so với một thức mạnh, mỗi một thức đều chia làm cảnh giới tiểu thành cùng cảnh giới đại thành. Bây giờ Diệp Thần Phong đem thức thứ nhất nhất kiếm phá thiên dưới hoàn toàn xong rồi. Bất quá! Diệp Thần Phong cũng không hề vội vã đi hiểu thấu đáo đệ nhị thức vô phong cũng có phong, hắn phải đem nhất kiếm phá thiên dưới thi triển càng thêm thuần thục, hắn mới chuẩn bị đi hiểu thấu đáo đệ nhị thức vô phong cũng có phong. Này trọng kiếm vô phong chính là ban đầu ở viễn cổ thần ma trong mộ địa, một đời kiếm thần hạ vô cực truyền thụ cho hắn, lại tăng thêm bóng trắng nhân hỏa bóng đen người nhãn quang, hắn chưa rào này trọng kiếm vô phong nhất định là cực kỳ lợi hại kiếm chiêu. Lúc trước Hạ Vô Cực trả lại cho Diệp Thần Phong một viên kiếm ý hạt giống, bây giờ hạt giống còn tại Diệp Thần Phong bên trong đan điền, hắn không chưa rào lúc nào mới có thể kích phát này bất khuất kiếm ý hạt giống. Yếu chưa rào một khi kích phát, Diệp Thần Phong là có thể lập tức lĩnh ngộ thất giai bất khuất kiếm ý,
Diệp Thần Phong trong lòng đối kiếm ý này hạt giống vẫn còn có chút mong đợi. Thẳng tắp thông đạo u ám mà lại yên tĩnh, Diệp Thần Phong một bên thi triển đại thành nhất kiếm phá thiên dưới. Hắn một bên ở trong lòng nói ra, lão Bạch, lão Hắc, ta hiện tại làm sao không cảm giác được cái cỗ này triệu hoán sức mạnh của ta. Ta luôn cảm giác chỗ này trong di tích có gì đó quái lạ. Bóng đen người Giang Vận Thiên nói ra, cho dù chỗ này trong di tích có gì đó quái lạ, ngươi bây giờ cũng không có đường lui, muốn trở thành một tên cường giả, ngươi liền tất cần phải anh dũng có đi không có về. Lại đi rồi mười mấy phút, hai bên trên vách đá rậm rạp chẳng chịt kiếm ngân từ không có gián đoạn. Diệp Thần Phong một mực thi triển nhất kiếm phá thiên dưới. Dùng này đến không ngừng phá tan trên vách đá kiếm ngân. Này làm cho hắn mồ hôi trên trán như nấm mọc sau mưa măng bình thường xông ra, Diệp Thần Phong trong lỗ mũi khí tức hơi có chút hỗn loạn rồi. Thế nhưng hắn trong con ngươi vẻ mặt là càng ngày càng kinh ngạc. Cái này hai một bên trên vách đá kiếm ngân đều là xuất từ tay của một người bút, bởi vậy có thể thấy được người kia đối kiếm đạo chấp nhất, Diệp Thần Phong trong lòng hỏi, lão Bạch, lão Hắc, lấy trên vách đá kiếm ngân. Các ngươi có thể nhìn ra lưu lại kiếm ngân người kia. Hắn tại trên kiếm đạo phải hay không có rất sâu trình độ. Hắn và kiếm thần hạ vô cực tỷ như hà. Bóng trắng người Ngô Phong dỗi rảnh hồi đáp, tiểu gia hỏa, làm một cái kiếm khách, hắn mục đích cuối cùng chính là muốn lĩnh ngộ kiếm ý. Nếu như một tên kiếm khách không thể lĩnh ngộ kiếm ý, như vậy cho dù hắn tại trên kiếm đạo trình độ cực kỳ thâm hậu, vậy cuối cùng cũng chỉ có thể trở thành một tên kiếm đạo cường giả, không có tư cách xưng là kiếm thần. Cho nên, ngươi nói là hạ không vô cùng lợi hại. Vẫn là ở nơi này lưu lại kiếm ngân người lợi hại. Từ nơi này chút kiếm ngân trong, ta có thể mơ hồ cảm giác được năm đó cái kia trong lòng người không cam lòng tâm tình. Hắn năm đó ở nơi này để lại nhiều như vậy kiếm ngân, hắn cũng hẳn là tại lĩnh ngộ kiếm ý. Trên người che kín vết thương Diệp Thần Phong, hắn vết thương đã kéo màn rồi, dưới chân hắn bước chân đột nhiên ngừng lại. Bởi vì hắn nhìn thấy phía trước hai bên trên vách đá không có kiếm ngân rồi, này làm cho Diệp Thần Phong trên người áp lực đột nhiên một kiếm. Diệp Thần Phong một bên cảnh giác trong thông đạo hoàn cảnh, dưới chân hắn bước chân một bên tăng nhanh, tại ước chừng lại đi lại sau 5 phút, Diệp Thần Phong khẽ cau mày, hắn mơ hồ cảm thấy kiếm ý, này làm cho dưới chân hắn bước chân thả chậm lại. Diệp Thần Phong ánh mắt tại hai bên trên vách đá quét mắt. Hắn nhìn thấy hai bên trên vách đá lần thứ hai xuất hiện kiếm ngân, mà tại đây trên vách đá kiếm ngân vô cùng thưa thớt, không giống vừa nãy trên vách đá kiếm ngân như vậy rậm rạp chằng chịt. Thế nhưng, bởi vì Diệp Thần Phong lĩnh ngộ hàn băng kiếm ý quan hệ, hắn có thể đủ từ nơi này chút thưa thớt kiếm ngân bên trong mơ hồ cảm giác được kiếm ý. Diệp Thần Phong bên trong thân thể cấp 2 hàn băng kiếm ý không tự chủ được vận chuyển, tại hàn băng kiếm ý vận chuyển lúc thức dậy. Hai bên trên vách đá kiếm ngân phảng phất đưa tới cộng hưởng, này thật lưa thưa kiếm ngân trong kiếm ý càng ngày càng mãnh liệt rồi. Bóng trắng tâm tình người ta bù quò nói, tiểu gia hỏa, vận khí của ngươi vẫn đúng là bù quò, xem ra năm đó gia hỏa kia ở nơi này lĩnh ngộ ra thuộc về hắn kiếm ý của mình, những này thưa thất kiếm ngân bên trong chả cất giữ năm đó kiếm ý của hắn. Mà bên trong cơ thể ngươi kiếm ý rõ ràng cho thấy đem các loại thưa thất kiếm ngân bên trong kiếm ý cho kích phát rồi. Ngươi dùng của mình hàn băng kiếm ý cùng kiếm ngân bên trong phóng thích ra kiếm ý đi đối kháng, ngươi chả muốn dụng tâm đi thể hội, kỳ thực bất kỳ kiếm ý đều là chung, vừa vặn kiếm khí cho ngươi nhất kiếm phá thiên dưới đã tới cảnh giới đại thành, nói không chắc những này kiếm ngân bên trong kiếm ý, có thể để cho ngươi hàn băng kiếm ý nâng cao một bước. Bóng đen người Giang Vận Thiên cũng cười mắng, tiểu tử, vận cứt chó của ngươi luôn luôn đều rất tốt a hát. Cái lối đi này thật giống chính là vì cho ngươi tăng lên đối kiếm đạo lĩnh ngộ, cùng với tăng lên của ngươi kiếm ý mà lưu lại, nếu như năm đó ta có thể có tiểu tử ngươi như vậy đại khí vận, e sợ bên trong vùng thế giới này sớm đã không còn người là đối thủ của ta. Diệp Thần Phong từ bóng đen người trong giọng nói nghe được ước ao ghen tị mùi vị, này làm cho khóe miệng của hắn vi vi dương lên, muốn trở thành một tên cường giả, rất nhiều lúc nắm giữ đại khí vận mới là trọng yếu nhất. Không thể nghi ngờ. Diệp Thần Phong chính là một cái nắm giữ người có vận may lớn, hắn này cùng nhau đi tới, có bao nhiêu lần được rồi? Có bao nhiêu lần thu được cơ duyên? Đây chính là cái gọi là số mệnh bất phàm rồi. Diệp Thần Phong đương nhiên sẽ không bỏ qua tăng lên hàn băng kiếm ý cơ hội rồi, hắn trong lỗ mũi hít một hơi thật sâu, hắn đem ý nghĩ rối loạn trong lòng bài trừ sau đó tay phải hắn nắm Hắc Huyền kiếm,
bên trong thân thể nhanh chóng thôi thúc lên cấp 2 hàn băng kiếm ý. Diệp Thần Phong khí thế trên người trở nên lạnh lẽo mà lại càng thêm sắc bén, chỉnh thanh hắc huyền kiếm được một tầng xương trắng cho bao phủ lại rồi. Theo, Diệp Thần Phong trong cơ thể hàn băng kiếm ý từ từ thả ra ngoài, hai bên trên vách đá thưa thất kiếm ngân trong, từng luồng kiếm ý phun trào đi ra, hầu như Diệp Thần Phong mỗi bước ra một bước, hắn liền sẽ đối mặt từ trên vách đá kéo tới hai đạo kiếm ý. Long tường cửu thiên. Tại vách đá thượng kiếm ý hướng về Diệp Thần Phong kéo tới thời điểm, Diệp Thần Phong cũng lập tức áp dụng công kích, tiếng rồng ngâm từ hắc huyền kiếm bên trong truyền ra, hai cái màu trắng cự long cùng trên vách đá kéo tới kiếm ý hướng kích lại với nhau. Oanh, oanh! Hai cái màu trắng cự long được trên vách đá kéo tới kiếm ý cho cắn nát rồi, mà trên vách đá kiếm ý vẫn không có tiêu tan, tấn mãnh hướng về Diệp Thần Phong kéo tới, mà Diệp Thần Phong là đến không kịp né tránh rồi. Xì xì. Xì xì. Diệp Thần Phong trên bả vai trong nháy mắt nhiều hơn hai đạo sâu thấy được tận xương vết thương, máu tươi từ vết thương của hắn bên trong bạo đi ra. Nếu như không có Long Tường Cửu Thiên chống đối, Diệp Thần Phong trực tiếp chịu đựng kiếm ý này lời nói không chắc cánh tay của hắn đều sẽ được trực tiếp chặt đi xuống. Diệp Thần Phong dưới chân bước chân cũng không có đình chỉ xuống, trên vách đá kiếm ý ở trên người hắn lưu lại vết thương sau. Này làm cho Diệp Thần Phong dùng thân thể thể nghiệm loại này kiếm ý. Diệp Thần Phong trên mặt tràn trề lên nụ cười đến, dùng thân thể đi trải nghiệm loại này kiếm ý tinh tủy, này làm cho hắn là càng thêm rõ ràng loại này kiếm ý, cho nên, đối với hiện tại Diệp Thần Phong tới nói nhưng không có dừng lại đến đạo lý. Diệp Thần Phong trong tay một lần lại một lần thi triển Long Tường Cửu Thiên, mỗi lần hắn đều chỉ có thể đủ trung hòa trên vách đá kéo tới một phần kiếm ý. Bởi vậy, Diệp Thần Phong trên người vết thương sâu tới xương là càng ngày càng nhiều. Thế nhưng, Diệp Thần Phong nụ cười trên mặt là càng ngày càng thịnh vượng, từng đạo kiếm sắc bén ý công kích tại trên người hắn, này làm cho hắn tiến vào một loại hiểu ra trạng thái, hắn thi triển Long Tường Cửu Thiên cũng đang bắt đầu trở nên ác liệt lên. Trên người giọt máu không ngừng bay lượn ở trong không khí, Diệp Thần Phong dưới chân bước chân là càng lúc càng nhanh, trong tay nhiều lần dùng tới Long Tường Cửu Thiên. Này làm cho Diệp Thần Phong trong cơ thể linh khí cũng nhanh chóng tiêu hao. Diệp Thần Phong cảm giác mình trước mặt chỉ còn dư lại một tầng màng mỏng rồi, chỉ cần đem tầng này màng mỏng cũng đâm thủng, hắn hàn băng kiếm ý thì có thể thuận lợi tăng lên. Diệp Thần Phong dưới chân bước chân lần thứ hai tăng nhanh, trên người hắn vết thương sâu tới xương còn tại tăng nhanh, dưới chân hắn bước chân bỗng nhiên đình chỉ lại, gân xanh trên trán nổi lên, trong miệng đột nhiên giống một tiếng a hát. Kèm theo thanh này gầm rú, Diệp Thần Phong cảm giác trước mặt tầng kia màng mỏng trong nháy mắt tan vỡ, hắn có một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa, trong tay hắc huyền kiếm lần thứ hai vung ra, Long Tường Cửu Thiên. Ba tiếng rồng gầm từ trong thân kiếm truyền ra, sát theo đó, ba cái màu trắng cự long từ trong thân kiếm bật đi ra. Diệp Thần Phong cấp 2 hàn băng kiếm ý thuận lợi khóa nhập cấp 3 tầng thứ. Bóng trắng người Ngô Phong dỗi rảnh không nghĩ tới Diệp Thần Phong nhanh như vậy liền tăng lên hàn băng kiếm ý, hắn nói lầm bầm thật là một yêu nghiệt tiểu gia hỏa. Bóng đen người Giang Vận Thiên nhưng là khó chịu nói ra, lão Bạch, ta đã nói rồi, cùng tiểu tử này cùng nhau, chúng ta bị đả kích cơ hội còn nhiều nữa. Vốn cho là chúng ta lúc còn trẻ đã đủ thiên tài, nhưng cùng tiểu tử này so với, chúng ta vẫn tính là thiên tài sao? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 75.